Vạn cổ đệ nhất tông chương 651, chẳng phải là cái gì. Lần lượt xuất chiến vạn cổ tông đệ tử tuy nhiên chưa bạo phát thực lực chân chính, nhưng cũng là hàng thật giá thật vũ vương, cho nên thắng đông hạo châu tông môn đệ tử rất bình thường, nhưng là tiêu tội kỹ cùng mộ dung hơn cảnh giới tương đương, mấy chiêu xuống tới, vẫn bị trước mặt áp chế gắt gao, giữa bọn hắn ước chiến, trọn vẹn trù bị 3 năm, nếu như là loại này đơn phương nghiền ép, cái kia thật để quân thường tiếu rất thất vọng, hừ, trình tuệ tâm âm thanh lạnh lùng nói, giao đấu mới vừa mới bắt đầu, chớ vui vẻ hơn quá sớm, nghe nàng ý tứ này, cái kia mộ dung hân còn có thể nghịch chuyển, cũng đúng nha, nhị lưu tông môn đệ tử thân truyền, nếu như không có một điểm ác chủ bài nơi tay, vậy thì có điểm không còn gì để nói, vù vù. Nhưng vào lúc này, mộ dung hân hai tay hợp lại cùng nhau, trong mắt sáng hiện lên hai đạo quang mang, mềm mại tóc đen không gió từ lên, đáp, đáp, nước mưa theo trên không rơi xuống, khiến cho mọi người nhao nhao ngạc nhiên, bầu trời trong trẻo, làm sao thình lình trời mưa, cẩn thận nha, nhưng vào lúc này, quân thường tiếu la lớn, mọi người nhao nhao nhìn sang, chỉ gặp tên kia một mặt nghiêm nghị nói, trời mưa thu y phục, mọi người cùng nhau mắt trợn trắng, ào ào, mưa càng rơi xuống càng lớn, các lộ võ giả nhao nhao vận chuyển linh có thể ngăn cản, nhưng là, tu vi thấp võ người mắt trợn tròn, bởi vì ngưng tụ linh năng tại quanh thân, căn bản là không có cách ngăn cản nước mưa thẩm thấu, một chút thời gian, rất nhiều người xối thành ướt sũng, đây là linh huyền thủy. Một tên cường giả nói, hỏa hệ có rất nhiều loại phân loại, thủy hệ cũng không ít, linh huyền thủy chính là bên trong một phẩm chất đã đạt tới thánh phẩm tầng thứ linh huyền thủy tính xuyên thấu mạnh đẳng cấp thấp võ tu dù là vận chuyển linh năng cũng vô pháp đem đón đỡ bên ngoài chật chật quân thường tiếu nói quả nhiên có chút năng lực mộ dung hân linh huyền thủy cố nhiên có nước mặt thạch tác dụng lại không làm gì được tiêu tội kỹ bởi vì nước mưa tịch đến trong khoảnh khắc liền bị nóng rực hỏa diễm bốc hơi đây chính là người ác chủ bài hắn ngạo nghễ nói mộ dung hân không nói rừng rà thủ ấn đánh ra chỉ thấy từ trời rơi xuống nước mưa trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành cự cột nước lớn, giống như giao long đang gầm thét, vẫn chưa xong, xoát, 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 mộ dung hân thủ ấn vẫn đang thi triển, càng nhiều cột nước giữa không trung ngưng tụ, thời gian qua một lát, liền hội tụ chính đầu giống như ra biển giao long, cũng theo bốn phương tám hướng áp qua đến, một khắc này, theo thủy hệ thuộc tính đề bạc, chung quanh nóng trực cảm giác bị áp chế, cũng dần dần bình thường trở lại nhiệt độ, vù vù. Chính đầu tựa như giao long cột nước, mang theo xuyên thấu hết thể lực lượng oanh tới, làm các lộ võ giả đều thần sắc nghiêm nghị. Cái này tất nhiên là cao phẩm tầng thứ thủy hệ vũ kỹ, trình tuệ tâm cười lạnh. Đồ Nhi thi triển ra chính mình năm đó vì nàng đau khổ tìm được thánh phẩm võ học, tuyệt đối có thể trọng thương đối thủ. Nhưng để cho nàng cùng vũ giả khác ngạc nhiên là tại chính con dao long đột kích thời khắc, tiêu tội kỹ càng đem tự thân hỏa diễm thu hồi, cứ như vậy ngạo nghễ đứng tại nguyên chỗ, hai đầu lông mày càng là nổi lên một tia kinh thường tới. Cái này có ý tứ gì? chẳng lẽ tự biết không địch lại linh huyền thủy từ bỏ chống lại đạp nhưng vào lúc này tiêu tội kỹ một bước phóng ra lõa lồ bên ngoài bắp thịt nhất thời nhô lên bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế đến một tên cường giả kinh ngạc nói không dựa vào hỏa hệ thuộc tính đến phòng ngự chẳng lẽ muốn bằng thân thể đi ngạnh kháng lá gan này cũng quá lớn đi tuy nhiên bách hợp thánh tông đệ tử thủy hệ vũ kỹ rất mạnh nhưng lấy hắn đối với hỏa diễm lĩnh ngộ chắc là có thể chống được đến bây giờ từ bỏ ưu thế này sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tuyệt đối bị động đối với tiêu tội kỹ cách làm rất nhiều võ giả khó có thể lý giải được, chỉ có thể cấp cho đánh giá đây là tại tìm đường chết. Mộ Dung Hân Liễu Mi hơi nhíu, hai tay đột nhiên vung lên, bàn bạc thủy hệ linh năng rót vào chính đạo cục nước loại, hội tụ lực lượng càng mạnh hơn đến. Quân Thường Tiếu cùng vạn cổ tông đệ tử cười, dưới cái nhìn của bọn họ, tiêu tội kỹ cường hạng không phải hỏa hệ, mà chính là bưu hãn thân thể phòng ngự, dù là không có cái gì gia trì, ngạnh kháng nhiều như vậy thủy hệ vũ kỹ cũng dễ dàng. Đúng vậy nha, yếu như vậy đối thủ, tùy tiện đánh bại cũng quá trò đùa, hoàn toàn có thể dùng các loại phương pháp đến để cho nàng thể hội cái gì gọi là tuyệt vọng, vù vù. Thứ một cột nước trong chớp mắt liền oanh tới, tiêu tội kỹ một chân dẫm trên mặt đất, hai tay mở ra, linh năng khuếch tán mà ra, hình thành một tầng hơi mỏng phòng ngự khí tường, oanh, giống như dao long cột nước, hung hăng đâm vào linh năng khí tường bên trên, từng đạo từng đạo sóng nước liên y, trong nháy mắt tại diễn võ trường nhộn nhạo lên, các lộ võ giả nhất thời trừng to mắt, cái kia tiêu tội kỹ tiếp nhận nhất kích về sau, vẫn đứng tại nguyên chỗ, căn bản không có nhúc nhích chút nào bọn họ xác định tên này chính là vận dụng linh năng không có thi triển bất luận cái gì loại hình phòng ngự vũ kỹ dễ dàng như thế tiếp đó cũng không tránh khỏi quá kinh hãi thế tục đi vù vù một chỗ khác lại có cột nước quanh tới tiêu tội kỹ đứng tại nguyên chỗ một cái tay hất lên trực tiếp đem chiêu thức tiếp được tuy nhiên trùng kích lực mạnh phi thường lại vẫn vững như bàn thạch oanh 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 đúng vào lúc này còn thừa cột nước theo phương vị khác nhau anh tới tiêu tội kỹ hai chân không có nhúc nhích chút nào hai tay liên tiếp biến hóa, đem từng đạo từng đạo cục nước ngạnh kháng xuống tới, chính chiêu toàn bộ anh xong, các lộ võ giả miệng há mở, tiêu tội kỹ vẫn ngạo mà đứng, dưới chân không có xê dịch dù là một không có, tựa như vạn năm đại thụ bàn tại diễn võ trường lên, ta thiên, cường thế như vậy thủy hệ vũ kỹ, thế mà là không có để vạn cổ tông đệ tử lui lại một bước, kẻ này thân thể cực kỳ khủng bố, coi như đổi lại một tên cao phẩm vũ vương, cũng tuyệt không có khả năng tại đón đỡ chính chiêu qua đi, còn có thể không nhúc nhích tí nào, đáng sợ, đáng sợ cường giả khắp nơi nhao nhao cho lời bình đối tiêu tội kỹ người trẻ tuổi kia có đầy đủ tán thành linh năng có thể tùy thời tùy chỗ đi bồi dưỡng nhưng đột phá đến nhất định tầng thứ thân thể sẽ rất khó có thực chất tính đột phá cái này vạn cổ tông đệ tử có thế thối luyện đến trình độ như vậy khẳng định trải qua khó có thể tưởng tượng ma luyện đúng vậy a à. vì tạo nên thân thể tiêu tội kỹ chảy quá nhiều mồ hôi cũng ăn quá nhiều khổ chính là quá mức điên cuồng mới có bây giờ kiên cố phòng ngự làm sao có thể mộ dung hơn ánh mắt nổi lên khó có thể tin thánh cấp thủy hệ thuộc tính, lại phối hợp thánh cấp vũ kỹ, lại bị hắn tay không tiếp đó, còn không có lui lại, thật là lại vô pháp tiếp nhận, nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất ác chủ bài, vậy liền quá khiến ta thất vọng. Tiêu tội kỹ thản nhiên nói, mộ dung hân nói, không nghĩ tới ngắn ngủi ba năm, ngươi sẽ có thực lực mạnh như vậy, tiêu tội kỹ nhìn về phía trình tuệ tâm, nhìn về phía đã từng xuất hiện tại tiêu gia, cũng nhục nhã chính mình bách hợp thánh tông đệ tử, nói, các nàng chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, năm đó tùy ý chà đạp người, sẽ có thực lực bây giờ đi. Trình tuệ tâm cùng những đệ tử kia nhau nhau trầm mặt, các nàng nói đúng, tiêu tội kỹ nói, ngươi mộ dung hân là thiên kiêu chi nữ, ta tiêu tội kỹ cái phế vật này không xứng với ngươi, nhưng là, hắn nắm quyền, rằng từng chữ một, ngày hôm nay liền để tất cả mọi người biết, dù là thiên kiêu chi nữ, ở ta nơi này phế vật trước mặt cái kia cũng chẳng phải là cái gì, vạn cổ đệ nhất tông chương 653, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng phong phú. Hô, tiêu tội kỹ quanh thân lần nữa phun trào nóng trực hỏa diễm, tiếp theo dẫm lên túng vân bộ tiến lên cũng phẫn nộ nói xích tiêu liệt diễm trảm tạch 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 mặt đất tại hắn một chân đạp xuống đến sàn nhà trong nháy mắt vỡ nát vù vù quanh thân hỏa diễm phát ra ở giữa không trung hội tụ hình thành một đạo khí thế hung hung hỏa diễm chi trảm động võ kỹ làm thật ban đầu vốn đã lạnh đi nhiệt độ theo tiêu tội kỹ triệt để đại bạo phát lần nữa trở nên nóng rực lên mưa như trút nước mà trời mưa to càng là im bặt mà dừng với hỏa diễm tuyệt đối bất luận cái gì thủy hệ đều vô dụng không tốt mộ dung hơn sắc mặt biến hóa, ông. Ông, linh năng bộc phát ra, không gian từng đợt dập dần, màn nước phòng ngự kết giới ngưng tụ mà thành, một tầng, hai tầng, tầng ba. Oanh, 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 xích tiêu liệt diễm trảm đột nhiên chém xuống, thế như trẻ tre đem kết giới toàn bộ đánh nát, đăng. Đăng, đăng, mộ dung hơn gặp phản vệ, khó có thể khống chế thân thể hướng, về, sau lui nhanh, cả khuôn mặt lộ ra cực tái nhật, nhưng... Xích tiêu liệt diễm trảm dư uy không giảm anh tới, không có cái gì phòng ngự nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kết thúc cường giả khắp nơi lắc đầu nói ầm ầm trên diễn võ trường mặt đất rung rẩy bày ra sâu thẳm lại cháy đen hỏa diễm dấu vết làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là mộ dung hân suy yếu đứng tại ở mép cũng không có bị cái kia nóng trực hỏa diễm chi trảm đánh trúng không đúng rồi vừa rồi loại tình huống đó nàng cần phải tránh không thoát mới đúng tiêu tội kỹ đem hỏa diễm thu hồi mặt không chút thay đổi nói ngươi thua phù phù mộ dung hân cuối cùng khó chống chống đỡ ngồi liệt tại nóng hổi trên sàn nhà, ba lọn tóc đen tán loạn, trên mặt phủ đầy suy yếu cùng tái nhật, sơ qua, khôi phục chút khí lực, khổ sở nói, ta thua, đinh. Đệ tử tiêu tội kỹ chiến thắng bách hợp thánh tông mộ dung hân, sử thi nhiệm vụ hoàn thành, tất cả phần thưởng đang kết toán. Làm mộ dung hân nói ra ta thua ba chữ, quân thường tiếu bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, đây tuyệt đối là âm thanh hắn thích nghe nhất, quân tông chủ đã dọn xong tư thế, chờ đợi kết toán sau cho khen thưởng, cũng không phải là thường chờ mong, bị đè ép sử năm nhiệm vụ khen thưởng, quan trọng hơn là, sử sáu nhiệm vụ hoàn thành, thì có thể đột phá hoàn cấp, bách hợp thánh tông trên dưới nhau nhau trầm mặt, trình tuệ tâm khí hai tay run rẩy kịch liệt, mộ dung hơn là mình đệ tử đắc ý nhất, những năm gần đây vì bồi dưỡng nàng, hao phí vô số tư nguyên cùng tinh lực, không nghĩ tới sẽ bại bởi tiêu tội kỹ, không thể nhất tiếp nhận là, còn từng là mình chủ trì đi xuống từ hôn gia hỏa, trình tuệ tâm mặt mo xem như bị triệt để đánh nhảo nhuệt, đánh đều không thành nhân dạng, trình trưởng lão, quân thường tiếu nói, hiện tại hẳn phải biết, người nào không xứng với người nào a à, cho ngươi thêm đến mấy cái bàn tay có đau hay không trình tuệ tâm song quyền nắm chặt đục ngầu con ngươi tràn đầy tức giận sư tôn mộ dung hân yếu ớt nói để ngài thất vọng hừ trình tuệ tâm phẫn nộ vung tay áo mà đi mộ dung hân tiêu tội kỹ thản nhiên nói người ta ân oán kết từ đó đường ai nấy đi cả đời không qua lại với nhau thực vừa rồi thi triển xích tiêu liệt diễm trảm hắn hoàn toàn có thể nhất kích trọng thương mộ dung hân nhưng cuối cùng vẫn là thu tay lại oanh trên sàn nhà cũng không phải là không đành lòng mà chính là hỏa diễm chi chiến áp xuống tới thời điểm mộ dung hân đột nhiên từ bỏ tất cả phòng ngự truyền âm nói tiêu tội kỹ năm đó là ta vô tri thương tổn ngươi ngày hôm nay cả gốc lẫn lãi toàn trả lại cho ngươi lời nói này thật giống như gia trì phòng ngự có thể chống được đến giống như cũng không biết một khắc này tiêu tội kỹ đang suy nghĩ gì thao túng xích tiêu liệt diễm trảm anh sau lưng mộ dung hân cũng không đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì hắn tới nơi này không phải vì chứng minh chính mình trâu bò bao nhiêu chỉ vì đoạt lại mất đi tôn nghiêm tại bách hợp thánh tông trước đại điện tại các châu quận võ giả chứng kiến hạ đánh bại mộ dung hân chẳng khác nào đoạt lại hết thảy trọng thương nàng chỉ sẽ có vẻ lòng dạ hẹp hòi mà thôi vạn cổ tông đệ tử thật mạnh a à, theo vừa rồi cái kia thi triển chiêu thức đến xem tuyệt không phải phổ phổ thông thông vũ vương chiến đấu tuy nhiên kết thúc nhưng không trở ngại các lộ võ giả nghị luận một khắc này vạn cổ tông trong lòng mọi người phân lượng theo tiêu tội kỹ thắng được kịch liệt đề bạc lúc này mới quật khởi bao lâu tông môn đệ tử liền có thể cùng nghiền ép nhị lưu tông môn đệ tử nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp tương lai thật không dám tưởng tượng đinh thành chủ một trường hồng chấp tay nói ta châu tông môn bêu xấu ngay từ đầu hắn không ôm hy vọng kết quả quân tông chủ đệ tử cho một cái cực lớn kinh hỷ đắc ý tâm tình đừng đề tập có bao nhiêu thoải mái đinh linh thuần khóe miệng hơi hơi run rẩy vốn cho rằng nhất định phải được không nghĩ tới nhà mình châu thế lực thất bại thảm như vậy thì liền bách hợp thánh tông coi trọng nhất đệ tử thân truyền cũng thua trận mất mặt ném đại sớm biết như thế ta con mẹ nó meo phát thư mời làm cái gì đem một trường hồng gọi tới, là muốn nhìn hắn như thế nào bị đánh mặt, kết quả đến sau cùng ngược lại thành mình bị đánh mặt, cái này thực sự khổ cực cùng cực, đến vị bách hợp thánh tông chư vị đông hạo châu thế lực khắp nơi tập thể thay đổi người câm, sự thật chứng minh, trợ uy nhiều người cũng không có trứng dùng, chân chính vẫn là dựa vào thực lực, chư vị, quân thường tiếu quét mắt một vòng đông hạo châu các tông võ giả, nói, còn có ai muốn chiến, các đại tông môn nhau nhau trầm mặt, liền bách hợp thánh tông vương cấp đệ tử đều thua, bọn họ đã có tự mình hiểu lấy, không ai chiến. Quân thường tiếu nói, bổn tọa thì trước về nhà ăn tết chúng đệ tử nghe lệnh cất cao giọng nói lên đường trở về tông môn đúng chúng đệ tử cùng kêu lên quát cường thế thanh âm trung động một cái cổ lão tông môn đông hạo châu võ giả bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hung hăng càng quấy quân thường tiếu mang một đám đệ tử tiêu sái rời đi lần này tới bách hợp thánh tông đến chiến tiêu tội kỹ không chỉ có dùng thực lực chứng minh chính mình cũng làm cho vạn cổ tông thu hoạch đầy đủ cao uy vọng chờ tin tức tại giang hồ truyền bá ra tất nhiên sẽ gây nên một vòng mới nhiệt nghị đến lúc đó vạn cổ tông cũng sẽ nhận được tất cả võ giả tán thành, cũng để bọn hắn thắt sâu ý thức được, cái này vừa mới quật khởi tông môn đã nắm giữ hùng cứ một phương thực lực, ba năm trước đây không có tiếng tâm gì, ba năm sau có thể cùng nhị lưu tông môn tranh nhau phát sáng, cái này tốc độ phát triển khiến người ta nhìn mà than thở, tiêu tội kỹ đã từng mất đi tôn nghiêm đường đường chính chính cầm về, tông môn biểu hiện ra đủ bá đạo, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, nhất tiện song điêu, nhưng là, thích nhất sự việc mới vừa mới bắt đầu, quân thường tiếu đi xuống núi, bên tai nhất thời truyền đến tiếng nhắc nhở, đinh tông môn đệ tử đánh bại quy định mục tiêu, phù hợp giới định điều kiện, sử thi nhiệm vụ hoàn thành, độ hoàn thành 200%, ký chủ thu hoạch được 20.000 điểm cống hiến trị, đinh. Tông môn điểm cống hiến, 33743, 2000, không, đinh. Điểm cống hiến tràn ra. Lại là 20.000 điểm cống hiến trị, quả thực quá thoải mái, quân thường tiếu mặt không có biểu tình, nội tâm không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, bởi vì hắn còn đang chờ tiếp xuống nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành sử thi nhiệm vụ 5, thu hoạch được cực phẩm tư chất cải tạo dịch năm, cao phẩm chân dương kiếm cách điều chế 1, cao phẩm xuyên vân đao cách điều chế 1, trung phẩm huyền thiết thuẫn cách điều chế 1, kinh nghiệm chi phù 2, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành sử thi nhiệm vụ 6, thu hoạch được thánh phẩm tư chất cải tạo dịch 2, cao phẩm tụ linh đang cách điều chế 1, sơ phẩm tố hồn đang cách điều chế 1, nan thu chi đao cải tạo linh thạch 1, kinh nghiệm chi phù 2, bên tai tiếng nhắc nhở, nối liền không dứt, đi trên đường quân thường tiếu đột nhiên ngừng chân sau đó ngồi xổm xuống, lấy tay che cả khuôn mặt, thân thể khẽ run rẩy. Tông chủ, chân Đức Tuấn nói, ngươi làm sao, lại muốn tới. Lý Thanh Dương nói, lại muốn tới, chân Đức Tuấn một mặt mờ mịt, ha ha ha, a à ha ha ha. Quân thường tiếu thình lình không kiên nể gì cả cười ha hả, đem chân lão cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Lý Thanh Dương nói, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh, hắn cùng tô tiểu mặt bọn người, đối tông chủ loại này đột nhiên cười ngây ngô tập mãi thành thói quen, cho nên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc hai cái sử thi nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, hết thảy thu hoạch được 40.000 điểm cống hiến trị, cho khen thưởng cũng là các loại tư chất dịch cùng cao phẩm, trung phẩm tầng thứ vũ khí trang bị cách điều chế, có thể nói phong phú vô cùng, thích nhất là, còn cho 4 tờ kinh nghiệm chi phù, cái đồ chơi này một trương liền có thể thăng một cấp, 4 tờ cũng là thăng 4 cấp A, sử thi nhiệm vụ hoàn thành, sẽ kéo theo cảnh giới đề bạc, bây giờ có hai nhiệm vụ tại thân, có thể sẽ đề bạc cảnh giới nhỏ tầng thứ. Cái này muốn lại sử dụng kinh nghiệm chi phù, nói không chừng vài phút liền có thể đạt tới bát cửu phẩm vũ hoàng a không được không được quân thường tiếu trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn đó là yêu đương mới có cảm giác chân lão hắn thu hồi nụ cười nói nhanh lân cận bố trí ngăn cách trận pháp chân đức tuấn tuy nhiên một mặt mờ mịt nhưng tông chủ đã hạ lệnh liền không chút do dự tìm một khối trống trải mảnh đất cũng đem trận kỳ tế ra đến hư 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 trong khoảnh khắc một tòa tầng thứ cực cao ngăn cách trận pháp ngưng tụ mà thành chân lão trong khoảng thời gian này thủy chung tại lĩnh hội kỳ môn 32 trận đối với trận pháp lý giải càng cường thế, căn cứ chính hắn suy đoán, đột phá trận hoàng ở trong tầm tay, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, đúng, quân thường tiếu lúc này cất bước đi vào trong trận pháp, con hàng này muốn làm gì, khen thưởng qua đi, bước kế tiếp liền nên tăng cao tu vi, hoàn cấp tầng thứ đột phá, nhất định so đột phá vương cấp thanh thế to lớn, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, vẫn là điệu thấp hành động đi, tới đi, đặt mình vào ngăn cách trong trận pháp, quân thường tiếu nhắm mắt lại cũng mở ra hai tay, vù vù. Quả là như vậy, một cuồng cuộn khí thế mênh mông, đột nhiên theo quanh thân hiện lên, trong hai khỏa linh hạch linh năng nhất thời sôi trào lên, một khắc này, quân thường tiếu cảm giác mình linh hồn giống như phiêu lên, dung nhập giữa thiên địa, nhìn rộng ngày bình thường căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường đến thiên địa thuộc tính, vương cấp đến hoàng cấp, nhưng là thuộc tính thăng hoa, cũng là linh hồn thăng hoa, giờ phút này, quân thường tiếu tựa như một đầu vô câu vô thúc con cá, vùng vẫy tại vô cùng vô tận võ đạo trong hải dương, loại này cảm giác kỳ quái không biết duy trì bao lâu, linh hồn mới chậm rãi thu hồi, xoát, Quân thường tiếu đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân trong nháy mắt bột phát ra thanh thế to lớn khí tức, giờ phút này, hai tay nắm chặt, nói, ta vì hoàng, vù vù. Quanh thân tràn ngập ra khí thế mãnh liệt hơn, dần dần thực chất hóa, trong nháy mắt tại trong trận pháp hình thành cường thế vô cùng, lại cực kỳ áp bách lực khí vực, nếu có cùng cảnh giới võ giả ở hiện trường, cảm nhận được quân thường tiếu bạo phát khí vực, khẳng định sẽ trừng to mắt, bởi vì sinh ra áp bách lực thật là quá mạnh căn bản không giống vừa mới đột phá nên có vũ hoàng khí vực căn cứ trong linh hạch linh năng cường độ đến quyết định nắm giữ song hạch khu động quân thường tiếu một khi bạo phát tự nhiên không phải tầm thường không chút nào khoa trương nói hắn hiện tại khí vực cường độ đủ để có thể cùng năm sáu phẩm tầng thứ vũ hoàng đánh đồng khí vực có thể dùng đến uy hiếp cấp thấp võ giả nhưng không phải tuyệt đối áp chế tỷ như vạn cổ tông đệ tử tại tông môn trải qua các loại thối luyện càng tại lịch luyện tháp một tầng tiếp nhận gấp 10 lần uy áp sơ phẩm tầng thứ vũ hoàng chưa hẳn có thế ngay đầu tiên ngăn chặn vù vù. Quân thường tiếu thể nội lần nữa bộc phát ra một cổ cường thế mà có sắc bén khí thế, mới vừa rồi là đột phá vũ hoàng, lần này là đột phá kiếm hoàng, khả năng bởi vì khen thưởng tuần tự cấp cho duyên cớ, cũng không có như lần trước tại thanh dương thành như vậy cùng một chỗ phóng xuất ra tấn cấp hiện ra, chỗ tốt là, không có hình thành kiếm võ chi thế chọc tan bầu trời, nếu không dù là có ngăn cách trận cũng chưa chắc đè ép được, đến lúc đó toàn bộ tinh vẫn đại lục đều sẽ biết, có người kiếm võ hai đạo, song song xưng hoàng, điệu thấp, chính hợp quân tông chủ chi ý ngoại giới, Lý Thanh Dương bọn người đang chờ đợi, hả, tự ở một cây đại thụ trước Chu Hồng nhíu mày, nhìn về phía ngăn cách trận, như là cảm giác được nội bộ có cường đại kiếm thế tại bạo phát, tiêu sư đệ, tô tiểu mạc một cái tay khoác lên tiêu tội kỹ trên bờ vai. Cười nói, cái này hả giận a à, ta còn tưởng rằng bách hợp thánh tông đệ tử thân truyền mạnh lên bao nhiêu đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lý Phi nói, cũng không phải là mộ dung hơn, mà chính là tiêu tội kỹ quá mạnh, xác thực nói. Tại quân thường tiếu chăm chú điều giáo hạ, vạn cổ tông đệ tử toàn là một đám yêu nghiệt tiêu tội kỹ không nói chuyện quay lại nhìn về phía bách hợp thánh tông sơn môn nỉ non nói hết thảy đều kết thúc hắn cùng mộ dung hân ở giữa ân oán kết thúc từ đó trời nam đất bắc đều vui vẻ về sau sẽ không còn có gặp nhau hô tiêu tội kỹ thở một hơi thật dài đem nên buông xuống buông xuống cười nói tô sư huynh sau này trở về thống khoái uống một trận tô tiểu mạc nói thì ngươi tử lượng này còn dám theo sư huynh thống khoái uống một trận đánh ngã ngươi không có vấn đề ha ha khẩu khí thật là lớn a à, thật tốt sau này trở về ngươi ta đại chiến 300 hiệp không đem ngươi uống ghé vào dưới mặt bàn ta thì không gọi tô tiểu mạc hai người rất không có ý nghĩa a à, thêm ta một suất lý lý vân phi cười nói lý thanh dương cười nói tiêu sư đệ cởi ra khúc mắt công chủ sau khi trở về khẳng định sẽ tổ chức một trận chúc mừng cái gì tới party tô tiểu mạc nói đúng chúc mừng party lý thanh dương nói đến lúc đó rượu thì để các ngươi uống thoải mái nhị sư huynh cũng muốn sao không không tử lượng không được còn là các ngươi chơi đi ngồi tại trên đá lớn dạ tinh thần thản nhiên nói ấu trĩ tới khiêu chiến bách hợp thánh tông hắn không có xuất chiến không phải quân thường tiếu không cho hắn đi giao đấu mà chính là quan khi dễ đông hạo châu các tông đệ tử liền đầy đủ nhiệm vụ mấy không cần thiết chết cắn bách hợp thánh tông không thả dẫm lên nhị lưu tông môn kiếm lấy uy vọng có thể nhưng cũng không thể dùng sức quá lớn để người ta trực tiếp dẫm bò xuống điểm đến là dừng vừa tốt đây là may mà phát hiện sự sáu nhiệm vụ huyền bí không phải vậy lấy quân thường tiếu phải hoàn thành nhiệm vụ tính cách chắc muốn đem bách hợp thánh tông đệ tử đều lần lượt đấu qua ngăn cách trong đại trận sắc bén chi thế bắt đầu nội liễm hết thảy bình tĩnh lại quân thường tiếu theo kiếm vương tầng thứ đột phá đến kiếm hoàng kiếm hoàng sinh ra sẽ khiến thanh thế to lớn cũng may suốt từ kỳ môn 32 trận ngăn cách đại trận rất tốt áp chế lại tiếp tục tiếp tục quân thường tiếu nói lại đột phá càng cao tầng thứ nhưng chờ hơn 10 phút cảnh giới thủy trung tại vừa bước vào hoàng cấp tầng thứ căn bản không nghe thấy cảnh giới tăng lên tới nhị phẩm tiếng nhắc nhở đột phá a hắn sụp đổ nói, hệ thống tức giận nói, đột phá kiếm vũ song vương, ký chủ liền không có thăng cấp, cái này hoàn cấp vẫn là đừng nghĩ, không tệ, hoàn thành sự thi nhiệm vụ 4 về sau, chỉ đột phá vương cấp, không nói đến thăng đẳng cấp, lần này khác biệt, là sử năm cùng sử 6 nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành, lại thế nào cũng phải cho điểm cảnh giới nhỏ đề bạc A. Dù là nhất phẩm cũng được A, tắm một phát rồi đi nằm mơ đi. Hệ thống nói, quân thường tiếu không tin tà tiếp tục chờ, kết quả lại chờ nửa canh giờ, vẫn là không có mảy may động tĩnh. Ai? Hắn lắc đầu, tay lấy ra kinh nghiệm chi phù, đã hoàn thành xong sử thi nhiệm vụ không thể kéo theo cảnh giới nhỏ đề bạc, cũng chỉ có thể dựa vào thứ này. Ba, kinh nghiệm chi phù bóp nát, trong đang điền sông linh hạch hội tụ bàn bạc linh năng. Tới đi, quân thường tiếu nhắm mắt lại, một bộ tiểu thụ nam bộ dáng nói, đột phá đi, vù vù, trong linh hạch linh năng không ngừng mở rộng, sau đó đạt được thối luyện, chính là, chờ hết thảy dừng lại, quân thường tiếu tầng thứ vẫn là vừa bước vào hoàng cấp, cũng không làm được đột phá, cái này tình huống như thế nào chủ bước vào kiếm vũ song hoàng về sau, cần thiết linh năng càng thêm bàn bạc, một trương kinh nghiệm chi phù không cách nào làm đến đột phá. Mẹ ngươi, quân thường tiếu ngồi chồng hổng trên mặt đất, hai tay bứt tóc, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ hai cái sử thi nhiệm vụ hoàn thành, lại phối hợp kinh nghiệm chi phù có thể tăng lên tới bát cửu phẩm, kết quả lý tưởng rất vẻ đẹp, hiện thực rất mảnh mai. Đạt tới kiếm vũ song hoàng quân thường tiếu, muốn muốn tăng lên phẩm bậc, cần thiết năng lượng vô cùng mạnh mẽ, nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm chi phù, không cách nào làm đến bóc nát một trương tăng một phẩm ai quân tông chủ lắc đầu lại bóc nát tấm thứ hai kinh nghiệm chi phù như thế vừa rồi thuận lợi đột phá đến nhị phẩm ba ba mặt khác hai tấm cũng bị bóc nát cảnh giới theo nhị phẩm bước vào tam phẩm bốn tờ kinh nghiệm chi phù chỉ đề thăng hai phẩm thứ để quân thường tiếu vô cùng phiền muộn hệ thống nói bình thường hoàn cấp cường giả một phẩm thứ đề bạc động một tí mấy chục năm ký chủ cần phải thỏa mãn cũng thế cảnh giới tuy nhiên so trước kia khó khăn nhưng mình còn có hệ thống còn có các loại nhiệm vụ chỉ cần nhiều khen thưởng mấy trương kinh nghiệm chi phù, căn bản cũng không cái này tính toán gì, nghĩ như vậy, quân tông chủ nhất thời sản khoái tinh thần, sau đó nội thị đang điền, đột phá hoàn cấp về sau, hai khỏa tinh hạch tuy nhiên so trước kia càng nhỏ hơn, nhưng ẩn chứa linh năng cực kỳ bàn bạc, càng bỗng dưng thêm ra một đoàn giống như vân giống như sương mù thuộc tính, đây là phi hành cần thiết năng lượng, bất luận cái gì một tên đột phá hoàng cấp võ giả đều sẽ ngưng tụ, từ đó có nắm giữ phi hành năng lực, xác thực nói, có loại này năng lượng mới có thể thoát khỏi thiên địa trói buộc, từ đó như con chim một dạng tự do tự tại bay lượn tại bầu trời ở giữa, cho nên được xưng là ngự không chi lực. Theo đẳng cấp đề bạc, ngự không chi lực hội cường hẳn hơn, tại phương diện tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Quân thường tiếu cũng không có bức thiết đi trắc thiết phi hành, dù sao lấy trước nắm giữ vũ trang chiến đấu cánh, đã nhanh người một bước thể nghiệm bay lượn khoái cảm. Hắn hiện tại càng để ý là hệ thống khen thưởng các loại cách điều chế, soát, tan nhập không gian giới chỉ, nhiệm vụ khen thưởng cách điều chế toàn tỉnh tỉnh sắp xếp, tâm niệm nhất động, tự động phối bên trên chú tạo các bên trong sinh ra rất nhiều toàn mới vũ khí trang bị, quân thường tiếu tùy tiện điểm tại chân dương kiếm bên trên, nhất thời liệt kê ra cần thiết tài liệu luyện chế, kiếm này tại trong tài liệu cùng hàng mang kiếm không sai biệt bao nhiêu, mà lại, có thể luyện chế một thanh, mua sắm đường thành viên một mực đang tích cực mua sắm, chỉ cần bên ngoài có khoáng thạch, phần lớn đều sẽ mua, cho nên chứa đựng lượng vô cùng phong phú, đây chính là phòng ngừa chu đáo chỗ tốt, nếu không, cho dù có cao phẩm vũ khí cách điều chế, muốn luyện chế, vẫn phải hao tâm tổn trí phí sức đi tìm khoáng thạch. Đinh, quân thường tiếu điểm tại luyện chế bên trên sau đó lại nhìn xuyên vân đao huyền thiết thuẫn chờ trang bị đáng tiếc thiếu khuyết một ít khoáng thạch không cách nào tiến hành luyện chế trở về về sau vẫn phải để mua sắm đường tăng tốc mua sắm tốc độ hệ thống cao trung phẩm vũ khí khẳng định phải mạnh hơn tinh vẫn đại lục quân thường tiếu tự nhiên hy vọng có thể sản xuất hàng loạt cho đệ tử phân phối phía trên đến đề thăng thực lực mạnh kéo ra đang dược các cao phẩm tụ khí đang thì không cần nói khẳng định vô cùng thích hợp với tu luyện để quân thường tiếu để ý nhất là sơ phẩm tố hồng đan nói vật này cùng tố thể đang chỉ kém một chữ, chẳng lẽ có tạo nên linh hồn công hiệu, thông minh. Hệ thống nói, quân thường tiếu nói, cũng còn nhiều hơn lượng luyện chế, để đệ tử làm đến mỗi người một khỏa, tố thể đang hiệu quả không cần nói cũng biết, tố hồn đang khẳng định cũng có hiệu quả, trong không gian giới chỉ, còn có một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, chung quanh có hình quang lượng lờ, lộ ra vô cùng quỷ dị, quân thường tiếu nói, cái này là vật gì, in ấn chi đao cải tạo hồn thạch. Hệ thống nói, quân thường tiếu kinh ngạc nói, có thể cải tạo in ấn chi đao, không tệ, dùng như thế nào, linh hồn dung nhập bên trong, quân thường tiếu phóng thích linh hồn lực tràn ngập mà đi, cùng thạch đầu chạm đến trong nháy mắt, nhất thời tựa như lọc vào nhiệt độ cao hòa tan, hóa thành một cuồng cuộn chất lỏng sền sệt, hệ thống nói, nhanh cùng in ấn chi đao dung hợp, xoát, quân thường tiếu sắp mở ấn chi đao lấy ra, sau đó thao túng đoàn kia hòa tan dịch thể tới dung hợp, ừng ực, ừng ực, dịch thể đem trọn cái đao toàn bộ bao phủ, sau đó lật lên bọc khí, chui này bài nguyện đưa đao, tại cấp bậc thấp cảnh giới lúc vị thần binh lợi khí, nhưng khi quân thường tiếu đột phá vương cấp về sau, thì lộ ra lực bất tòng tâm, càng đối mặt nửa bước vũ thánh, hoàn toàn mất đi bất kỳ giá trị gì, cho nên bị hắn ném vào lãnh cung, không có lại sử dụng suy nghĩ, đẳng cấp càng ngày càng cao, rất nhiều vũ kỹ trang bị nhất định bị bỏ qua, hoặc là bị hoàn toàn mới thay thế, cũng tỉ như đã từng mua sắm vũ kỹ, cũng chỉ có ta trảm có tác dụng, như là bạo liệt quyền chờ vũ kỹ, đã không cách nào đảm nhiệm tông cấp trở lên đệ tử nhu cầu, hy vọng cải tạo lần này làm cho nang thu chi đao tỏa sáng tân sinh đi. Quân thường tiếu nỉ non nói, tuy nhiên có vũ trang cánh cùng thánh viêm chi thể, bất quá, luôn cảm thấy không đủ an toàn, nếu như chui đao này có thế lần nữa bắt đầu cường thế, không thể nghi ngờ hội càng yên tâm hơn. Sau nửa canh giờ, nang thu chi đao toàn bộ thu lấy cái kia quỷ dị dịch thể, tỉnh tỉnh treo ở quân thường tiếu trước mặt, tuy nhiên theo không gian giới chỉ đến xem, đao kích thước cùng quy cách đều rất bình thường, nhưng còn uy lực như thế nào, chỉ có rút ra mới biết được, xoát, quân thường tiếu giơ tay lên, chọc vào trên chui đao tuy nhiên sạch ra khỏi vỏ lại làm cho hắn cảm nhận được một cổ càng thêm cẩn trọng khí thế sau đó kết luận nói ông bạn già đi qua cải tạo về sau ngươi uy lực cần phải càng mạnh ông nàng thu chi đao hơi run rẩy phản phất tại đáp lại chủ nhân tới đi quân thường tiếu theo không gian giới chỉ đi ra nâng tay lên nói liền để ta nhìn ngươi tiến hóa thể hưu không gian chấn động hào khí vạn trượng quân thường tiếu khóe miệng kịch liệt run rẩy bởi vì ra hiện tại trong tay nang thu chi đao so không có cải tạo trước lại nhỏ không ít, hoàn toàn có thể dùng kim may để hình dung, đây rốt cuộc là đao, vẫn là như ý kim cô bổng, mặc kệ, quân thường tiếu vung tay lên, sắp mở ấn chi phù bóp tại hai ngón ở giữa, ba, bóp nát rơi, hai ngón tay nhanh chóng kẹp ở nhỏ đến không thể tại tiểu trên chui đao, kết quả làm sao rút đều rút ra không được, khác tốn sức, hệ thống nói, cải tạo sau nang thu chi đao, cần hoàn toàn mới in ấn chi phù mới có thể có để giải phong, giác, quân thường tiếu đứng tại nguyên chỗ, khá lâu, khóe miệng co giật nói ngươi ý là không có cải tạo trước ta còn có thể sử dụng cải tạo về sau phản mà không thể sử dụng không tệ hệ thống nói ngươi có thế theo trong thức hải đi ra không ta muốn đánh ngươi ta cũng muốn đánh ngươi đáng tiếc ra không được ngươi đi ra ngươi tiến đến ký chủ cùng hệ thống lại bắt đầu thường ngày tranh cãi hình thức nang thu chi đao đạt được cải tạo còn uy lực như thế nào không có hoàn toàn mới in ấn chi phù cho nên tạm thời không cách nào biết được bất quá quân thường tiếu cũng có thể đoán ra được loại này cải tạo. Đơn giản cũng là uy lực tăng cường, loại kia áp chế tính cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó tất nhiên có thể trói buộc hoàn cấp, nửa bước vũ thánh, thậm chí vũ thánh, chỉ phải lấy được hoàn toàn mới in ấn chi phù, chính mình liền có thể không kiên nể gì cả tại tinh vẫn đại lục tìm đường chết, thoải mái, thoải mái, quân thường tiếu mặt mày hớn hở đi ra ngăn cách trận, khen thưởng đồ vật đều nhìn, tiếp xuống hắn biết tại trở về tông môn trên đường, đem tràn ra điểm cống hiến toàn tiêu hết, thêm ra 20.000, đắc ý tông chủ khí tức giống như so lúc trước mạnh hơn không ít, làm quân thường tiếu theo trong trận pháp đi tới, vạn cổ tông ép bốn cùng cực hàng cung thái trưởng lão bọn người nhao nhao phát giác được, hắn trong lúc vô tình tản mát ra khí tức so dĩ vãng càng thêm hùng hậu, đi vào trước là vương cấp, sau khi ra ngoài là hoàng cấp, cái này nha có thế không hùng hậu sao, đi thôi, quân thường tiếu đánh một cái búng tay, mang đệ tử trở về tông môn, trên đường, thuần thục kéo ra hệ thống khu mua sắm, cân nhắc chính mình nên mua thương phẩm gì đâu, trước mắt đến xem, cảnh giới tăng lên tới hoàng cấp, lại nhiều không ít vũ khí, đang dược, thật không có gì minh xác tính cứng rắn nhu cầu, bất quá, tràn ra điểm cống hiến 24 giờ sau hội về không, không có nhu cầu cũng phải sáng tạo nhu cầu, quân thường tiếu thầm nghĩ, cải tạo sau nan thu chi đao không cách nào giải phong, tương đương với vẫn là không có cái gì ác chủ bài, có thể cân nhắc mua một trương càng không chi phù chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù là cảnh giới đề bạc lên, chung quy còn phải cần đáng tin ác chủ bài tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, tăng vọt tu vi càng không chi phù không thể nghi ngờ vô cùng thích hợp, còn dài đến một năm tác dụng phụ, có thời không bí cảnh tại căn bản không thành vấn đề. Quyết định, đinh. Ký chủ tiêu phí 10.000 điểm cống hiến trị, thu hoạch được càng không chi phù một, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ, đinh. công môn điểm cống hiến, 23743, 2000, không. mua qua về sau, quân thường tiếu nhìn xem thương phẩm, phát hiện phía trên có chữ nhỏ chú giải, nội dung vì, vật này hạng mua hai tấm, đối với loại này hạng mua, hắn đã nghĩ thoáng, không chỉ có nội tâm không có không gợn sóng, ngược lại còn có chút muốn cười, còn lại mấy ngàn điểm cống hiến giá trị, liền từ giữa dai trong thương thành mua đi, quân tông chủ tạo thành một cái mau bệnh, phải lưu giữ đầy đủ đủ nhiều điểm cống hiến, tâm lý mới có thể an tâm xuống tới, chính là tập quán này, có thể tại cực hàng cung thái trưởng lão đánh tới lúc, có đầy đủ điểm cống hiến đi mua càng không chi phù, nếu không làm sao có thể đem hàng phục, đi quét dọn tông môn sân nhỏ đây, đinh, đinh, một trận rừng ra tiếng nhắc nhở vang lên, quân tông chủ nắm phi thường tốt, đem thêm ra đến hơn 3.000 điểm cống hiến giá trị toàn dùng xong. Mua cái gì? Có AK-47, có avdm súng bắn tỉa, còn có các loại tầng thứ tư chất dịch. Súng ống nơi này đồ vật, theo đẳng cấp càng cao, đã rất khó thể hiện ra giá giá trị đến, nhưng chủ yếu tiện nghi lại có thể phân phối cho Lan Kỵ đường. Đến lúc đó, Lan Kỵ binh cưỡi cụ phong Lan cầm AK-47, tại chiến trường giết tới giết lui, hình ảnh khẳng định đẹp như tranh vẽ, lệ. Ma lĩnh hắc ưng tiếng kêu to, tại đông hạo châu bầu trời vang vọng, ngao ô, ngao ô vạn cổ tông đệ tử cưỡi cụ phong lan lao vụt trên phiến đại địa này khi thì sắp xếp thành chữ nhân hình khi thì sắp xếp thành chữ nhất hình mười phần đắc chí từng vừa ra khỏi đông hạo châu địa phận quân thường tiếu đột nhiên mệnh ma lĩnh hắc ưng dừng lại cho mày nhìn về phía nơi xa tối tâm sơn lâm theo sát phía sau đệ tử nhao nhao ngừng chân tông chủ lý thanh dương nói làm sao dừng lại phía trước lùng cây có người có người cực hàng cung thái trưởng lão linh niệm phóng thích quả nhiên phát hiện trong rừng có một đám thân thể mặc hắc bào võ giả ánh mắt nhất thời nổi lên kinh ngạc nơi này chí ít có bảy tám trăm xa hắn thế mà là có thể nhìn trộn đến linh niệm kéo dài khoảng cách cũng quá khoa trương a thân là nửa bước vũ thánh cực hàng cung thái trưởng lão linh niệm có thể dễ dàng kéo dài ở ngoài ngàn dặm ngày bình thường đi đường cái gì tự nhiên cũng sẽ thu nhỏ đến mấy trăm dặm khoảng cách này dù là đỉnh phong vũ vương cũng so ra kém đây bây giờ cách xa nhau cách xa bảy tám trăm dặm sơn lâm quân thường tiếu liền có thể sớm nhìn trộn đến thật là có chút thật không thể tin cái kia sơn lâm trải rộng hung thú có lẽ có lính đánh thuê tại liệp sát hung thú đây. Chân Đức Tuấn nói, không, quân thường tiếu đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV nói, bọn họ đang chờ người, chờ người nào, chờ chúng ta, chân Đức Tuấn mặt mũi tràn đầy mê mang, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đó địa phương, ai sẽ chờ chúng ta, vù vù. Nhưng vào lúc này, mấy đạo ánh sáng theo hắc ám lùng cây bay tới, sau đó treo giữa không trung, bày biện ra sáu tên đầu đội quỷ dị mặt nạ võ tu, Lý Thanh Dương bọn người không biết, nhưng là, tiêu tội kỹ cùng dạ tinh thần lại nhận biết bởi vì năm đó mới từ Tây Bắc Hạ Châu Vương Thành khiêu chiến đi ra, liền bị bốn tên mang đồng dạng mặt nạ Vũ Hoàng cho truy sát, theo thấu phát khí tức nhìn, sáu người tại tu vi phía trên rõ ràng muốn so trước đó mạnh, càng thủ tại phía trước nhất người đeo mặt nạ, khí tức vô cùng hùng hậu, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, không phải đỉnh phong Vũ Hoàng, cũng là nửa bước Vũ Thánh, quân tông chủ, khàng khàng thanh âm già nua theo trong mặt nạ truyền ra, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi, có thể hay không có hứng thú bồi lão phu đi một chuyến, quân thường tiếu nói, bổn tọa vội vã trở về tông môn, không hứng thú cùng ngươi đi, tại Tây Bắc Hạ Châu kém chút bắt đi đệ tử ta, khoản nợ này còn không có tính toán, thế mà là lại dám xuất hiện, là cảm thấy chính mình khoan hồng độ lượng, bất kể hiềm khích lúc trước, người đeo mặt nạ nói, quân tông chủ, hôm nay tới mời ngươi, đi cũng phải đi, không đi phải đi, rất bá đạo, rất phách lối, xoát, 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 nhưng vào lúc này, ẩn thân ở phía xa sơn lâm số lớn áo đen võ giả cưỡi phong hệ hung thú bay nhanh đến, dân số chừng hơn ngàn, toàn mang theo quỷ dị mặt nạ, trống, trống tiếng trống giận dữ lẫn nhau chập trùng vang lên thời gian qua một lát bọn này mặt nạ võ giả bay lượn mà đến đem vạn cổ tông mấy trăm tên đệ tử bao vây lại thấu phát âm tà khí tức hội tụ cùng một chỗ khiến người ta không rét mà run rất sợ đó tô tiểu mặt giả bộ sợ hãi nói lý phi cùng điền thất bọn người nhếch miệng cười rộ lên nhìn chung vạn cổ tông đệ tử dù là bị nhiều như vậy hung thần ác sát mặt nạ võ giả vây quanh không những không e ngại ngược lại phát ra mãnh liệt chiến ý tiến về bách hợp thánh tông rất nhiều người không có xuất chiến kìm nén một cổ kình bây giờ đột nhiên xông tới một đám kẻ đến không thiện võ tu tự nhiên có thể thống khoái phát tiết ra ngoài quân tông chủ cái kia cầm đầu người đeo mặt nạ trầm giọng nói nếu như không muốn để cho đệ tử có bất kỳ thương vong tốt nhất vẫn là theo lão phu tiến về đi ý tứ này không phối hợp thì động thủ đây các ngươi là ai quân thường tiếu sờ mũi một cái nói hắn có thể lập tức mệnh lệnh đệ tử buông tay ra chiến lên nhưng phải hỏi rõ ràng những thứ này mang mặt nạ gia hỏa đến cùng phải hay không ám tông thế lực người kia nói theo lão phu đi gặp chủ nhân ngươi liền biết chúng ta là ai không nói quân thường tiếu nhúng nhúng vai nói bổn tọa đương nhiên sẽ không đi quân tông chủ người đeo mặt nạ kia thanh âm âm thanh lạnh lùng nói không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt trưởng lão đứng ở bên cạnh một người nói tiểu tử này nói rõ không muốn đi dứt khoát trực tiếp động thủ đi mấy tên khác người đeo mặt nạ đồng ý hai tay đã hội tụ linh năng trong thiên hạ này tử bổn tọa đều uống qua cũng là không uống qua phạt rượu ngày hôm nay cũng muốn nếm thử quân thường tiếu cười nói lời này thật tiện cái kia cầm đầu người đeo mặt nạ nâng tay lên thẳng nhiên nói đã như vậy lão phu liền để quân tông chủ nếm thử cái này phạt rượu mùi vị xoát xoát ngàn tên cưỡi hung thú áo đen người đeo mặt nạ nhau nhau nhúng người nhảy lên muốn sao tế ra binh khí muốn sao hội tụ linh năng giết đi qua những người này thực lực mạnh mẽ phi thường bình quân tu vi tất cả đỉnh phong võ tông tầng thứ mà lại bên trong còn có vài chục danh vương cấp có thế phái ra loại lực lượng này thực khó tưởng tượng chỗ thế lực mạnh bao nhiêu xoát quân thường tiếu một quan lãnh lệ nói giết chết bất luận tội, ken, ken, đã sớm nóng lòng muốn thử vạn cổ tông đệ tử nhau nhau tế ra binh khí, ánh mắt nóng rực chào đón tập người đeo mặt nạ, vù vù. Trong lúc nhất thời, vùng trời này ở giữa, trong nháy mắt tràn ngập ra cường thế sát ý, oanh, oanh, Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi trước một bước vọt tới, dưới chân ngưng tụ nổ tung linh năng, trực tiếp mang bay đến hai tên áo đen đạp bay ra ngoài, phù phù, phù phù, hai tên người đeo mặt nạ nặng ngã trên mặt đất, ở ngực có lõm dấu chân, người cũng làm thành chết, đây không phải luận bàn cũng không phải diễn tập, cho nên Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi xuất thủ hoàn toàn không có mảy may lưu tình, tại Bách Hợp Thánh Tông, vạn cổ tông đệ tử nếu như cũng là loại này bất kể sinh tử chiến đấu, những nữ đệ tử đó sẽ lấy đều loại phương thức đến diễn dịch như thế nào bị chân chính miễu sát, oanh, oanh, một bên khác Dương Ngọc Hoa như trâu rừng sông lại, tuy nhiên lọt vào anh kích, tốc độ lại không giảm chút nào, ba, cuối cùng, hắn ôm lấy một tên người áo đen, sau đó đẩy sông về phía trước, cứ thế mà đụng bay bốn năm danh áo đen người đeo mặt nạ, tông môn số hai nhục thuẫn trách nhiệm tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra oanh oanh long tử dương cầm trong tay bá vương thương cùng mấy tên địch nhân giao thủ trường thương chỗ đến tất nhiên cuốn lên một trận gió tanh mưa máu phốt phốt kiếm quang lấp lóe tựa như thu hoạch rơm rạ phù phù mấy tên áo đen người đeo mặt nạ cùng nhau ngã quỵ đầu lâu chỉnh tề không thôi lăn xuống tới rác rưỡi, dạ tinh thần cầm hàng mang kiếm ánh mắt nổi lên mãnh liệt khinh thường vù vù nhưng vào lúc này một tên vương cấp cường giả từ phía sau lưng oanh tới hội tụ linh năng trong nháy mắt hóa thành nặng như đại sơn chưởng ấn hưu dạ tinh thần bỗng nhiên quay người kiếm quan bay vút đi phốc một điểm hàng mang tới trước tên kia nhất phẩm vũ vương liền né tránh cơ hội đều không liền bị trực tiếp gọt rơi đầu nhanh chính xác hung ác những cái kia đang muốn công tới địch nhân thấy thế đều vô ý thức ngừng chân ta thiên một tên vũ vương bị miễu sát cái này vạn cổ tông đệ tử cũng thật đáng sợ đi đừng kích động đừng kích động chỉ là bình thường nhất thao tác bởi vì như là lý thanh dương tiêu tội kỹ các đệ tử đều tại lấy lạnh lùng chiêu thức miễu sát lấy vương cấp trong khoảng thời gian ngắn đánh tới ngàn tên áo đen người đeo mặt nạ liền bị vạn cổ tông đệ tử mặt sát mấy trăm người bên trong vương cấp thì chết hơn 10 cái trưởng lão treo giữa không trung vũ hoàng nói những thứ này vạn cổ tông đệ tử không đơn giản khó trách chủ nhân muốn phái nhiều người như vậy tới cái kia cầm đầu người đeo mặt nạ cũng thật bất ngờ nhưng cũng thản nhiên nói các ngươi lên đi đúng năm tên vũ hoàng chậm chậm tung tích vù vù cường thế khí vực tràn ngập trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến đấu khu vực nhiều như vậy hoàn cấp cường giả cùng một chỗ mở khí vực hình thành áp bách lực cực kỳ mạnh mẽ vạn cổ tông đệ tử hơi chống cự sau thì không cách nào khống chế thân thể vù vù nhưng vào lúc này một cổ càng thêm cẩn trọng khí vực theo trên không áp xuống tới cùng năm tên vũ hoàng ngưng tụ khí vực mãnh liệt đập vào phóng thích khí vực là quân thường tiếu hắn giờ phút này đứng ở ma lĩnh hắc ưng phía trên một mặt phong khinh vân đạm lộ ra vô cùng thành thạo bị xung kích năm tên vũ hoàng trong lòng nổi lên kinh hãi cái này vạn cổ tông tông chủ phóng thích khí vực, xa hơn mình xa, nếu không có mọi người cùng nhau thi triển, khẳng định sẽ bị hắn trong nháy mắt đánh tan. Chờ chút, tên này có thể ngưng tụ khí vực, tên kia cầm đầu mặt nạ võ giả kinh ngạc nói, ngươi là Vũ Hoàng, oanh, oanh, tồn tại trong lúc vô hình năm đạo khí vực bị trực tiếp phá mất, năm tên Vũ Hoàng hướng về, sau lui nhanh, nhau nhau thổ huyết mà ra, khí vực đối kháng, cùng loại với võ lâm cao thủ nội lực so đấu, một khi bị thua thì sẽ làm bị thương kinh mạch, yếu. Quân Thường Tiếu nói vừa đột phá hoàng cấp liền có thể dựa vào khí vực, áp chế năm tên cùng cảnh giới cường giả, đây là thực ngưu bức, đứng ở bên cạnh ngũ tuyệt tà thánh cùng cực hàng cung trưởng lão mắt trợn tròn, bọn họ vốn cho rằng, quân thường tiếu sẽ để cho mình xuất thủ, đi đối phó năm tên vũ hoàng, kết quả phóng thích khí vực liền đem đối phương toàn chấn thương, còn có, lúc nào đột phá hoàng cấp, thì vừa rồi, thời gian không siêu nửa giờ, năm tên vũ hoàng khí vực bị phá rơi, Lý Thanh Dương bọn người như trút được gánh nặng, tiếp tục cùng đối thủ chém giết. Quân thường tiếu cũng vô dụng khí vực đi áp chế đối thủ, nhưng làm đệ tử không cần mượn nhờ chính mình lực lượng là có thể đem bọn họ toàn giết sạch. Vâng, tuyệt đối nghiền ép, toàn bộ giải quyết hết đơn giản cần một khoảng thời gian A. Trên không cầm đầu người đeo mặt nạ nhìn ra được, phe mình người mặc dù nhiều, nhưng cùng vạn cổ tông đệ tử trên lệch quá lớn, cho nên khi tức nâng tay lên, xoát, xoát, thủ hạ đạt được chỉ thị, lấy thời gian nhanh nhất rút lui, giết tới thời điểm bọn họ lòng tin 10 phần, kết quả cùng vạn cổ tông đệ tử giao thủ liền dân lên tuyệt vọng, càng, để bọn hắn hoảng sợ là rất nhiều người trong chiến đấu bộc phát ra khí tức vì vũ vương tầng thứ bọn họ là không gặp vài trăm người đem vũ vương tu vi toàn bộ khai hỏa hình ảnh nếu không nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán muốn tới thì tới muốn đi thì đi quân thường tiếu vung tay lên nói toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại đúng chúng đệ tử cùng kêu lên quát tiếp theo dẫm lên thân pháp tiến lên phốt phốt chạy chậm áo đen người đeo mặt nạ nhất thời bị đuổi theo vạn cổ tông đệ tử chém giết tại dưới kiếm những cái kia chạy xa cũng không trốn được bởi vì chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, tu luyện lâu như vậy, khó được trải qua thực chiến, vạn cổ tông đệ tử sao lại qua loa kết thúc, cho nên phải truy sát đến cùng, làm càng, nhưng vào lúc này, thủ tại bầu trời ở giữa người đeo mặt nạ trầm giọng quát, một cuồng cuộn cẩn trọng khí thế gào thét mà đến, trong nháy mắt hướng vạn cổ tông đệ tử áp xuống tới, quả nhiên, tên này là nửa bước vũ thánh, nhưng vào lúc này, quân thường tiếu sau lưng đồng dạng hiện ra nửa bước vũ thánh khí tức, trong nháy mắt cùng người đeo mặt nạ kia khí thế mãnh liệt đập vào lên, cường thế như vậy khí vực, tự nhiên không phải quân tông chủ phóng thích mà chính là cực hàng cung thái trưởng lão hắn cùng áo đen người đeo mặt nạ đều là nửa bước vũ thánh phóng thích khí vực tầng thứ cực mạnh không gian lọt vào đè ép trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo bất quá vạn cổ tông đệ tử không bị ảnh hưởng tiếp tục đuổi giết đám kia chạy trốn võ giả oanh oanh lưu quan lấp lóe kiếm mang tung hoành chạy trốn áo đen mặt nạ võ giả bị từng cái mặt sát nói thật ra đừng nói phái tới ngàn tên coi như lại thêm hai ba ngàn đều khó mà cho mấy trăm danh đạt tới vũ vương tầng thứ vạn của tông đệ tử mang đến bất cứ phiền phức gì bọn họ ở chỗ này đã đợi thật lâu kỳ thực đang chờ chết soát soát năm tên vũ hoàng há có thể dung những bọn họ tùy ý cướp giết thủ hạ mình sau đó tại trưởng lão cùng đối phương nửa bước vũ thánh liều khí vực lúc nhau nhau lao xuống đi lấy thực lực bọn hắn giết vạn cổ tông đệ tử khẳng định nhẹ nhõm chính là còn không có bay xuống còn không có động thủ ngũ tuyệt tà thánh chính là trước một bước ngăn trở đường đi thản nhiên nói các ngươi đối thủ là ta một ánh mắt, một câu thấu phát khiếp người khí tức, để năm tên vũ hoàng rùng mình, lưng gù này lão giả thực lực đang tại hoàng cấp, nhưng chẳng biết tại sao, sẽ để cho mình dâng lên một loại thực lực thâm bất khả trắc cảm giác, nếu như bọn hắn biết, đứng tại trước mặt là vài ngàn năm trước lão bối tà phái vũ thánh, khẳng định dọa đến bắp chân rung lên, vù vù. Ngũ tuyệt tà thánh vung tay lên, quỷ dị thuộc tính lan tràn ra, phản phất mây đen tiếp cận, khiến cho phiến khu vực này nhất thời thay đổi đến vô cùng tối tăm lên, năm tên vũ hoàng cả kinh nói, hắn là tà tu ngũ tuyệt tà thánh đem tự thân thuộc tính phóng xuất ra nhất thời để mấy tên vũ hoàng ý thức được hắn là một tên tà tu càng cảm nhận được áp xuống tới khí tức trong lòng nhất thời dân lên điềm không may người này rất mạnh cũng rất nguy hiểm chết đi ngũ tuyệt tà thánh lạnh lẽo âm u cười một tiếng giống như mây đen quỷ dị thuộc tính gào thét áp xuống tới đồng thời ẩn chứa cực mạnh khí vực không tốt năm tên vũ hoàng hoảng sợ nói tại bá đạo khí vực áp chế xuống bọn họ căn bản động đậy không chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy khủng bố âm u lực lượng ầm vang áp xuống tới không tuyệt vọng thanh âm tại bầu trời ở giữa vang lên nhưng vô sự vô bổ bành 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 liên tiếp tiếng nổ mạnh tại bầu trời vang lên chính đang đuổi giết kẻ đào ngũ lý thanh dương bọn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đầy trời thịt nát máu tươi như mưa nghiêng rơi xuống dưới t tô tiểu mạc cùng lý phi bọn người hít một hơi lãnh khí đây chính là năm tên vũ hoàng a lại bị tông chủ người hầu trong nháy mắt mặt sát cái này thực sự quá kình bạo ai quân thường tiếu lắc đầu nói năm tên vũ hoàng cứ như vậy chết thật là khá là đáng tiếc năm tên vũ hoàng bị ngũ tuyệt tà thánh trực tiếp mặt sát phi thường cường thế tàn nhẫn như thế đầy đủ nói rõ dù là cảnh giới rơi xuống đến hoàng cấp đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi oanh một bên khác so đấu khí vực cực hàng cung thái trưởng lão cùng người đeo mặt nạ kia cũng đã phân ra thắng bại cái sau sơ qua rơi xuống hạ phong cả người hướng sau lùi mấy bước thực hắn thực lực chưa hẳn yếu chủ yếu là ngũ tuyệt tà thánh miễu sát năm tên vũ hoàng mang đến không nhỏ rung động trong lúc nhất thời không có ổn định tâm thần từ đó lộ ra sơ hở cao thủ quyết đấu càng loại này nửa bước vũ thánh hơi sai lầm cũng đủ để quyết phân thắng thua phốt phốt phía dưới vạn cổ tông đệ tử còn đang đuổi giết chạy trốn đám kia áo đen người đeo mặt nạ trong khoảng thời gian ngắn liền đem toàn bộ tiêu diệt lý thanh dương mang theo các sư đệ bắt đầu thuần thục liếm bao vạn cổ xuất chinh không có một ngọn cỏ ngàn tên thủ hạ cùng năm tên vũ hoàng bị mặt sát tên kia nửa bước vũ thánh nhất thời thành quan can tư lệnh tốc độ này thật là quá nhanh nhanh đến hắn vô pháp tiếp nhận bằng hữu quân thường tiếu ôm tay nói bổn tọa muốn mời ngươi đi ta vạn cổ tông một lần, có thể hay không có hứng thú tiến về, lời này có chút quen tai đây, không phải liền là vừa rồi người ta nói qua à, để hắn thay cái ý tứ, quân thường tiếu, áo đen người đeo mặt nạ trầm giọng nói, giúp ta nhiều người như vậy, ngày sau lão phu nhất định trả lại gấp đôi, hưu, không gian dập dần, cả người dung nhập bên trong biến mất không thấy gì nữa, đây là trượt, nửa bước vũ thánh đã sơ bộ nắm giữ không gian chi lực, nếu như muốn đi lời nói rất khó ngăn được, thực chỉ có cực hàng cung thái trưởng lão, người đeo mặt nạ chưa hẳn kiên kỵ, nhưng ngũ tuyệt tà thánh thấu phát quỷ dị, để hắn vô cùng kiên kỵ, cho nên chỉ có thể chạy là thường sách, thủ hạ cùng năm tên vũ hoàng có đến mà không có về, cũng là đầy đủ khổ cực, nói thật, cái này không biết lai lịch gì tổ chức, đã đầy đủ xem trọng vạn cổ tông, trực tiếp phái ra bán thánh cùng năm tên vũ hoàng, đáng tiếc quân thường tiếu hai tên người hầu thực lực mạnh mẽ phi thường, đã đến, chỉ có thể đứt gãy mà về, vù vù. Chồng chất lên thi thể tại đại lửa đốt cháy phía dưới dần dần hóa thành tro tàn, trên thân không gian giới chỉ sớm bị Lý Thanh Dương bọn người lấy đi quân thường tiếu vô ý kiểm kê tư nguyên nâng cầm lên nỉ non nói đây rốt cuộc người nào lần thứ nhất tại tây bắc hạ châu phái ra bốn tên vũ hoàng lần thứ hai có phái ra nhiều cường giả như vậy hắn không cho rằng đối phương lại là phổ thông ám tông thế lực chủ nhân ngũ tuyệt tà thánh cầm quỷ dị mặt nạ đi tới nói mặt nạ này khá quen ồ quân thường tiếu nói ngươi gặp qua chưa thấy qua ngũ tuyệt tà thánh nói từng nghe tới tên này sống thật lâu lại mới từ mộ địa đi ra đã nghe nói qua đã nói lên đeo loại này mặt nạ tổ chức thời gian tồn tại thấp nhất đến có 3.000 năm, nói. Quân thường tiếu nói, ngũ tuyệt tà thánh nói, ta từng nghe nói, năm đó ma môn đứng đầu ma đế tông tại ma đế vẫn lạc sau đó phát sinh nội loạn, một nhóm cường giả thoát ly khỏi đi, may mắn tránh thoát các đại tông môn truy sát, cũng chuyển thành ám tông thế lực, nếu như có hành động tất mang quỷ dị mặt nạ, vấn đề này ở trong sách cổ không có bất kỳ ghi lại nào, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới một chút còn sót lại sách cổ biết được, quân thường tiếu trầm mặt sơ qua, nói, chẳng lẽ lại nhiều lần tìm ta vạn cổ tông phiền phức hội là ma đế tông tách ra đi đám kia ma môn dư nghiệp khó mà nói ngũ tuyệt tà thánh đem tự mình biết báo cho còn có phải hay không không cách nào khẳng định dù sao đã qua thật lâu tách ra đi ma môn dư nghiệp có lẽ sớm đã bị đều đại danh môn chính phái diệt trừ đây quân thường tiếu xoa xoa thái dương huyệt nói đầu tiên là muốn bắt đi tội kỹ cùng ngôi sao bây giờ lại tới mời ta bọn họ đến cùng cái gì mục đích hệ thống nói ký chủ tông môn trưởng thành quá nhanh bị người có quyết tâm để mắt tới cũng bình thường cái này quân thường tiếu có thể hiểu được, nhưng vô pháp tiếp nhận, đối phương núp trong bóng tối, chính mình hoàn toàn không có cái gì tin tức, ngũ tuyệt tà thánh đề cập ma đế tông tách ra đi đám người này, cũng là cung cấp một chút xíu manh mối, không ngại theo đường dây này thật tốt điều tra thêm, có lẽ thì có thu hoạch đâu, hô, quân thường tiếu đứng lên, nói, trở về tông môn, tông chủ, tô tiểu mạc chỉ về đằng trước cái kia ngàn đầu phục trên đất trung lẫy bảy phong hệ hung thú, nói, chúng nó xử lý như thế nào, những thứ này áo đen người đeo mặt nạ mang đến tọa kỵ, ngay từ đầu thẳng hung, kết quả ma lĩnh hắc ưng hơi phóng xuất ra uy áp thì dọa đến toàn rung chân mang về tông môn điều giáo lan kỵ đường vừa tốt thiếu khuyết tọa kỵ những thứ này phong hệ hung thú mặc dù so ra kém cụ phong lan chí ít cũng tạm được dùng mang mặt nạ người áo đen đến cùng đến từ cái gì thế lực không được biết nhưng thì trước mắt nhìn thỏa thỏa là cho quân tông chủ đưa đại lễ vù vù gió thổi qua vừa mới giao chiến khu vực phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra khá lâu theo bách hợp thánh tông rời đi đông bắc lô châu chính cái tứ lưu tông môn nhân lập tức lần lượt đến chỗ này cái này vạn cổ tông thật đáng sợ nhiều như vậy vũ vương cùng mấy tên vũ hoàng lại đều bị giết cái kia hư hư thực thực tà tu gia hỏa thực lực khẳng định thâm bất khả trắc vạn cổ tông cùng đám kia thần bí người đeo mặt nạ chém giết chính tên tông chủ dựa vào linh niệm xa xa bắt được càng tận mắt nhìn thấy ngũ tuyệt tà thánh trong nháy mắt miễu sát năm tên vũ hoàng một khắc này bọn họ mới chính thức ý thức được quân thường tiếu mang đến những đệ tử này thực lực quả thực khủng bố nếu như tại bách hợp thánh tông chơi lên sinh tử chi chiến đông hạo châu các tông thế lực đệ tử cũng không phải bị đánh bại đơn giản như vậy, đáng sợ, cực hàng cung cung chủ khó có thể tự kiềm chế thầm nghĩ, thật đáng sợ, năm đó quân thường tiếu mang đệ tử đánh tới, rõ ràng không có phái tinh nhuệ, nếu không tông môn của mình sớm đã bị diệt đi, thực đi cực hàng cung đập phá quán, bọn họ đều ở hiện trường, chính là khi đó tu vi không cao lắm, bây giờ toàn đạt tới vương cấp, cái này vạn cổ tông, vạn vạn không thể treo vào, mắt thấy vừa rồi nhất chiến, cửu đại tông môn đối quân thường tiếu cái này cái tông môn lại có hoàn toàn mới nhận biết, trong lòng càng là dâng lên càng thêm nồng đậm kiên kỵ. Vài ngày sau, có quan hệ vạn cổ tông khiêu chiến bách hợp thánh tông, thậm chí treo lên đánh đông hạo châu các phương tông môn đệ tử sự việc tại tinh vẫn đại lục truyền ra, một người đánh mười người, đánh rất nhiều tràng một trận không có thua, quá thần kỳ sự việc. Bách hợp thánh tông đệ tử thân truyền mộ dung hân là thủy hệ vũ vương, kết quả bị vạn cổ tông hỏa hệ võ tu tiêu tội kỹ hoàn toàn áp chế, căn bản không có sức đánh một trận. Cái này tông môn đệ tử đều tu luyện thế nào? khiêu chiến hôm nào sự việc không ngừng truyền bá, rất nhiều võ giả đều đang khiếp sợ nghị luận, không hề nghi ngờ, vạn cổ tông dẫm lên bách hợp thánh tông, thành công tại tinh vẫn đại lục dựng nên tuyệt đối vi vọng, chiến thắng cổ lão nhị chảy tông môn, còn có ai dám nghi vấn, không, giờ này khắc này, toàn bộ đại lục tông môn thế lực đều nhìn thẳng vào vạn cổ tông, cũng không hề cho rằng, vẹn vẹn cái cuộc khởi mới xuất hiện tông môn, thậm chí có người bắt đầu nghị luận, sắp cử hành long hổ tranh bá, cái này cái tông môn có thể hay không tham gia, Tây Nam Dương Châu không có gì ra dáng tông môn, vạn cổ tông khẳng định tham gia có thế chiến thắng nhị lưu tông môn đệ tử thân truyền nếu như đi tham gia long hổ tranh bá khẳng định sẽ lấy tới không tệ thành tích đi thật có điểm không kịp chờ đợi tin vẫn đại lục võ tu hy vọng dường nào long hổ tranh bá sắp bắt đầu dạng này liền có thể tận mắt nhìn thấy các đại tông môn thiên tài kịch liệt va chạm đương nhiên cũng có rất nhiều tham gia long hổ tranh bá tông môn nhớ kỹ vạn cổ tông bắt đầu tích cực thu thập tư liệu chuẩn bị tại cử hành ngày gặp có thế có càng cao thắng được nắm chắc vạn cổ tông quân thường tiếu mang đệ tử trở về vào lúc ban đêm liền tổ chức một trận chúc mừng party. Đêm nay, tiêu tội kỹ uống rất nhiều tửu, uống say mềm, dù là nằm trên mặt đất, vẫn ôm vò rượu không tại nhếch miệng cười ngây ngô. Tham gia thanh dương quận môn phái thi đấu, hắn đã từng uống say qua, còn ôm vò rượu khóc, đó là tại lịch dương thành. Trước kia gia tộc trước mặt đoạt được vô địch, dùng thân thể cường hãn nói cho bọn hắn, chính mình mặc dù không thể tu luyện, nhưng một dạng có thể cuộc khởi. Bây giờ chiến thắng mộ dung hân, cởi ra cái cuối cùng khúc mắt, cả người triệt để buông lỏng, phế vật, cái kia chỉ là đã từng hiện tại ta đã dục hỏa trọng sinh nóc nhà bên trên quân thường tiếu nhìn lấy phía dưới cười ngây ngô tiêu tội kỹ nỉ non nói ngươi cố sự không lại bởi vì chiến thắng bộ dung hân mà kết thúc vâng đánh bại số mệnh mới vừa mới bắt đầu không chỉ có tiêu tội kỹ trong tông môn mỗi một tên đệ tử đều chỉ là vừa mới bắt đầu bọn họ muốn đi đường còn rất dài thân là tông chủ quân thường tiếu hội hoàn toàn như trước đây giống như gia trưởng thủ hộ chính mình hài tử để bọn hắn chậm rãi trưởng thành chậm rãi mạnh lên chỉ có thể khi dễ người khác không thể người khác khi dễ hôm sau tạ nghiễm côn ngã thượng nghệ cùng thanh dương quận thế lực khắp nơi thậm chí thương sơn phái phương diện mã vân đằng nhau nhau đến đây chúc mừng đánh bại nhị lưu tông môn đây chính là đại hỷ sự hiếu khách người sơn đông quân thường tiếu tự nhiên là có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất chiêu đãi tông chủ tiệc rượu vừa mới bắt đầu lý thanh dương vội vàng đi tới nói có một cái tự xưng thanh dương quận quận thủ trung niên nhân tới bái phỏng quận thủ tạ nhiễm côn bọn người ngạc nhiên cho mời quân thường tiếu nói phần eo treo hồ lô rượu, tóc trắng phơ vân hạt nghênh ngang đi tới, chỉ là, người còn chưa tới phốc mặt tử khí trước theo gió đi tới, tên này lại không uống ít tử, lại ở vào say rượu trạng thái, quận thủ, tạ nghiễm cung cùng mặt khác bảy tên thành chủ thấy hình, nhao nhao cung kính đứng lên, ha ha ha, vân hạt cười lớn một tiếng, sau đó quen thuộc ngồi trên tiệc rượu, xuất ra hồ lô rượu nói, tiểu tử, chiến thắng nhị lưu tông môn, truyền thanh dương quận chi uy, đến, chén rượu này ta kính ngươi, tạ thành chủ bọn người khóe miệng hơi rút, ta quận thủ, Vạn cổ tông chiến thắng bách hợp thánh tông, truyền không chỉ có là thanh dương quận, mà chính là toàn bộ tây nam dương châu, không tệ. Tin tức tại châu bên trong truyền ra, các lộ võ giả kích động đều nhanh bay lên, đi trước đông bắc lô châu đập phá quán, bây giờ lại đem đông hạo châu nhị lưu tông môn đánh bại, vạn cổ tông cho tây nam dương châu mang đến vinh dự, đã lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ, chủ yếu vẫn là cùng quân tông chủ không quen, nếu không, rất nhiều châu bên trong thế lực cũng tới chúc mừng, mời quân thường tiếu dơ ly rượu lên, vân hạt ngẩng đầu lên ừng ực ừng ực uống một miệng lớn bác đại thành chủ khóe miệng co giật nhiều năm không gặp quận thủ vẫn là như thế nghiện rượu như mạng thanh dương quân thường tiếu khoát khoát tay nói cho vân quận thủ chuẩn bị bát đũa đúng lý thanh dương lui ra vạn cổ tông đệ tử nhau nhau nghị luận bọn họ phần lớn đều là thanh dương quận người địa phương từ nhỏ đã biết quận thủ không nghĩ tới hôm nay gặp mặt lại như thế bình thường bát đũa lên vân hạt cũng không dùng bữa mà chính là lại uống một hớp rượu nói tiểu tử ngươi cũng đừng chỉ lo phát triển tông môn phát triển thêm phát triển thanh dương quận không phải vậy làm sao xứng đáng phó quận thủ thân phận này, phó quận thủ, tạ nghiễm côn đám người nhất thời mắt trợn tròn, Ê, quân thường tiếu đem yêu bài lấy ra, nói, quản lý một cái tông môn liền đầy đủ mệt mỏi, ta cũng không muốn lại đi quản lý một cái quận, cho nên vẫn là quận thủ tự mình đến đi, hắn hiện tại cũng muốn làm vung tay trưởng quỷ, sao lại lại làm thêm làm phó quận thủ, không được, Vân Hạc nói, đã thu yêu bài, ngươi chính là thanh dương quận phó quận thủ, nhất định phải làm đến cùng, má, cái này còn ỷ lại vào ta, các ngươi. Vân Hạc chỉ tạ nghiễm cung bọn người, nói, còn không nhanh tham kiến phó quận thủ, xoát, tám tên thành chủ nhau nhau đứng dậy, hướng quân thường tiếu cung cung kính kính hành lễ nói, ti chức gặp qua phó quận thủ, phó quận thủ chẳng khác nào người đứng thứ hai, thành chủ tự nhiên nghe lời răm rắp, Vân Hạc uống một hớp rượu, nói, ta không tại thời điểm, có chuyện gì có thể thỉnh giáo quân phó quận thủ, hắn có hết thể quyền quyết định, tám tên thành chủ khóe miệng lại run rẩy. một năm này năm qua, ngươi có tại thời điểm sao, bọn họ cũng coi như minh bạch quận thủ là muốn đem quận bên trong toàn quyền giao cho quân thường tiếu, có thể đem một cái tông môn trong khoảng thời gian ngắn chế tạo vì có thể cùng nhị lưu tông môn chống lại tầng thứ, tới quản lý thanh dương quận khẳng định không có vấn đề gì, to lớn. Quân thường tiếu im lặng nói, cái này thanh dương quận là ngươi, có việc gì đều để cho ta tới quyết định, vậy ngươi còn làm cái gì quận thủ, dứt khoát nhường ngôi. Ba, Vân Hạc đem có khách quận thủ yêu bài đặt lên bàn, nói, nếu như ngươi muốn làm quận thủ, ta hiện tại liền để cho ngươi. Quân thường tiếu kém chút ngã quỵ, bác đại thành chủ cũng là có chút điểm choáng quận thủ chi vị cứ như vậy giao ra cũng quá trò đùa đi tiểu tử vân hạc thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên nói ta thanh dương quận chính là cửu đẳng dù là có người cái này cường đại vạn cổ tông đi ra ngoài làm việc vẫn miễn không bị thế người xem thường thân là người địa phương ngươi cậu có thể khoan nhượng tên này tại thiết sáo không thể tiếp chiêu không thể tiếp chiêu soát vân hạc đứng lên nhìn lấy ở hiện trường thanh dương quận các đại gia tộc chi chủ nói chẳng lẽ các ngươi thì nguyện ý cả một đời bị người khác kêu là hạ cửu đẳng câu nói này trong nháy mắt kéo theo tất cả ân tình tự các đại gia tộc chi chủ nắm chặt nắm đấm ánh mắt lấp lóe lộng lẫy đã trả lời quận thủ hỏi thăm không nguyện ý quân thường tiếu vân hạt lớn tiếng nói ngươi thân là thanh dương quận cư dân chẳng lẽ thì nhẫn nhịn cùng quận võ giả đi ra ngoài làm việc so người khác thiên sinh thì thấp kém hơn sao lời vừa nói ra mọi người nhao nhao nhìn qua trong ánh mắt kia có khẩn cầu khẩn cầu quân tông chủ đón lấy thanh dương quận mẹ ngươi Tên này tại vỗ quần chúng tâm tình phía trên rất tốt, quận thủ, quân thường tiếu đem phó quận thủ yêu bài thu hồi, sau đó cầm tới một cái tô lớn đổ rượu vào, dơ lên nói, ta ai cũng không phục, thì phục ngươi, đem chính mình dựng lên đến, không đồng ý cũng không được, đến, Vân Hạc đứng lên nói, uống chén rượu này, thanh dương quận từ hôm nay trở đi liền từ ngươi quản lý, không muốn cô phụ mọi người kỳ vọng cao, một trận tử xuống tới, quân thường tiếu thành thanh dương quận phó quận thủ, sau khi kết thúc, ngồi ở trong đại điện, che lấy tráng nói, ta có phải là uống nhiều hay không? không phải uống nhiều là bị vân hạc lừa gạt què ngày thường biết ăn nói quân tông chủ tính toán gặp được đối thủ tông chủ lê lạc thu nói quản lý một cái quận cũng không so quản lý một cái tông môn ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt quân thường tiếu sụp đổ nói ta đây là không có chuyện tìm cho mình chuyện làm a à? phó quận thủ tạ nghiễm cung đi tới nói ngươi là đang tông môn văn phòng vẫn là tại thành trì văn phòng đâu có khác nhau khác nhau ở chỗ có chuyện gì chúng ta có thể lân cận bẩm báo thật đem mình làm quận thủ ngươi cũng cùng vân hạc uống thề tửu người ta cũng không đem ngươi trở thành quận thủ đến xem quân thường tiếu im lặng nói vậy liền tại tông môn đi bất quá một chút da gà tỏi mau chuyện nhỏ cũng đừng tới tìm ta hồi báo đúng tạ nghiễm côn lui ra mấy ngày kế tiếp bác đại thành chủ không có việc gì liền hướng vạn cổ tông chạy đem một chút tất yếu tư liệu dâng lên so như nhân khẩu thống kê cùng thế lực thống kê ngươi có trương lương mà tính ta có thang leo tường quân tông chủ đem chuyện này giao tất cả cho lý thanh dương bọn người thực thanh dương quận quận thủ lâu dài không để ý tới chính vụ, tám vị thành chủ vẫn có thể bình thường kinh doanh, hắn hoàn toàn có thể làm cái vung tay trưởng quỷ, bất quá, nhất làm cho quân tông chủ sầu muộn là, như thế nào để một cái cửu đẳng quận tăng lên tới bát đẳng quận, đây cũng là vân hạt để hắn làm phó quận thủ dụng ý thực sự, nếu không sẽ không ở tửu tràng đã nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, tính toán, quân thường tiếu nói, đi một bước nhìn một bước đi, hắn tạm thời không có đi phát triển quận suy nghĩ, mà chính là đem tâm tư vẫn đặt ở trên tông môn, lê đường chủ quân thường tiếu gọi tới lê lạc thu nói mệnh tế vũ đường thành viên phạm vi lớn tìm tòi tất cả cùng vạn năm trước ma môn có quan hệ ghi chép dù là lịch sử cũng không thể bỏ qua liên tiếp xuất hiện mang mặt nạ thần bí tổ chức nhất định phải mau chóng hiểu rõ mà không phải thủy chung ở vào bị động vài ngày sau có quan hệ ma môn ghi chép sách lịch sử đưa đến vạn cổ tông quân thường tiếu nhàn đến không có việc gì liền cẩn thận đọc qua kết quả phân đi ra ma môn dư nghiệp không có bất kỳ cái gì ghi chép phiền phức tìm không đến bất luận cái gì manh mối để hắn rất phiền muộn tông chủ nhưng vào lúc này dạ tinh thần đi tới nói ta muốn ra ngoài khiêu chiến chữ địa thiên tài quân thường tiếu đồng ý bất quá nhắc nhở hắn nói cẩn thận mang mặt nạ ám tông thế lực từng dạ tinh thần cũng không lo lắng bởi vì thái huyền chân kinh có thể ẩn tàng khí tức chỉ cần mình đi trốn dù là vũ thánh đều chưa hẳn có thể tìm tới tiêu tội kỹ khó được không cùng lấy bạn bè tốt cùng đi mà là tiếp tục tại tông môn tu luyện về phần còn lại đệ tử cũng bắt đầu như là thường ngày một dạng tu luyện tranh thủ có thể đột phá càng cao tầng thứ. Hôm sau, một trường hồng không chỉ có tới chơi, còn mang 100 ngàn khỏa linh thạch, không coi trọng vạn cổ tông đi khiêu chiến bách hợp thánh tông, kết quả không chỉ có thắng, còn ngược đông hạo châu các tông thế lực, thật vì Tây Nam Dương Châu tăng thể diện, tự nhiên không thể tay không mà đến, quân thường tiếu đem linh thạch thủ hạ, cười nói, đều là người trong nhà, mang lễ liền có chút khách khí, người trong nhà, một trường hồng trên mặt ý cười càng đậm, hiển nhiên, hiểu lầm quân tông chủ lời kia ý tứ, quân tông chủ, hắn cười nói, thắng bách hợp thánh chiến quý tông tại tinh vẫn đại lục danh tiếng đại chấn quân thường tiếu lắc đầu nói quân mổ bản ý là mang đệ tử tiêu tội kỹ đi đòi cái công đạo không nghĩ tới việc khác phi 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 một trường hồng nói danh tiếng quá thịnh chưa chắc là chuyện tốt cho nên quân tông chủ còn nhiều hơn thêm điệu thấp mới được từng quân thường tiếu đồng ý nói đoạn thời gian gần nhất làm việc xác thực quá kiêu ngạo bây giờ không có sự thi nhiệm vụ khẳng định phải làm sao điệu thấp làm sao tới nói thật trừ đệ tử bị khi phụ bên ngoài quân tông chủ không nghĩ tới cao điệu chỉ muốn an an ổn ổn phát triển tông môn đáng tiếc có chút nhiệm vụ buộc chính mình cao điệu tỷ như sự sáu nhiệm vụ đánh bại đông hạo châu các tông đệ tử thì cho nhiệm vụ mấy vì khen thưởng vì đột phá chỉ có thể cưỡng ép cao điệu ta vốn hướng tới nông phụ sơn tuyền có chút ruộng sinh hoạt không biết sao cái kia hệ thống hết lần này tới lần khác nhất định phải bức làm kỹ nữ trách ta rồi hệ thống nói đương nhiên một trường hồng nói nửa năm sau tổ chức long hổ tranh bá nếu như vạn cổ tông có thế cầm tới thành tích tốt, ta tự móc tiền túi, lại khen thưởng 200.000 khỏa linh thạch, 200.000 khỏa linh thạch, quân thường tiếu con mắt nhất thời sáng lên, cũng hào khí nghìn vạn nói, một thành chủ xin yên tâm, ta vạn cổ tông đã tham gia, cũng là chạy vô địch đi, nhìn xem, cái này còn thế nào điệu thấp, một trường hồng cùng nữ nhi gặp một lần, sau đó cáo từ rời đi. Sau đó, thiên dụ vương thành sở gia, hoác gia các đại gia tộc chi chủ, nhau nhau mang theo hậu lễ đến chúc mừng, vạn cổ tông có thế có cường thế như vậy biểu hiện hài tử nhà mình tiến vào trung thành làm một viên, để bọn hắn vô cùng kiêu ngạo, nhi tử, sở gia chủ trước khi chia tay, vỗ sở tu nam bả vai, ngữ khí sâu xa nói, hảo hảo ở tại vạn cổ tông tu luyện, đừng cho phụ thân, đừng cho quân tông chủ mất mặt, ừm, sở tu nam ánh mắt kiên định nói, ngay từ đầu, đến vạn cổ tông để hắn đau đến không muốn sống, hiện tại thật sâu mê luyến, hoắc linh cùng người khác cũng là như thế, bọn họ đã yêu mến vạn cổ tông, đã triệt để đem chính mình coi như bên trong một viên. Quân Thường Tiếu thành lập cái này cái tông môn giống như có một loại ma lực, dù là không nguyện ý người, chỉ cần dung nhập sinh hoạt, đều sẽ hãm sâu bên trong không cách nào tự kềm chế. Đương nhiên, cũng có thể cho rằng, đây là thật là thơm định luật, tỉ như cực hàng cung thái trưởng lão, mặc dù chỉ là một cái quét rác người hầu, nhưng cùng một đám tràn ngập tinh thần phấn chấn đệ tử tiếp xúc lâu, tâm tính cũng lại một chút xíu biến hóa. Được, các đại gia chủ rời đi sau đó, Quân Thường Tiếu nói, đều nhanh tu luyện, tích cực chuẩn bị chiến đấu sắp cử hành Long Hổ tranh bá một thành chủ coi trọng như thế vạn cổ tông, tự nhiên không thể cô phụ với hắn. Hệ thống tức giận nói, là không thể cô phụ 200.000 khỏa linh thạch đi. Nửa tháng sau, mới nhất quần anh hội tụ bản tuyên bố, xếp tại chữ nhân đứng đầu bản giả tinh thần, trực tiếp tăng lên tới chữ địa người thứ 49, nhất thời lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Giả dạ sư đệ ngư bức A, nhìn ta đều muốn đi tham khiêu chiến quần anh hội tụ bản thiên tài. Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi bọn người tay có chút ngứa, bất quá, cân nhắc đến Long Hổ tranh bá sắp bắt đầu, nhao nhao bỏ đi suy nghĩ, tông chủ, Lê Lạc Thu bước nhanh đi vào đại điện, nói, thời kỳ mới nhất quần hùng tranh giành bản cũng tuyên bố, chúng ta vạn cổ tông bài danh 100 vị trí, tổng cộng bao nhiêu bài danh. Quân Thường Tiếu nói, 100. Quân Thường Tiếu khóe miệng co giật nói, nói đúng là, chúng ta vạn cổ tông tại quần hùng tranh giành bản bài danh hạng chót, cái này đã rất trâu bò. Lê Lạc Thu nói, có thể lên bản tông môn thấp nhất cũng phải tam lưu, chúng ta vạn cổ tông lấy ngũ lưu đưa thân 100 người đứng đầu, tuyệt đối mở khơi dòng. Quân Thường Tiếu cười cười, nói, kiểu nói này, bổn tọa còn có chút cảm giác thành tựu thời kỳ mới nhất quần hùng tranh giành bản tuyên bố vạn cổ tông trên bảng có tên toàn bộ tin vẫn đại lục lần nữa vỡ tổ một cái vừa cuộc khởi tông môn một cái chỉ có ngũ lưu tông môn lại có thể đưa thân trước một trăm danh đây tuyệt đối là trước tất cả vì hành động vĩ đại tuyệt đối phá kỷ lục tốt 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 nhìn thấy bản danh sách về sau một trường hồng kích động đập lên bắp đùi từ quần hùng tranh giành bản danh sách sinh ra đến nay tây nam dương châu không có bất luận tông môn gì có thể lên bảng vạn cổ tông trên bảng có tên, không thể nghi ngờ là lớn lao vinh diệu, võ giả trong châu biết được về sau, đối vạn cổ tông sùng bái chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, quá cho nhà ta Tây Nam Dương Châu Tăng thể diện, minh chủ, hạo khí môn bên trong, thân thông cầm mới nhất ban bố bản danh sách, hai tay run rẩy kịch liệt nói, vạn vạn cổ tông tiến vào quần hùng tranh giành bản, tần hạo Nhi ngồi ở thượng vị, khổ sở nói, ta đã biết được, cái này đã từng cùng quân thường tiếu là địch minh chủ, nhìn bộ dáng giống như so hai năm trước muốn già nua đúng là mấy chục tuổi. Hiện tại Vạn Cổ Tông liền tựa như thủ tại mây trời phía trên Đại Hùng Bảo Điện, hắn cùng hắn Bách Tông Liên Minh, hoàn toàn tựa như mịt mù con kiến hôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, mà lại, Tần Hạo Nhiên cũng đã biết được, ngay tại mấy ngày trước, Thanh Dương Quận quận thủ xuất hiện Vạn Cổ Tông, cũng bị nhiệm hắn vì Thanh Dương Quận phó quận thủ, thống lĩnh một cái trên bản có tên tông môn, lại là quận bên trong người đứng thứ hai, chơi như thế nào, làm sao so, Tần Hạo Nhiên đã tiếp nhận hiện thực, đối Vạn Cổ Tông thái độ thì là, vô luận như thế nào đều muốn trốn tránh vạn vạn không dám đi treo chọc, môn chủ, một tên thủ hạ tiến vào, nói, có người đưa gửi đến một phong thư, tần hạo nhiên mở ra tin sau khi xem xong, cả người ngừng lại co quắp trên ghế, mất hết can đảm nói, nên tới vẫn là đến. Tần môn chủ, bổn tọa lấy phó quận thủ thân phận tuyên bố, từ ngày hôm nay thanh dương quận toàn diện cấm đoán hết thảy không chính thức cho phép liên minh đoàn thể, làm ơn tất tại trong vòng 3 ngày giải tán bách tông liên minh, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, người ký tên, quân thường tiếu. Tần Hạo Nhiên cùng Bách Tông Liên Minh gần nhất tuy nhiên vô cùng điệu thấp, thậm chí hóa thành thông minh, nhưng cũng không thể đại biểu, quân tông chủ quên cái này tiền kỳ cừu nhân, cho nên ngày hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội tới thanh lý, lấy vạn cổ tông tông chủ thân phận cũng có thể chấn nhiếp Tần Minh chủ, để hắn ngoan ngoãn giải tán, nhưng lấy phó quận thủ thân phận không thể nghi ngờ càng lộ vẻ danh chính ngôn thuận, không tệ, ta chính là muốn quang minh chính đại bàn ngươi, không phục đều không được, giải tán, đi qua một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau, Tần Hạo Nhiên sắp thành lập gần trăm năm Bách Tông Liên Minh giải tán, ý vị này từng đối địch với vạn cổ tông thế lực, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử, lấy quân thường tiếu hiện tại năng lượng, tùy tiện cũng có thể diệt hết lấy Tần Hạo Nhiên cầm đầu chỗ có môn phái, chính là giải tán Bách Tông Liên Minh, cũng coi như đầy đủ nhân từ, cường thế như vậy tông môn phải a, à. nghe nói, muốn trở thành vạn cổ tông đệ tử, cần kinh nghiệm nghiêm khắc khảo hạch, đi, đi, chúng ta đi Thanh Dương quận thí thử, theo vạn cổ tông danh tiếng càng lúc càng lớn, rất nhiều bên ngoài châu võ giả tranh nhau tràn vào thanh dương quận, hy vọng thông qua khảo hạch trở thành môn hạ đệ tử, tông chủ, mở sơn môn chiêu mộ ngày, Ninh Độc Tỉnh nói, lần này tới báo danh chừng 10.000 người, nhiều như vậy. Quân Thường Tiếu có chút kinh ngạc, chiến thắng bách hợp thánh tông, lại leo lên quần hùng tranh giành bản người thứ 100, vạn cổ tông hiện tại danh vọng đã đạt đến đỉnh điểm, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều không môn không phái thiếu niên đến báo danh, không ngừng võ tu, còn có rất nhiều tinh thông các loại phó chức nhân tài. Muốn vạn cổ tông không phải là không thể được, phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch, cuối cùng, đi qua khảo hạch về sau, trở thành đệ tử tổng cộng hơn 2.000 người. Bên trong có tư chất không tệ thiếu niên, cũng có rất nhiều tinh thông y thuật, dược tài phương diện thiên tài, quy củ cũ, chờ mới nhập môn đệ tử sau khi đi vào, đều cái đường khẩu bắt đầu cướp người. Bên trong lấy lê lạc thu nhất là tích cực, dù sao, tông chủ cần phát triển tình báo, tế vũ đường nhân thủ xa xa chưa tới, đệ tử mới, quân thường tiếu lại đạt được hơn 2.000 điểm cống hiến giá trị, lần nữa vượt qua hạng mức cao nhất chỉ có thể kéo ra hệ thống khu mua sắm, mua cái gì tốt đâu, cân nhắc một lát, điểm tại trung giai khu mua sắm, từ khi mua cao giai trong thương thành thương phẩm về sau, quân tông chủ thật lâu không có đi dạo qua loại này thấp một cấp khu mua sắm, ăn quen thịt cá, lại đi ăn dưa muối củ cải khẳng định không quen nha, đúng, quân thường tiếu vỗ vỗ tráng nói, lúc trước hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, còn khen thưởng một cái xưng hào đây, nói, kéo ra chính mình độc lập màn hình, ký chủ, quân thường tiếu, may mắn giá trị, 10, xưng hào, hiệp nghĩa chi sĩ xưng hào thuộc tính, may mắn giá trị kỳ 10, có thể dùng xưng hào, tiếng tâm lừng lẫy, thay thế, thay thế, xưng hào đổi lại tiếng tâm lừng lẫy, may mắn giá trị theo 10 điểm tăng lên tới, đậu phộng, quân thường tiếu kinh ngạc nói, thêm nhiều như vậy, hệ thống nói, đừng kích động, có lẽ may mắn mắc trị số là 10.000 điểm, hoặc 100.000 điểm đây, cút, trung giai khu mua sắm không có gì có thể mua sắm đồ tốt, quân thường tiếu không chút do dự phía dưới rồi, chỉ thấy lúc trước thương phẩm cấp tốc biến mất, sau đó bày biện ra một kiện thương phẩm, đúng, thì một kiện thương phẩm, hắn ta rô tất cả đều là khoảng không, gây rối là, cái này thương phẩm còn không có cái gì tên, cô biểu tượng phía trên là một cái to lớn. Hào, tình huống như thế nào? Quân thường tiếu mắt trợn tròn, đổi mới nhiều lần như vậy khu mua sắm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khu mua sắm chỉ xuất hiện một loại thương phẩm, đinh. Chúc mừng ký chủ đổi mới ra trí tôn thương phẩm. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, chí tôn thương phẩm, quân thường tiếu mờ mịt nói, thứ đồ gì, hệ thống nói, Chí tôn thương phẩm tại tỷ lệ nhất định phía dưới hội đổi mới đi ra, mua sắm sau hội có rất lớn tỷ lệ đưa tặng cùng võ đạo có quan hệ thương phẩm. Quân thường tiếu nói, còn mấy món cùi bắp thì sao, cái gì cũng không có, má. Quân thường tiếu nói, cái này không phải liền là may mắn rút thưởng sao, có thể cho rằng như vậy. Hệ thống nói, quân thường tiếu trầm mặt, sơ qua, điểm tại hàng hóa có dấu chấm hỏi, kết quả cái gì giới thiệu đều không, công khai ghi giá 5.000 điểm cống hiến trị, đắt như thế, chê đắt có thể không mua, trực tiếp đổi mới rơi quân thường tiếu. Tuy nhiên hắn đối với mình vận khí thực không có gì tự tin, chỉ là đã soát đến chí tôn thương phẩm, gì không đánh cược. Vạn nhất nữ thần may mắn buông xuống đâu, đinh. Ký chủ tiêu phí 5.000 điểm cống hiến trị, thu hoạch được chí tôn thương phẩm 1, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ, đinh. Tông môn điểm cống hiến, 19543, 2000 không. Chiêu mộ đệ tử đạt được điểm cống hiến không chỉ có để hắn lập tức tiêu xài, còn hướng bên trong lấy lại mấy trăm điểm đây, không có việc gì, không thiếu tiền, tùy tiện hoa trong không gian giới chỉ bỗng dưng thêm một cái mang dấu chấm hỏi hộp, dùng như thế nào, ký chủ đưa bàn tay dán ở phía trên, liền có thể mở ra hộp, a à, quân thường tiếu vương tay, dán tại trí tôn trên hàng hóa, ông, trong nháy mắt, bàn tay cùng đồ vật tiếp xúc khu vực, nhất thời dập dần ra kim sắc liên y, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được không bao giờ mài mòn nội y một, không bao giờ mài mòn nội khố một, không bao giờ mài mòn biết tất một. Nghe được tiếng nhắc nhở, quân thường tiếu trên mặt bắp thịt trong nháy mắt cứng ngắt, sau đó ở trong lòng gầm thét lên nội y nội khố biết tất là cái quỷ gì, cũng là không bao giờ mài mòn, có thể mặc đến chết. Hệ thống giải thích nói, hóa, quân thường tiếu sụp đổ nói, cái này nếu như một mực mặc lấy, khẩu vị quá ác, không đúng, không đúng, đây không phải vấn đề khẩu vị ác hay không, đây là ta con mẹ nó meo hoa 5.000 điểm cống hiến trị, mở ra những đồ chơi này đến, không phải chết thua thiệt chết thua thiệt sao, xem ra đến bây giờ, hệ thống yếu ớt nói, ký chủ xác thực rất thua thiệt, quân thường tiếu khóc không ra nước mắt, nhưng vào lúc này, bên tai lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến chí tôn khen thưởng, thu hoạch được sinh tử bí cảnh một, ông, trong không gian giới chỉ xuất hiện nội y nội khố bí tất, cùng cùng loại vòng xoáy tồn tại, còn phụ tặng một trương sách thuyết minh, sinh tử bí cảnh. Quân Thường Tiếu ngạc nhiên, hắn trước tiên nghĩ đến là thời không bí cảnh, vì vậy nói, chẳng lẽ có tương đồng công năng? Cái này nhưng là là đồ tốt, hệ thống nói, dù là có đầy đủ nhiều điểm cống hiến đều chưa hẳn có thể mua được, thật sao? Quân Thường Tiếu bán tính bán nghi đem sách thuyết minh lấy ra, cẩn thận đọc qua về sau, mừng rỡ như điên nói, đây tuyệt đối là đồ tốt, trong sách hướng dẫn nói rõ chi tiết sinh tử bí cảnh tác dụng, thực cái này bí cảnh cùng thời không bí cảnh không khác gì nhiều, nhưng cũng không phải là tiến vào bên trong tu luyện, mà là một loại sinh tử lịch luyện tràn sở, tiến vào bên trong võ giả, hội trải qua các loại tàn khốc khảo nghiệm, nếu như thành công đánh thông quan, đem hội đạt được lợi ích thậm chí đột phá cảnh giới, đột phá cảnh giới, bốn chữ này dị thường lóa mắt, nhưng chân chính để quân thường tiếu mừng rỡ như điên là bí cảnh cùng mình cùng một nhịp thở nếu như đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện cũng cuối cùng thông quan, liền sẽ thu hoạch nhất định tỷ suất điểm cống hiến, làm cho đệ tử đột phá cảnh giới, chính mình còn có thể thu được điểm cống hiến, đây tuyệt đối là tốt đến nổ tung đồ, vật, một khắc này, quân tông chủ kém chút nhịn không được tại chỗ nhảy lên tảo biển múa, tiếp tục đọc qua sách thuyết minh, sinh tử bí cảnh mặc dù lấy sinh tử làm tên, nhưng tiến vào người hội mô phỏng xuất thân thể, dù là không có vượt qua cũng không thể thương tới bản thể, cùng lịch luyện tháp một dạng, bản tôn ở bên ngoài, giả thuyết thân thể tại nội bộ trải qua lịch luyện từ tầng lần nói đến từ hạo hãng vũ trụ sinh tử bí cảnh khẳng định phải so lịch luyện tháp mạnh rất nhiều lần quân thường tiếu nhất miệng cười nói ta vạn cổ tông có thêm một cái tu luyện hạng mục sách thuyết minh cuối cùng là chú ý hạng mục vì sinh tử bí cảnh cực hung hiểm tiến vào người chưa hẳn chân chính tử vong nhưng hội lâm vào cực kỳ lâu dài suy yếu tác dụng phụ không có nhất định thực lực sinh chớ tùy ý tiến vào cắt có thời không bí cảnh tại coi như không có vượt qua lại có làm sao đối với cái này chú ý hạng mục quân tông chủ một điểm không thèm để ý, mà chính là không kịp chờ đợi đến từ hậu sơn, đem sinh tử bí cảnh trực tiếp gọi ra tới, ông, ông, không gian vạn vẹo, dần dần hình thành một cái vòng xoáy, sinh tử bí cảnh cùng thời không bí cảnh liền nhau, hai cái vòng xoáy cửa vào vẹn vẹn cách vài mét, đinh, chi nhánh nhiệm vụ phát động, lúc này đến nhiệm vụ, quân thường tiếu kéo ra hệ thống màn hình, liền thấy nhiệm vụ vì, xin mang 50 tên đệ tử cùng một chỗ tiến vào sinh tử bí cảnh, cũng thông quan đơn giản hình thức, tin anh nhiệm vụ, đơn giản hình thức, cái này trong sách hướng dẫn cũng không có giới thiệu a, à, đã đến nhiệm vụ, Quân Thường Tiếu khẳng định phải đi làm, không nói hai lời đem Lý Thanh Dương, Tiêu tội kỹ chờ 50 danh nội môn đệ tử triệu tập tới. A, à, Tô Tiểu Mạc kinh ngạc nói, Tông chủ, tại sao lại thêm một cái bí cảnh? Quân Thường Tiếu nói, cái này là sinh tử bí cảnh, tiến vào bên trong sẽ trải qua sinh tử lịch luyện, thành công sẽ tăng lên cảnh giới, đề bạc cảnh giới. Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi bọn người ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu lại nói, nếu như thất bại, vậy sẽ trực tiếp tử vong a à, tô tiểu mạc cùng lý phi bọn người trừng to mắt quân thường tiếu không có nói cho đệ tử tình hình thực tế chủ yếu vẫn là muốn tạo nên một loại cảm giác nguy cơ tốt để bọn hắn khi tiến vào sau có thế càng chuyên chú đi đối mặt hết thảy khó khăn sợ không sợ chúng đệ tử cùng kêu lên quát nếu biết cái này sinh tử bí cảnh có thể đề bạc cảnh giới dù là cửu tử nhất sinh bọn họ cũng sẽ không sợ sệt tốt quân thường tiếu nói theo bổn tọa đi vào sông vào một lần đúng chúng đệ tử cùng kêu lên quát xoát quân thường tiếu trước một bước tiến vào sinh tử bí cảnh lục thiên thiên lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ bọn người theo sát phía sau đáng tiếc dạ tinh thần ở bên ngoài đánh chữ địa bài danh nếu không cũng sẽ cùng theo một lúc đi vào ông một mảng hư vô mờ mịt mảnh đất không gian hơi hơi vặn vẹo chỉ thấy quân thường tiếu trống rỗng xuất hiện đây cũng không phải là thực thể mà là dựa vào năng lượng nào đó hội tụ hư ảnh bởi vì trăm phần trăm mô phỏng thân thể cho nên cùng thật giống như đúc hưu hưu vừa mới ổn định thân thể thấy rõ nội bộ chỉ thấy phía trên trên không xuất hiện ba hàng chữ lựa chọn phía dưới hình thức Đơn giản hình thức, phổ thông hình thức, khó khăn hình thức, địa ngục hình thức, chật chật, quân thường tiếu mò sờ cầm, nói, giống như cùng chơi game giống như, còn muốn chọn độ khó khăn, phổ thông hình thức, chi nhánh nhiệm vụ để hắn mang đệ tử thông qua đơn giản hình thức, chắc chắn sẽ không đi chọn độ khó cao hình thức tới chơi kích thích, đinh. Nào lốt điên đơn giản hình thức 10% 20% 50% Đinh Thêm lại hoàn thành, đơn giản hình thức mở ra, chúc người kiêu chiến thuận lợi thông quan, hưu quân thường tiếu cảnh tượng trước mắt biến đổi cả người trong nháy mắt đặt mình vào tại tối tăm ẩm ướt trong núi rừng lục thiên thiên cùng lý thanh dương chờ 50 danh nội môn đệ tử đứng sau lưng hắn từng cái đầy mặt hoảng hốt nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ tông chủ tô tiểu mạc nói nơi này là địa phương nào đừng hỏi nhiều quân thường tiếu trầm giọng nói nhanh cảnh giới trong núi rừng thấu phát một cuồn cuộn khiến người ta buồn nôn khí tức tuyệt đối có không ít hung cầm mảnh thú trống đột nhiên nộ hống âm thanh truyền đến nơi xa đột nhiên dựng thẳng lên một đầu thể trạng to lớn gấu thú ánh mắt lấp lóe phát cuồng hào quang màu đỏ, thấp tam phẩm địa linh hùng thú. Lý Thanh Dương cao mày nói, quân thường tiếu nhét miệng cười một tiếng, nói, nếu như đây chính là đơn giản hình thức, vậy cũng quá đơn giản, có thể so với tam phẩm vũ vương linh thú cố nhiên không tồi, nhưng mình mang đến 50 tên vũ vương cấp bậc nội môn đệ tử, một người một quyền đều có thể đem nó nện thành bùng nhão, trống, trống, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhưng vào lúc này, mặt khác ba phương hướng liên tiếp truyền ra tiếng trống giận dữ chỉ thấy từng đầu địa linh hùng thú đứng lên, số lượng khoảng chừng hơn 100 đầu, cái này. Quân tông chủ nhất thời mộng, hơn 100 đầu có thể so với tam phẩm vũ vương linh thú, đội hình nhưng là liền có chút bưu hãng A, ầm ầm, khắp nơi truyền đến chấn động, toàn bộ thiên địa tựa như ảm đạm xuống, ta thiên, lý thượng thiên bọn người ngẩng đầu, con mắt trừng lớn, tại bọn họ trong tầm mắt, một đầu so địa linh hùng thú còn muốn to lớn hung thú xuất hiện, cái kia thân cao to lớn thật giống như thủ tại trước mặt một tòa vách núi treo leo, tông chủ. Lý Thanh Dương trầm giọng nói, đây là bên trong lục phẩm địa linh hùng thú vương. Quân thường tiếu khóe miệng kịch liệt co quắp, đây coi là đơn giản hình thức, phổ thông hình thức, khó khăn hình thức thậm chí địa ngục hình thức, há không càng khủng bố hơn. Trống, trống, địa linh hùng thú vẫn nộ rống to tiếng lên, ầm ầm, bởi vì thể trạng to lớn, động cả vùng rung động kịch liệt, phản phất tùy thời muốn đổ sụp. Ken, quân thường tiếu tế ra binh khí, cất cao giọng nói, các bảo bối, chiến lên. Ken, Ken, Lý Thanh Dương bọn người nhao nhao tế ra vũ khí, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý tuy nhiên lúc trước cùng một đám mang mặt nạ người áo đen chém giết qua nhưng thực lực quá cùi bắp căn bản không hảo hảo phát huy bây giờ đối mặt một đám có thể so với tam phẩm vũ vương linh thú tuyệt đối có thể thống khoái chiến một trận nếu như đổi lại vũ giả khác nhìn thấy nhiều như vậy thể trạng to lớn linh thú xông lại đầu tiên nghĩ đến là như thế nào chạy trốn mà không phải cùng đánh một trận bởi vì quá không xuất hiện thực lên lý thanh dương quát xoát xoát Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi trên chân hội tụ linh năng hung hăng đạp tới, bành, bành, hai cái thể trạng to lớn địa linh hùng thú vừa mới đến gần liền bị đạp bay ra ngoài, sau đó nghe răng nhếch miệng ngã trên mặt đất, may mà loại này linh thú da dày thịt béo, đổi lại tam phẩm vũ vương, có thể bị trực tiếp đá cho trọng thương, xoát, bành, 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 Lý Phi bay lượng mà đến, vạn cổ vô ảnh cướp thi triển, tại ngã xuống đất linh thú trước ngực điên cuồng đạp lên, đạp, đợi rơi xuống đất, đầu kia địa linh hùng thú ở ngực lõm, đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức, lấy phòng ngự là chính thấp tam phẩm linh thú, bị cứ thế mà đạp chết, Lý Phi cái này mang theo cước lực cùng bệnh phù chân hai chân, quy lực nhưng là thật là khủng bố, oanh, một bên khác, Tô Tiểu mặt Phi thân lên tại hư không quét qua, linh năng hội tụ ra ánh sáng, trong nháy mắt đánh bay sắp tới gần một đầu địa linh hùng thú, Lý Sư Đệ, hắn quát, giao cho ngươi, được rồi, Lý Phi mũi chân điểm một cái, cả người bay lượng mà lên, thừa dịp đầu kia linh thú còn chưa rơi xuống đất thời khắc, lần nữa thi triển ra vạn cổ vô ảnh cước đến ầm ầm địa linh hùng thú lần nữa bị trực tiếp đạp chết cũng liên tiếp đụng bay mấy tên đồng bạn không thể phủ nhận thấp tam phẩm linh thú thực lực phi thường cường hãn nhưng là tại tô tiểu mạc cùng lý phi loại tầng thứ này vũ vương trước mặt hoàn toàn chỉ có thể bị ngược trống trống một phương hướng khác càng nhiều địa linh hùng thú xông lại đạp đạp dương ngọc hoa tay không tất sắc tiến lên trực tiếp được tráng kiện như thụ cánh tay sau đó đột nhiên dùng lực trực tiếp đem cái này quái vật khổng lồ quăng bay ra đi chính hầu như lực dời núi sức lấp biển cái thế kiếm thế kinh hồng hưu địa linh hùng thú còn chưa rơi xuống đất chu hồng kiếm đã xuất vỏ kiếm hình thành một đạo sắc bén kiếm mang trong nháy mắt đem trước mặt cắt ngang eo xì 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 máu tươi phun ra ở tại trên núi đá như thế chân thực sao quân thường tiếu ngạc nhiên nói hắn thấy bí cảnh bên trong hết thảy hẳn là bị năng lượng nào đó biến ảo không nghĩ tới mô phỏng chân thật như vậy thậm chí có thể ngửi được mùi hôi thối càng chân thực càng có thế tốt hơn đầu nhập các bảo bối thống khoái chiến đấu đi hắn tạm thời không có ý định xuất thủ mà chính là đem những thứ này linh cho đệ tử giải quyết Xoát, xoát, long tử dương cùng lý thượng thiên bọn người toàn diện bạo phát thậm chí bởi vì phụ cận không có người khác liền ẩn tu thuật đều không thi triển trực tiếp đem vũ vương cảnh giới toàn bộ khai hỏa vù vù trong lúc nhất thời toàn bộ sơn lâm hội tụ mấy chục loại vũ vương khí tức nếu như bị tại bách hợp thánh tông xem chiến vũ giả nhìn thấy khẳng định sẽ cả kinh trong mắt trừng ra ngoài đây mới là vạn cổ tông đệ tử thực lực đi bách hợp thánh tông khiêu chiến đơn giản nhà tròi căn bản khó có thể để bọn hắn làm đến dụng tâm đi chân chính đối đãi trống thể trạng cao như vách núi địa linh hùng thú vương xông lại hai tay ngưng tụ cường thế chi lực ngang nhiên đánh xuống tới cái này có thể so với lục phẩm vũ hoàng linh thú lực lượng vô cùng kình bạo xuất thủ thời điểm rõ ràng có thể nhìn thấy không gian bị quấy hiện lên vặn vẹo hình dáng không tốt tô tiểu mạc cùng lý phi sắc mặt biến hóa hai người biểu hiện bắt mắt nhất thành công hấp dẫn địa linh hùng thú vương cừu hận vù vù áp xuống tới cánh tay cực thô to phạm vi bao phủ lại cực lớn Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi muốn trước tiên né tránh sợ rằng sẽ rất khó khăn, đạp đạp đạp, tiêu tội kỹ từ một bên sông lại, tạch tạch tạch, từng tầng từng tầng hắc thiết khải giáp nhất thời hiện ra, đem toàn bộ thân thể vũ trang đầy đủ, rất đẹp trai, ầm ầm. Địa linh hùng thú vương còn như là một ngọn núi lớn nặng nề nắm đấm đã nện xuống đến, toàn bộ mặt đất nhất thời rạn nứt, cuốn lên trận trận bụi đất, linh khải chiếm hữu tiêu tội kỹ, dáng người thẳng đứng tại nguyên chỗ, hai tay nâng triệu nặng nắm đấm, cạch, bùng đất vỡ vụn, chân lại hướng phía dưới lõm, a. À, tiêu tội kỹ gân xanh tuôn ra phẫn nộ đi lên dơ lên trực tiếp đem địa linh hùng thú vương quyền đầu ném ra vạn cổ tông số một nhục thuẫn trách nhiệm phòng ngự là thật mạnh trống địa linh hùng thú vương lần nữa giơ cánh tay lên phát cùng lần nữa đánh xuống đến loại này có thể so với hoàng cấp linh thú cái kia trong lúc giơ tay nhất chân phản phất hủy thiên diệt địa tới đi tiêu tội kỹ mở ra hai tay bàn tay ngưng tụ ra màu đất linh năng đây là tu luyện ngũ hành giám thiên quyết về sau lĩnh ngộ loại thứ hai thuộc tính ngũ hành đất vù vù thổ hệ linh năng cấp tốc ngưng tụ tại tiêu tội kỹ trước người hình thành một mặt cẩn trọng tường đất ầm ầm mang theo mấy chục triệu cân lực lượng nắm đấm hung hăng nện ở phía trên cũng đem trong nháy mắt đánh nát thừa dịp thời gian này tiêu tội kỹ hướng về sau lui nhanh ức chế không nổi oa phun máu ánh mắt nổi lên một tia đắng chát hắn thân thể tuy mạnh nhưng là liên tiếp ngạnh kháng bên trong lục phẩm linh thú hai lần công kích vẫn là vô cùng khó khăn rất không tệ đổi lại hắn vũ vương một quyền đều khiên không xuống liền bị trực tiếp oanh thành thịt vụn thực không thể nói tiêu tội kỹ biến thái chủ yếu ỷ vào linh khải cùng lấy phòng ngự là chính thổ hệ, nếu không quả quyết không cách nào đón đỡ, vù vù. Địa linh hùng thú vương lần nữa oanh đến, cường thế lực lượng cùng tốc độ, để tiêu tội kỹ căn bản không kịp né tránh, tuyệt đối đóng băng, lục thiên thiên bay lượng mà đến, tay ngọc nhẹ nhàng tại hư không một nhóm, cực hàng khí tức dập dần, đánh úp về phía địa linh hùng thú vương, tạch tạch tạch. Trong khoảnh khắc, đầu kia quái vật khổng lồ liền bị tầng băng bao phủ, truyền thừa băng đế y bác, nữ nhân này có thể trực tiếp đóng băng địa linh hùng thú vương đánh xuống đến nắm đấm, khoảng cách tiêu tội kỹ vẻn vẹn nửa trượng khoảng cách liền im bặt mà dừng, tiêu sư đệ, tránh ra, xoát, tiêu tội kỹ không có cái gì cân nhắc, vội vàng dẫm lên túng vân bộ rời xa, xích tiêu liệt diễm trảm, thất huyền hà quan phá, vù vù. Sớm né tránh tô tiểu mạc cùng Lý Phi, thi triển ra vạn cổ tông mạnh nhất vũ kỹ, ngưng tụ trí cường hỏa diễm chi trảm cùng đỏ thẩm trùng sáng vừa đánh giết địa linh hùng thú long tử dương cùng tống huyền chu bọn người nhao nhau nhúng người nhảy lên đồng dạng cũng thi triển ra xích tiêu liệt diễm trảm cùng thất huyền hà quan phá, vù vù, hô hô hô, theo phương vị khác nhau, các loại hỏa diễm chi trảm hòa quan buộc nổ bắn ra mà đến, cạch, 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 địa linh hùng thú vương chu thân thể tầng băng bị chấn ra, sau đó triệt để tránh thoát trói buộc, trong nháy mắt tiếp nhận vô tình oanh kích, oanh, 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 tiếng nổ mạnh tại sơn lâm vang vọng, các loại lộng lẫy ánh sáng đem u ám hoàn cảnh xua tan, trống, gặp các loại vũ kỹ oanh kích địa linh hùng thú vương phát ra thống khổ gào thét sau đó hướng sau lưng lui nhanh mấy bước, như núi cao thân thể hiện lên lung lay sắp đổ hình dáng, nó thân thể là mạnh, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều như vậy cấp độ yêu nghiệt vũ vương oanh kích, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Quân thường tiếu quát, xoát, xoát. Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ chờ gần 50 danh nội môn đệ tử nhau nhau bay lượn mà lên, ngưng tụ các loại ánh sáng, chỉ hướng địa linh hùng thú vương đập tới. Nếu như chính là 4 năm người, chưa hẳn có thế rung chuyển một đầu bên trong lục phẩm linh thú, nhưng hơn năm cái siêu đẳng vũ vương đem mạnh nhất vũ kỹ bạo phát, hình thành lực lượng cực kỳ khủng bố, oanh, 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 các loại ánh sáng lần nữa đánh vào địa linh hùng thú vương trên thân, để nó từng bước một lui lại, sau cùng ầm vang ngã xuống đất, xoát, Chu Hồng Lăng không mà lên, một tay đặt tại trên chui kiếm, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, xoát. Xoát, líp nha líp nhíp kiếm khí trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, giống như từng đạo từng đạo vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén, hung hăng tê liệt địa linh hùng thú vương thân thể, ào ào ào, máu tươi phun tung tóe, tựa như suối tuôn. Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người tiếp tục ngưng tụ xích tiêu liệt diễm trảm cùng thất huyền hà quan phá oanh kích, oanh. oanh, oanh, oanh. Cuối cùng, có thể so với lục phẩm vũ hoàng địa linh hùng thú vương, tại vạn cổ tông đệ tử tề tâm hiệp lực phía dưới bị khổ cực bàn chết, cái này phi thường khủng bố, dù là đổi lại phổ thông vũ vương, cho dù có nhiều như vậy số lượng, chưa hẳn có thể rung chuyển một đầu chủ phòng ngự cao giai linh thú, người khác không được, vạn cổ tông đệ tử được, bởi vì bọn hắn tuy nhiên chỉ là cấp bậc thấp vũ vương nhưng không luận lực lượng, Vũ kỹ đều là phi thường khủng bố, hội tụ vào một chỗ lực lượng tuyệt đối nổ tung, quân thường tiếu rất hài lòng, ta đệ tử thực lực tuy nhiên không cao, nhưng có thể dựa vào người đông thế mạnh đem đối thủ đùa chơi chết, chờ Ngụy lão bọn họ trồng trọt ra càng nhiều dược tài, luyện chế ra càng vũ vương đan, bồi dưỡng được càng nhiều vũ vương đệ tử, cái kia thật có thể muốn làm gì thì làm, địa linh hùng thú vương vẫn rơi, để còn lại mấy chục con địa linh hùng thú hoảng sợ không thôi, nhao nhao vặn vẹo to lớn thân thể hướng về sau chạy trốn, hắc, chuyển hóa ra đến linh thú vẫn còn biết sợ hãi, quân thường tiếu nói, toàn giết, xoát, xoát, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người dẫm lên túng vân bộ tiến lên, chỉ ở thời gian cực ngắn, đám kia có thể so vũ vương linh thú liền bị toàn bộ mặt sát, ông. Đến lúc cuối cùng một đầu địa linh hùng thú ngã xuống đất, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, mọi người xuất hiện tại đầy trời các vàng khu vực, còn không có kết thúc. Quân thường tiếu kinh ngạc nói, xa xa xa, mặt đất đất cát rung rung, từng con toàn thân hiện lên năm đen bò cạp thú leo ra, trong khoảng thời gian ngắn hội tụ ngàn vạn. Trên không nhìn xuống, một mảnh đen kịt, có dày đặc hoảng sợ chứng người, nhìn thấy khẳng định quán mắt, quân thường tiếu đứng giữa không trung, nỉ non nói, đây cũng là cửa tiếp theo thể lịch luyện, xa xa xa, xa xa xa, líp nha líp nhíp bò cặp thú dọc theo đầy đất các bụi bò qua đến, đuôi lấp lóe ánh sáng, trong nháy mắt theo vạn cổ tông đệ tử phun trào từng đạo từng đạo màu xanh sẫm châm mang, hưu. Hưu. Hưu, cẩn thận, Lý Thanh Dương nói, ánh sáng này có độc, ông. Ông, chúng đệ tử không dám khinh thường. Nhao nhau kích phát linh khải tại quanh thân hình thành phòng ngự khải giáp đinh đinh châm mang nổ bắn ra mà đến đánh vào trên khải giáp còn sót lại không ít màu xanh sẫm chất lỏng thấu phát một cổ gây mũi mùi hôi thối quả nhiên có độc bất quá nhưng cũng khó trung chuyển đệ tử vũ kỹ hội tụ khải giáp toàn diệt quân thường tiếu nói tô tiểu mạc cùng lý phi lần nữa trước một bước tiến lên hai người không có dựa vào cước lực mà chính là đem hỏa hệ thuộc tính bạo phát dung nhập bầy bọ cạp không kiên nể gì cả phóng thích lên vù vù nóng rực hỏa diễm tràn ngập mà đi, từng con bò cạp thú bị đốt vì tro tàn, chúng nó chính là số lượng nhiều, lại tự thân có độc, nhưng thực lực phương diện cũng không tính quá mạnh, căn bản không chịu nổi Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi hai người hỏa diễm cường độ, đệ tử thấy thế, nhao nhao bắt chước, trong lúc nhất thời, đầy trời các vàng khu vực bị nóng rực hỏa diễm bao phủ, phản phất hóa thành hỏa diễm sơn, một lát Tồn tại sa mạc khu vực đến hàng vạn mà tính hắc hạt thú con bị triệt để đốt cháy hầu như không còn. Xa xa xa, cho đến thiêu hủy sau cùng một cái, sáu đầu thể trạng chừng cao ba bốn trượng cự hình bò cạp theo mặt đất leo ra trên đầu dài một vòng con mắt nhìn qua vô cùng âm u quỷ dị chúng nó thực lực tất cả trung nhị phẩm linh thú tầng thứ nói đúng là có thể so với sáu tên nhị phẩm vũ hoàng lên lý thanh dương bọn người không chút do dự phân tán ra tới vạn cổ tông 50 danh nội môn đệ tử trong nháy mắt đem sáu đầu cự hình bò cạp vây quanh 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 lộng lẫy ánh sáng nhiều lần lấp lóe lấy vạn cổ tông đệ tử thực lực sáu đầu cự hình bò cạp tuy nhiên thực lực không tệ nhưng mà tại trong vòng nửa canh giờ bị từng cái đánh chết, hô, giải quyết về sau, rất nhiều đệ tử bắt đầu thở, liên tiếp cùng hoàn cấp tầng thứ hung thú chiến hai trận, hao phí không ít linh năng, nếu như còn có lời, chắc. Ông, nhưng vào lúc này, hình ảnh lần nữa biến hóa, nguyên bản mênh mông sa mạc khu vực, biến thành mênh mông đại hải, vạn cổ tông đệ tử đặt mình vào tại một cái phạm vi cực trên đảo nhỏ, còn không có kết thúc, quân thường tiếu nhíu mày, hai cuộc chiến đấu đánh xuống, đệ tử thể lực rõ ràng theo không kịp nếu như lại đến cao tầng thứ chiến đấu khẳng định lực bất tòng tâm ào 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 trong biển rộng cuốn lên sóng biển từng đầu cùng loại con cá hung thú như mũi tên nhọn lao ra không hề nghi ngờ một vòng mới sinh tử lịch luyện mở ra vạn cổ tông đệ tử tuy nhiên đã hơi có vẻ rã rời nhưng vẫn có chiến đấu chi lực sau đó nhao nhao bạo phát tu vi nghênh đón sau nửa canh giờ cửa khẩu thứ ba lịch luyện kết thúc rất nhiều đệ tử thô thở phì phò ngồi dưới đất con cá đột kích số lượng sau so bò cạp còn nhiều bọn họ lại phải một bên phòng ngự một bên chém giết hao phí linh năng kịch liệt đề bạc chắc là kết thúc nhìn thấy cảnh tượng không có lại biến, quân thường tiếu nỉ non nói, quả nhiên, chờ ước chừng một lát, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, chúc mừng ký chủ chỉ huy đệ tử thông qua sinh tử bí cảnh đơn giản hình thức lịch luyện, vù vù. Trong nháy mắt, thân ở bí cảnh vạn cổ tông đệ tử, quanh thân bạo phát tấn cấp chi thế, tình huống như thế nào, tô tiểu mạch nhất thời ngạc nhiên, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người tuy nhiên kinh ngạc lại cũng vội vàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu ổn định tâm thần đi thích ứng sắp đột phá tiết tấu xoát xoát người khác nhau nhau ngồi xuống vù vù. Tấn cấp chi thế càng dày đặc, đạt đến đỉnh điểm sau bắt đầu thu liễm, Tống Huyền Chu cùng Lý Thượng Thiên các đệ tử, thuận lợi theo nhất phẩm Vũ Vương đột phá đến nhị phẩm, ta đột phá, ta cũng đột phá, làm sao lại đần độn u mê đột phá, các đệ tử lại hưng phấn lại không hiểu, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ mấy người cũng đột phá, không phải đột phá đến nhị phẩm, mà chính là đột phá đến tam phẩm, bọn họ là sớm nhất một phe bước vào Vũ Vương nội môn đệ tử, về sau đi khiêu chiến bách hợp Thánh Tông trong lúc đó, cũng đều lần lượt đề bạc một phẩm thứ ông, chúng đệ tử sau khi đột phá, trên hải đảo bày biện ra vòng xoáy, quân thường tiếu nói, lần này sinh tử bí cảnh lịch luyện kết thúc, theo bổn tọa trở về tông môn, tông chủ, cô tô tiểu mạc nhếch miệng cười nói, còn có thể hay không lại đi vào, chờ ba tháng. Quân thường tiếu nói, trong sách hướng dẫn nói, sinh tử bí cảnh mỗi người mỗi ba tháng chỉ có thể vào một lần, đương nhiên, không phải tiến tới một lần thông quan một lần thì có thể đột phá phẩm bậc, càng về sau cho khen thưởng hội càng ngày càng ít, thậm chí cả sau cùng cái gì cũng không cho, nói trắng ra. Sinh tử bí cảnh tác dụng là để đệ tử lấy ra soát kinh nghiệm, cái này điểm kinh nghiệm hội theo tiếng vào số lần dần dần yếu bớt, soát, soát, các đệ tử theo bí cảnh bên trong đi tới, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được 5.000 điểm tông môn điểm cống hiến, đinh. Tông môn điểm cống hiến, 24543, 2000, không. đinh. 50 tên đệ tử thông qua sinh tử bí cảnh khảo nghiệm, ký chủ thu hoạch được 50 điểm điểm cống hiến, đinh. Tông môn điểm cống hiến, 24593, 2000, không đinh điểm cống hiến tràn ra nghe được tiếng nhắc nhở quân thường tiếu kém chút mới ngã xuống đất 50 tên đệ tử tiến vào sinh tử bí cảnh hoàn thành lịch luyện chỉ cấp 50 điểm cống hiến giá trị một người một chút cũng quá thiếu đi đã không ít hệ thống nói tông môn đệ tử toàn bộ thông qua lịch luyện ký chủ thì sẽ thu hoạch hơn 10.000 điểm cống hiến đây quân thường tiếu ánh mắt sáng lên nói có đạo lý ps có đồng độc nói 10 chương là bổ thiếu lần nữa thanh minh theo lên giá đến nay mỗi ngày thấp nhất chưa từng thiếu chương. Có việc thiếu chương, sẽ cố ý giải thích, tại thời gian nhanh nhất bổ sung. Nếu như đối với phương diện này có nghi ngờ, cho rằng thiếu chương, còn thiếu 10 chương, có thể nhập quần, ta dùng mỗi ngày lên chương đến đánh mặt, 70270542. Cũng không phải thừa cơ đánh bài quảng cáo, 10 chương là bạo, ở chỗ này, giang hồ cẩu đảng trung tâm mong ước người, năm hợi vui vẻ, toàn gia đoàn viên, tâm tưởng sự thành, vạn sự tốt đẹp, một tên đệ tử thông qua sinh tử bí cảnh khảo nghiệm, liền sẽ cho quân thường tiếu một điểm cống hiến giá trị, khen thưởng tuy nhiên không nhiều, nhưng là vạn cổ tông đệ tử nhiều, nếu như thay nhau tiến vào cũng thông qua khảo nghiệm, cái kia chính là hơn 10.000 điểm cống hiến giá trị đâu, huống chi, sinh tử bí cảnh mỗi 3 tháng có thể tiến một lần, chẳng khác nào có cố định điểm cống hiến thu nhập, hoàn toàn không cần dựa vào nhiệm vụ đến thu hoạch, thoải mái, thoải mái, không đúng, quân thường tiếu nói, đi vào các đệ tử đều đột phá, ta làm sao liền điểm ép cũng không cho, hệ thống nói, bởi vì ký chủ không có xuất thủ sinh tử bí cảnh quy tắc là có nỗ lực thì có hồi báo tiến vào võ giả nếu như toàn bộ hành trình vẫy nước hoặc nằm gà sẽ không cho cho bất luận cái gì điểm kinh nghiệm khen thưởng tốt a à, quân thường tiếu rất bất đắc dĩ thanh dương để các đệ tử phân được chuẩn tiến vào sinh tử bí cảnh lịch luyện nhớ lấy nhất định muốn tổ đoàn đi vào lựa chọn đơn giản hình thức 50 danh nội môn đệ tử thực lực tất cả vũ vương tầng thứ đều xấu mệt mỏi co quắp những tu vi đó thấp đệ tử nếu như lựa chọn phổ thông hình thức hoặc càng cao thỏa thỏa đi vào đưa ấm áp Nhận được mệnh lệnh Lý Thanh Dương, lập tức hành động lên, cùng ngày, sinh tử bí cảnh lối vào, thì hội tụ mấy ngàn tên đệ tử, cũng đang thương thảo tổ đoàn sự việc, vì là người từng trải, Lý Thanh Dương đem bên trong tình huống nói cho các sư đệ, đề nghị bọn họ tốt nhất 50 người một nhóm đi vào. Đi, đi, Sở Tu Nam cùng Hoắc Linh chờ đến tự học phủ tụ anh đường học sinh tổ tốt đoàn, trước một bước đi vào, thực lực bọn hắn, không có Lý Thanh Dương bọn người cao, lựa chọn đơn giản hình thức về sau, xuất hiện hung thú số lượng tuy nhiều, nhưng tầng thứ cũng không phải là mạnh phi thường, cho dù như thế, ba cửa ải toàn qua cũng đều từng cái mệt mỏi co quắp trên mặt đất, Hoắc Linh thô thở hào hển, nói, ta ta còn tưởng rằng muốn chết đây, vù vù, đột nhiên, một cuồng cuộn bàn bạc năng lượng trong đan điền hội tụ, để hắn đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mừng rỡ như điên nói, ta muốn đột phá, không có người để ý tới hắn, nhưng vì tất cả mọi người đều bộc phát ra tấn cấp chi thế, một lát sau, sở tu nam bọn người nhao nhao theo vốn có cảnh giới phía trên tăng một phẩm, toàn bộ quá trình có thể nói dễ dàng cái này chính là sinh tử lịch luyện ngưu bức chỗ, chỉ cần thông quan, chỉ cần tham dự, liền sẽ không có không nói đạo lý đề bạc đẳng cấp, bất quá, có chỗ tốt tự nhiên cũng liền có chỗ xấu, song sinh tử bí cảnh, một khi thất bại phải tiếp nhận suy yếu tác dụng phụ, lần lượt tiến vào hai nhóm đệ tử, thực lực đủ mạnh mẽ, hữu kinh vô hiểm thông quan, tiếp xuống tiến vào một ít đoàn đội liền không có may mắn như vậy, trống, trống, bí cảnh bên trong, một cái 50 người đoàn vạn cổ tông đệ tử bị mấy trăm đầu hung thú bao vây lại, bọn họ đã xông đến cửa thứ ba, nhưng thể lực đã rõ ràng chống đỡ hết nổi, sư huynh. Một tên đệ tử yếu ớt nói, ta chúng ta không được. Đáng giận, dẫn đầu sư huynh nắm chặt hàng mang kiếm, ánh mắt lấp lóe dứt khoát nói, cho dù chết, cũng muốn giết nhiều vài đầu, trống, trống, hung thú trống giận vọt tới, giết, giết, còn có sức lực vạn cổ tông đệ tử nhao nhao dơ lên vũ khí tiến lên, không có một người sợ hãi cái chết, làm người xương cốt cứng rắn, được xương cốt cứng rắn chi thế, những thứ này thân hãm tuyệt cảnh các đệ tử, rất tốt thuyết minh vạn cổ tông thứ nhất tôn chỉ. Quanh, quanh, quan mang lấp lóe năng lượng bốn phía chỉ tiếc bởi vì thể lực dần dần chống đỡ hết nổi tiến vào 50 tên đệ tử cuối cùng không thể chống đỡ cửa khẩu thứ ba hung thú công kích mà toàn bộ ngã xuống cũng không phải là chết thật vong mà chính là bị truyền tống ra ngoài giới như bùn nhão nằm trên mặt đất bọn họ không chỉ có thất bại còn khắc sâu thể sẽ chết cái loại cảm giác này mỗi lần nhớ tới đều là rùng mình không đúng chúng ta làm sao còn sống đâu công chủ không phải nói khiêu chiến thất bại thì sẽ chết sao song sinh tử bí cảnh cũng không chết người sự việc, dần dần tại tông môn truyền ra, để mọi người buông lỏng một hơi, nhưng, đến tiếp sau vượt quan đệ tử sẽ không thư giãn, bởi vì bọn hắn hy vọng thông quan, hy vọng có thể đề bạc cảnh giới, mà không phải lâm vào suy yếu, càng không muốn tìm hiểu tử vong, có thể hay không thông quan, thực lực nói tính toán, sau đó, lần lượt tiến vào đoàn đội muốn sao tập thể bị diệt, muốn sao có nhân thể lực chống đỡ hết nổi không có chống đến sau cùng, còn đào thải đệ tử, hội tiến vào thời không bí cảnh, lấy thời gian gia tốc đến triệt tiêu tác dụng phụ đi ra lại là nhảy nhót tưng bừng lần sau nhất định muốn thông qua rất nhiều khiêu chiến thất bại đệ tử không có nhục chí ngược lại càng thêm khắc khổ tu luyện như thế mà nói vạn cổ tông tu luyện bầu không khí càng đậm mà cái này cũng là quân thường tiếu vui lòng nhất nhìn thấy nhân làm đệ tử không nói vứt bỏ không buông bỏ tông môn mới có thể từng ngày mạnh lên còn tràn ra điểm cống hiến cũng sớm bị hắn tiêu hết toàn dùng tại tông môn cơ sở kiến thiết cùng tư chất dịch bên trên bất quá theo càng nhiều đệ tử vượt quan thành công, cũng là cơ hội thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiếp thu được điểm cống hiến tiếng nhắc nhở. Có chút đáng ghét, Quân Thường Tiếu nói, có thể hay không che đậy lại trước kia loại này tiếng nhắc nhở, để hắn cảm thấy là âm thanh tự nhiên, bây giờ lại ngại đáng ghét. Cẩu tử, ngươi tung bay. Hệ thống nói ra, ta có thể giúp ký chủ đem sinh tử bí cảnh thu hoạch được điểm cống hiến tạm thời tích lũy, sau đó tại cái nào đó cố định thời gian cấp cho. Có thể, Quân Thường Tiếu nói, trước tích lũy, mỗi ngày truyền đến tiếng nhắc nhở quá nhiều lần khen thưởng cũng không phải rất nhiều, không bằng góp nhặt lên cùng một chỗ cho sảng khoái. Hệ thống vận hành phía dưới, đệ tử xông qua sinh tử bí cảnh đã không còn tiếng nhắc nhở truyền đến, quân thường tiếu bên tai thanh tịnh về sau, bắt đầu cân nhắc lấy thời gian nhanh nhất, luyện chế ra sử thi nhiệm vụ khen thưởng các loại vũ khí cùng đan dược, càng sơ phẩm tố hồn đan, vũ khí trang bị chung quy chỉ là phụ trợ phẩm, đệ bạc tự thân tu vi đan dược mới quan trọng, quân thường tiếu nhóm ra danh sách, giao cho mua sắm đường, ngày thứ hai, dạ tinh thần trở về. Tên này trong khoảng thời gian ngắn khiêu chiến không ít chữ địa thiên tài, quá trình tất cả đều là nghiền ép. Sư đệ, Tô Tiểu Mạc nói, hậu sơn lại thêm một cái bí cảnh, thông qua về sau thì sẽ tăng lên cảnh giới, người có muốn hay không đi thử xem. Dạ tinh thần con mắt nhất thời sáng lên, thay đổi tuyến đường trước hướng hậu sơn, cho đến đứng ở sinh tử bí cảnh, cân nhắc đều không cân nhắc liền đi vào. Không phải đâu, dạ sư huynh một người đi vào, đây cũng quá bưu hãn chính tại tổ đoàn đệ tử nhau nhau mắt trợn tròn, bí cảnh độ khó khăn cực mạnh, mà lại rõ ràng là đoàn đội loại hình, một người đi vào sông, thật vô cùng thật không thể tin, đệ tử giả tinh thần, lựa chọn địa ngục hình thức, đột nhiên, bí cảnh bên trong truyền đến thanh âm hùng hậu, vang vọng toàn bộ vạn cổ tông, địa ngục hình thức, ta thiên, giả sư huynh điên sao, đi, chúng ta đi xem một chút, mất một lúc, sinh tử bí cảnh bên ngoài liền hội tụ mấy ngàn người, quân thường tiếu cũng bị kinh động, hắn theo đại điện đi ra, khóe miệng co giật nói, tên này là một tay chết tử tế, thời gian lùi lại vài phút, giả tinh thần tiến vào sinh tử bí cảnh về sau, nhìn thấy không gian liệt kê ra các loại hình thức không chút do dự lựa chọn địa ngục hình thức làm một tên đã từng vũ đế tôn nghiêm không cho phép lựa chọn cấp thấp hình thức muốn chơi thì chơi kích thích hưu cảnh tượng trước mắt biến hóa dạ tinh thần đặt mình vào tại một mảnh cùng loại núi lửa khu vực chung quanh tràn ngập nóng rực khí tức ầm ầm sơ qua mặt đất chấn động cũng cấp tốc vỡ ra trống nhưng vào lúc này vỡ ra khắp mặt đất truyền đến một tiếng biết tai nhất ốc gào thét chợt chỉ thấy một đầu toàn thân bị ngọn lửa tràn ngập quái vật khổng lồ chầm chậm xuất hiện lớn bao nhiêu dạ tinh thần tại trước mặt nó tựa như con kiến vù vù. Nổ tung hỏa diễm khí tức, theo đầu kia hỏa diễm chi thú xuất hiện trở nên càng vì sao động, thì liền không gian đều bị trong nháy mắt chân nướng vỡ nát, đây là. Dạ tinh thần trong mắt đột nhiên co vào, cả kinh nói, thánh thú, vù vù, nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt áp qua đến, dạ đế đại người trong lòng dân lên suy nghĩ là, ta xong, địa ngục hình thức khủng bố đến mức nào, có thể so với vũ đế thánh thú có thể chứng minh rất tốt, này cũng cũng xứng với dạ ngạo kiều kiếp trước thân phận, cũng xứng đáng cửu đại vũ đế một trong tôn nghiêm, tới đi đánh một trận đàng hoàng phù phù sinh tử bí cảnh cửa vào dạ tinh thần bị vứt ra như bùng nhão co quắp trên mặt đất ngẫu nhiên sẽ còn co giật một chút vũ vương đi đối mặt một đầu thánh thú dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến khẳng định lành lạnh khổ cực nhất không ai qua được đầu kia thánh thú đều không xuất thủ vẻn vẹn khuếch tán ra tới ngọn lửa liền đem dạ tinh thần cho miễu sát dạ đế đừng khóc chúng ta đứng lên tiếp tục chiến thanh dương quân thường tiếu nói đem hắn nhất trở về thật tốt an táng an táng lý thanh dương khóe miệng giật một cái vội vàng dạ tinh thần nâng lên đến cũng an trí tại hắn ở lại trong sương phòng ngày thứ hai tiêu tội kỹ tự mình mang theo liễu uyển thi chăm chú chuẩn bị dinh dưỡng cháo tới đút hắn quan hệ này tình như thủ túc sư đệ tiêu tội kỹ trước khi đi nói đừng nhục chí sau khi thương thế tốt lên chúng ta cùng đi khiêu chiến đơn giản hình thức đáng giận giả dạ đế thầm nghĩ chờ bản đế trở lại đỉnh phong chắc chắn đầu kia thánh thú dẫm tại dưới chân tiếp ngay cả khiêu chiến chữ địa thiên tài vốn nên là trang bức thời điểm kết quả đi chết tại địa ngục hình thức bên trong khẳng định để hắn khó chịu dạ tinh thần khiêu chiến địa ngục hình thức mặc dù chỉ là khúc nhạc dạo ngắn chỉ là nhưng cũng cho vạn cổ tông đệ tử gõ vang cảnh báo cho nên lần lượt tiến vào đều sẽ ngoan ngoãn lựa chọn đơn giản hình thức cứ như vậy mỗi ngày đều có đệ tử tổ đoàn mỗi ngày có người thông qua cũng tăng cao tu vi cũng có người thất bại tiếp nhận tác dụng phụ nửa tháng sau hơn mười ngàn tên đệ tử lần lượt tiến vào sinh tử bí cảnh kinh lý thanh dương thống kê thuận lợi thông quan đệ tử có sáu bảy ngàn còn lại toàn thất bại tỷ lệ đào thải có chút cao Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, Lý Thanh Dương nói, Tông chủ, căn cứ đệ tử phân tích, thông quan sư đệ đều tại lịch luyện tháp nghiêm khắc lịch luyện qua, bị đào thải sư đệ hoặc là không tiến vào, hoặc là mới vừa mới bắt đầu, không có trải qua thân thể cực hạn thối luyện, vẫn là không muốn tiến vào sinh tử bí cảnh cho thỏa đáng. Quân Thường Tiếu nói, bí cảnh tác dụng ở chỗ tăng thực lực lên, nếu như luôn vượt quan thất bại, mặc dù có thời gian gia tốc có thể triệt tiêu tác dụng phụ, nhưng cũng là uổng phí hết thời gian đây. Truyền lệnh xuống, Quân Thường Tiếu nói, không có ở lịch luyện tháp thối luyện nửa năm trở lên đệ tử, cấm nhập sinh tử bí cảnh, đúng, Lý Thanh Dương tuân lệnh rời đi, làm quy định này lan rộng ra ngoài, mới nhập môn không bao lâu đệ tử, chỉ có thể ngoan ngoãn theo phòng tập luyện, lịch luyện tháp bắt đầu cường hóa nhục thân, bởi vì hạn chế 3 tháng mới có thể đi vào một lần, cho nên tiêu tội kỹ bọn người đem tâm tư tiếp tục dùng vào tu luyện, nhưng, theo sinh tử bí cảnh xuất hiện, nhiệm vụ các bên trong nhiệm vụ cũng phát sinh biến hóa, rất nhiều độ khó khăn hệ số cao nhiệm vụ, phải tiến vào sinh tử bí cảnh liệp sát. Quân Thường Tiếu nói: "Cái này vẫn là phát triển rất nhanh, tông chủ." Lê Lạc Thu nói: "Lúc trước cho danh sách, mua sắm đường thành viên đã mua sắm trở về, thật sao?" Quân Thường Tiếu vội vàng tiến về mua sắm đường, đem mua được các loại tài liệu ném vào không gian giới chỉ, từng cái kéo ra đang dược các cùng vũ khí các, cũng là tự động phối không ít, cao phẩm chân dương kiếm 50, cao phẩm xuyên vân đao 30, trung phẩm huyền thiết mười 15 cái, đem ba loại trang bị toàn bộ lựa chọn sử dụng tốt nhất, bắt đầu tự động luyện chế, cùng lúc đó, Quân Thường Tiếu đem sớm thì luyện chế tốt một mực không có thời gian đem chân dương kiếm tế ra tới Ken. kiếm xuất vỏ kiếm kiếm mang lấp lóe chân dương kiếm cùng phổ thông kiếm khí không có khác nhau chỉ là thân kiếm tương đối dày kiếm nhận nhìn lên đi cũng không được vô cùng sắc bén cho người ta một loại trọng kiếm vô phong đại xảo bất công cảm giác xoát xoát quân thường tiếu huy kiếm mà lên vũ ra từng đạo từng đạo kiếm hoa đợi trắc thí về sau hài lòng nói mạnh hơn hàng mang kiếm không ít nói nhảm hệ thống nói đây chính là cao phẩm quân thường tiếu thu hồi kiếm nói nếu như đệ tử toàn phân phối bên trên song sinh tử bí cảnh khẳng định thoải mái hơn hậu sơn bãi cỏ tiêu tội kỹ nắm nắm tay vẻ mặt thành thật nói tô sư huynh ngươi chuẩn bị kỹ càng sao tô tiểu mạc khóe miệng co giật nói tông chủ ta là cảm thấy đem thuẫn dựng lên để tiêu sư đệ cầm súng bắn tỉa kiểm tra một chút liền có thể đừng nói nhảm quân thường tiếu nói nhanh dơ lên tô tiểu mạc chỉ có thể đem kiểu nặng thuẫn bài dơ lên đây là huyền thiết thuẫn này thuẫn so kiên thiết thuẫn muốn lớn hơn nhiều vô cùng nặng nề trên mặt thuẫn điêu khắc phức tạp hoa văn, rất có Âu Châu Trung thế kỷ phong cách, nếu như Tô Tiểu Mạc giờ phút này lại kích phát linh khải, phối hợp huyền thiết thuẫn, khẳng định vô cùng xuất khí, hô, hắn thở một hơi thật dài, nói, chuẩn bị kỹ càng, bành, vừa dứt lời, tiêu tội kỹ ngưng tụ linh năng, một quyền đánh vào huyền thiết thuẫn bên trên, làm thân thể thối luyện cực hạn đại biểu, một quyền này của hắn mang theo lực lượng mạnh mẽ phi thường, nhưng là, Tô Tiểu Mạc lại đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào thậm chí đều không cảm nhận được ngoại lực trùng kích thuẫn bài sinh ra ba động tiếp tục quân thường tiếu nói bành bành tiêu tội kỹ cũng không che giấu không chỉ có đem nhục thân chi lực phát huy đến cực hạn còn thi triển sơn băng địa liệt quyền chỉ nghe tiếng nổ vang giống như tết xuân pháo trúc đùng đùng không dứt vang lên nhưng vô luận hắn như thế nào công kích như thế nào bạo phát cầm thuẫn tô tiểu mạc thủy chung đứng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích chút nào công chủ tô tiểu mạc kinh ngạc nói cái này thuẫn phòng ngự thật mạnh bổn tọa đi thử một chút quân thường tiếu đi tới nắm tay phải nhất thời bị thực chất hóa linh năng tràn ngập chợt một quyền đập tới, khác, Bành. Đăng. Đăng. Đăng, Tô Tiểu Mạc dơ thuẫn bài điên cùng lui lại, sau cùng đổ vào mấy chục mét có hơn, trên mí mắt lực, miệng sùi bọc mép ngất đi, tiêu tội kỹ. Lực lượng dùng lớn. Quân thường tiếu lắc đầu nói, đột phá kiếm vũ song hoàng hắn, liền xem như hời hợt công kích, lực lượng tuyệt đối tại ngàn vạn cân trở lên, dù là có huyền thiết thuẫn gia trì, Tô Tiểu Mạc cũng không chịu nổi a. À. bất quá, có thế tiếp quyền kế tiếp không có vỡ vụn, huyền thiết thuẫn phòng ngự vẫn rất cao, có thể đại lượng sinh sản, làm đến trong tay mỗi người có một cái. Quân thường tiếu mò sờ cầm nói, có thể là có thể, nhưng thiếu khuyết luyện chế huyền thiết thuẫn khoáng thạch, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp mua được càng nhiều, đông đông đông, trong phòng ăn truyền đến quy luật thanh âm, Mã Vĩnh Ninh đứng tại trước bếp lò, huy động thái đao thuần thục chặt lấy thịt, lúc này sắp đến năm mới A, à, Liễu Uyển Thi chuẩn bị cho đồng môn làm sủi cảo ăn, đột phá đao vương Mã Vĩnh Ninh, tại đao pháp vận dụng lên càng thêm thành thạo, nhìn như vô ý động tác, đều ẩn chứa ta cũng không rõ ràng ảo nghĩa. Quy, quân thường tiếu dựa vào tại cửa ra vào, nói, bổn tọa nơi này có một thanh vừa luyện chế mà thành đao, ngươi có muốn hay không? Đông, Mã Vĩnh Ninh dừng lại, ngạo nghễ nói, tông chủ, ta thì dùng chính ta đao, đao khách đao, không phải nói đổi thì đổi, tỷ như hắn chui này thái đao, dù là vỡ vụn cũng một mực bồi bạn. Phù phù, quân thường tiếu đem vừa luyện chế xuyên vân đao ném qua đến, quay người rời đi, chỉ là nhưng cũng dặn dò, thịt nhất định muốn băm, dạng này bao đi ra sủi cảo mới có linh hồn minh bạch, mã vĩnh ninh tiếp tục thao túng thái đao chặt lên, nhưng là con mắt hữu ý vô ý nhìn về phía rơi ở bên cạnh, bộc lộ ra cẩn trọng chi thế xuyên vân đao. Lúc này nếu như không cẩn thận cắt đứt ngón tay, vậy liền thần tác xoát. mã vĩnh ninh rốt cục nhịn không được một tay nắm lấy xuyên vân đao chui đao, sau đó đưa đến trước mặt, dùng đầu lưỡi liếm liếm mặt đao, ánh mắt nhất thời nóng rực nói, đao này không tệ, liếm đao, phán phẩm chất, đây tuyệt đối là thái đao vương độc môn tuyệt học. a, à, liễu uyển thi đi vào nhà bếp phát hiện Mã Vĩnh Ninh thái đao đặt tại cái thớt gỗ bên trên, nhưng người nhưng không thấy, sau đó buồn bực nói, Mã Thúc không phải đã nói, thái đao là mình mệnh, muốn tùy thân mang theo sao, trên diễn võ trường, Mã Vĩnh Ninh huy động xuyên vân đao, đầy trời đao khí hình thành, xoát, sơ qua, thu hồi đao, yêu thích không buông tay vuốt ve mặt đao, trong mắt có mấy phần nhu tình, thái đao bất ly thân, cái kia là lúc trước, hiện tại hắn chính thức tuyên bố di tình biệt luyến, không phải Mã Vĩnh Ninh không đủ kiên định mà chính là xuyên vân đao thật là quá hợp khẩu vị hắn chui này cải tạo thái đao, cảm tình cố nhiên thâm hậu, nhưng nếu như gặp phải tốt hơn đao, lại thiết lập một đoạn chân thành tha thiết cảm tình lại có gì khó? Nam nhân mà ăn trong chén nhìn lấy trong nồi rất bình thường. Tông chủ, Trung nghĩa cũng dùng thử xuyên vân đao, nói, đao này phẩm chất cao hơn hàng mang kiếm nhiều, ngươi chính là đao này chủ nhân. Quân thường tiếu nói, Chung nghĩa là Lan Kỵ Đoàn Đoàn trưởng, cho hắn xuyên vân đao cũng là hy vọng có thể tốt hơn sông pha chiến đấu, mà lại đao trong lúc tác chiến phát huy hiệu quả muốn so kiếm muốn tốt đa tạ tông chủ ban thưởng đao. Trung Nghĩa kích động nói, tổng cộng luyện chế 20 chu xuyên vân đao, quân thường tiếu không có tái phát cho đệ tử, mà chính là đưa vào vũ khí máy bên trong cũng định ra giá cả, để đệ tử dựa vào điểm cống hiến đổi lấy, nếu như số lượng đủ nhiều, hắn biết nhân thủ phân phối một thanh, bây giờ số lượng ít, chỉ có thể cầm điểm cống hiến đến đổi lấy, như thế cũng có thể đề bạc đệ tử làm nhiệm vụ tính tích cực, khoáng thạch, khoáng thạch, quân thường tiếu trở lại đại điện, một mực lẩm bẩm, sử thi nhiệm vụ cho vũ khí trang bị cách điều chế, không thể nghi ngờ vô cùng ưu tú, nhưng không có đầy đủ khoáng thạch tiến hành sản xuất hàng loạt, vậy tuyệt đối khiến người ta sụp đổ a, càng nguy hiểm hơn là những vũ khí này trang bị cần thiết khoáng thạch, tầng thứ cũng không thấp, muốn từ trên thị trường mua không chỉ có rất khó, cũng sẽ phi thường háo tiền, nếu có có thể sản xuất các loại khác biệt khoáng thạch mỏ quặng vậy là tốt rồi. Quân Thường Tiếu nỉ non nói, hệ thống nói, ký chủ não động có thể, đừng nói cho ta, trong thương thành có, không có. Quân Thường Tiếu tâm tình nhất thời thất lạc, hắn lại kéo ra đang dược cát, phân biệt nhìn cao phẩm tụ khí đang cùng sơ phẩm tố hồn đan hai thứ này cũng không tệ nhưng là cần dược liệu đồng dạng rất nhiều dược tài phương diện quân thường tiếu không thiếu dù sao kế thừa bách diện y thánh chỗ có hạt giống nhưng cần hao tổn tốn thời gian đến trồng trọt ngụy lão đi vào dược đường đem dược tài liệt biểu đưa tới nói lại phân chia một khu vực trồng trọt cái này dược tài hạt giống từng ngụy lão tiếp nhận danh sách nói phẩm chất không tính quá cao một hai tháng chắc là có thể thành thục một hai tháng a quân thường tiếu mò sờ cầm nói còn có thể tiếp nhận, Hồ Dương Thành, quân thường tiếu lần nữa đi tới, nội thành võ giả cùng dân chúng nhao nhao đường hẻm hoang nghênh, hiện tại hắn, đã không là năm đó bị xem thường thiết cốt phái trưởng môn, mà chính là người người kính sợ vạn cổ tông tông chủ, khoan hãy nói, bị tôn kính như vậy nhìn lấy, cảm giác kia thật thoải mái, một đường trực hành, quân thường tiếu đứng ở ngã gia dược tài cửa hàng, nhà dược tài cửa hàng vừa mới sửa chữa một lần, mặt tiền so trước kia càng lộ vẻ tráng lệ, ngã gia một mực duy trì mỗi tháng đấu giá đang dược quy cũ theo liệu thương đang cùng tố thể đang bị càng truyền càng xa, tiền tài cũng là càng nhiều càng tốt, đang dược từ quân thường tiếu cung cấp, bọn họ chỉ phụ trách đấu giá, mỗi tháng thì có thể thu hoạch phi thường lớn lợi nhuận, không giàu lên mới gọi quái đây, mà lại, ngã gia cũng tại dần dần khuếch trương đại sinh ý, thanh dương quận 8 cái quận, cũng đều lần lượt mở dược tài cửa hàng chi nhánh, quân tông chủ, ngã thượng nghệ hùng hùng hổ hổ chạy đến, ngã gia sinh ý càng làm càng lớn, không thể rời bỏ quân thường tiếu, tự nhiên không dám có bất kỳ lãnh đạm, ngã gia chủ, quân thường tiếu cười nói, dược liệu cửa hàng này lúc nào trang trí, một tháng trước, ngã thượng nghệ vội vàng làm thế mới, sau đó mệnh lệnh dược tài cửa hàng hạ nhân pha trà ngon nhất, quân thường tiếu ngồi xuống, nhìn xem nội bộ tráng lệ trang trí, trở lại chuyện chính nói, ngã gia chủ, bổn tọa lần này đến đây muốn hỏi một chút, địa phương nào sinh ra khoáng thạch đâu, ngã thượng nghệ không có cân nhắc, nói, bắt mạc châu, vị này tại tinh vẫn đại lục phía bắc xa xôi châu, mặc dù lớn phần lớn là sa mạc khu vực, nhưng lòng đất ẩn chứa phong phú khoáng vật, có chút xa, quân tông chủ cần khoáng thạch, không chỉ cần phải, còn cần rất nhiều ngã thượng nghệ nói như thế tới nói ngã mổ đề nghị quân tông chủ đi một chuyến bắt mạc châu nếu như vận khí tốt lời nói có lẽ có thể tìm được vô chủ mỏ quặng từng quân thường tiếu cũng có tính toán này lại nói thì ngay lúc này làm một chuyến lữ hành đi quân tông chủ ngã thượng nghệ đưa lên mấy cái mai không gian giới chỉ nói đây là ta ngã gia gần nhất thu thập dược tài cùng hạt giống làm phiền quân thường tiếu tiếp nhận cho hai bình liệu thương cùng một bình tố thể đang liền cáo từ rời đi hưu sau khi ra thành hắn không có cái gì che giấu, trực tiếp phi thân mà lên, đột phá hoàn cấp, quân tông chủ thực lực mạnh bao nhiêu, tạm thời không được biết, chỉ là phi hành năng lực ngược lại là cung cấp độ thuận tiện lớn, từng lúc sắp bay vào tông môn, quân thường tiếu phát hiện chân núi trước hội tụ rất nhiều mặt lấy một mặt phổ thông người dân, đây cũng không phải chiêu mộ đệ tử thời gian, bọn họ tới làm cái gì, thông trưởng, trong đám người, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử nói, chúng ta hay là đi thôi, A à, Ngưu Ca chắc là đã sớm đem ta quên. Cô bé này dù là mặc lấy phổ thông trang phục, cũng khó nén thiên sinh lệ chất, không được, bên cạnh tuổi chừng 80 tóc trắng lão giả chống quải trượng nói, đã đến, nhất định phải tìm tiểu tử kia hỏi rõ ràng, tại sao không từ mà biệt, tại sao vứt bỏ ngươi? Hừ, đứng ở bên cạnh một tên to lớn nam tử, trừng trong mắt nói, đừng tưởng rằng vạn cổ tông thì trâu bò, nếu như thật cô phụ muội muội, ca cái thứ nhất vì ngươi ra mặt, nữ tử nói, thông trưởng, ca, có lẽ chính là lớn lên giống a ngư đây, không có khả năng, to lớn nam tử lời thề song sắc nói, ta đã nghe qua, tên kia nhất định là a ngư A Ngưu, quân thường tiếu đứng giữa không trung, nói: Ta vạn cổ tông không có đệ tử tên này đây. A Ca, nữ tử nói: Nếu thật là A Ngưu Ca, hắn có thế gia nhập dạng này tông môn cũng là cơ duyên lớn, chúng ta lỗ mãn tìm đến, có lẽ sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Có đạo lý. Thông trưởng cao mày nói, cái kia hỗn đảng nói qua muốn cưới muội muội nam nhân liền nên tuân thủ lời hứa. To lớn nam tử bực tức nói: Hiển nhiên quyết tâm muốn vì muội muội tìm A Ngưu, không tệ, nam nhân liền nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thình lình có âm thanh truyền đến làm mọi người giật mình, cũng nhau nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp một người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào ra hiện tại thân sau. To lớn nam tử nói, ngươi là ai? Giọng nói ôn hòa không ít, hiển nhiên cũng biết, trước mắt so với chính mình tuổi còn nhỏ gia hỏa, khẳng định không dễ chọc. Quân thường tiếu nói, vạn cổ tông tông chủ, hắn cũng là tông chủ, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Các thôn dân nhau nhao nghị luận thấp giọng nghị luận lên, thôn trưởng vội vàng chắp tay nói, lão hủ là đồ nhĩ thôn thôn trưởng. Hôm nay đến Quý Tông là muốn tìm một cái gọi Bùi A Ngưu đệ tử. Bùi A Ngưu, Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, "Thật có lỗi, ta tông môn không có đệ tử tên này." Nghe được câu này, thanh xuân nữ tử trong mắt dâng lên một tia uể oải, qua một lúc che giấu đi, cười nói, "Ta liền nói là nhận lầm người đi, tông chủ đại nhân." Thông trưởng nói, "Thật không có một cái gọi Bùi A Ngưu đệ tử, không có." Quân Thường Tiếu nói, "Tuy nhiên rất nhiều đệ tử chưa hẳn tại ra sân, chỉ là liên quan đến bọn hắn tên gọi Quân Thường Tiếu nhưng là nhớ rõ ràng, thậm chí lấy ra có thể viết đủ một chương truyện ngày mai tới." "Thông trưởng, ca." Nữ tử nói a ngư ca đã không ở nơi này chúng ta trở về đi không thể đi to lớn nam tử ngữ khí kiên định nói bùi a Ngưu tên kia khẳng định đổi tên chúng ta có thể đi vào tìm nhất định có thể tìm tới có thể quân thường tiếu nâng tay lên nói mời theo bổn tọa tiến về tông môn những người này chỉ là dân phong thuần phát dân chúng đã đến tông môn tìm người khẳng định đến phối hợp phối hợp mà lại quân tông chủ cũng rất tò mò cái này to lớn nam tử như thế lời thề son sắt nhận định bùi a Ngưu tại vạn của tông hắn đến cùng sẽ là ai chứ đến từ đồ nhĩ thôn thôn dân tiến vào vạn cổ tông, đại viện rộng lớn như vậy, như thế hào hoa kiến trúc, đối bọn hắn những thứ này phổ thông mà nói, quả thực tự như hoàng cung a, phải thật tốt cảm tạ lý thanh dương, đi qua hắn nhiều lần trọng tu cùng cải tiến, vạn cổ tông trải qua mấy lần thăng hoa, nếu như còn cùng trước kia, có thể sẽ để phổ thông người dân cho rằng nơi này là hoang phế đã lâu phá miếu, thật lớn a, dưới chân bàn đá chắc đều rất danh quý đi, cái này cần hoa bao nhiêu bạc, đồ nhĩ thôn thôn dân trừng trọng mắt giống như lưu mổ mổ đi dạo đại quan viên hết nhìn đông tới nhìn tây chúng ta quân tông chủ thân dân đổi lại tông môn khác tuyệt sẽ không để người không có vận sự tùy ý tiến vào nữ hài ca ca toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm từng người từng người vạn cổ tông đệ tử tìm kiếm mình muốn tìm bùi a ngưu hắn chỉ có một người muội muội này vô luận như thế nào cũng phải tìm đến cái kia đàn ông phụ lòng tông chủ lý thanh dương đi tới có chút kinh ngạc nói bọn họ là hắn đến để to lớn nam tử tỉ mỉ nhìn xem sau đó lắc đầu nói không phải cái kia đàn ông phụ lòng tìm đến người Quân thường tiếu nói, tìm ai, bùi A ngưu, bùi A ngưu, Lý Thanh Dương mờ mịt nói, tông chủ, chúng ta tông môn không có người như vậy đây, không có khả năng, to lớn nam tử nói. Tên kia nhất định ở chỗ này, quân thường tiếu nói. Thanh Dương, đi, đem các đệ tử toàn triệu tập tới, để bọn hắn từng cái phân biệt, đúng, Lý Thanh Dương tuân lệnh, không bao lâu, hơn 10.000 tên đệ tử toàn tập kết tại diễn võ trường bên trên, nhiều người như vậy a, à. xem xét cũng là rất lợi hại võ giả vạn cổ tông đệ tử trong lúc vô tình toát ra loại khí tức kia để đồ nhĩ thôn thôn dân tâm thần run rẩy to lớn nam tử tuy nhiên cũng sợ nhưng vẫn là mang theo muội muội từng cái phân biệt lên hàng thứ nhất có tiêu tội kỹ tô tiểu mạc lý phi bọn người nhưng cũng không phải là hắn muốn tìm bùi a ngưu vì vậy tiếp tục nhìn hàng thứ hai chỉ tiếc phí hơn nửa ngày công phu đem tất cả ở hiện trường đệ tử đều xem một lần vẫn không có tìm được chính mình muốn tìm đàn ông phụ lòng quan môn đệ tử hà vô địch sớm tại trước khi vào cửa liền thấy cũng không phải muốn tìm tới bùi A ngưu ca, nữ tử thấp giọng nói, ta liền nói, ngươi nhất định là nhận lầm người, không có khả năng A, to lớn nam tử gãi gãi đầu, nói. Có người nói gặp qua, tông chủ đại nhân. Hắn nhìn về phía quân thường tiếu, nói. Quý tông đệ tử đều ở nơi này sao, đều tại. Quân thường tiếu nói, tông chủ, Lý Thanh Dương nói. Dạ sư đệ còn tại thời không bí cảnh dưỡng thương đây, quân thường tiếu thần sắc khẽ giật mình. Vừa rồi đồ nhĩ thôn thôn trưởng nói qua, bùi a ngư không từ mà biệt chính mình năm đó tựa như là cưỡng ép đem dạ tinh thần mang về tông môn đậu phộng bùi a ngư không phải là tên này đi không đúng không đúng quân thường tiếu ở trong lòng phủ định nói hắn còn tính toán có chút hàm dưỡng làm sao lại là thôn quê thôn phu càng bùi a ngư tên cũng quá thấp kém đi chư vị hắn nói còn có một tên đệ tử đang lúc bế quan các ngươi có thể chờ một chốc lát tính toán thời gian dạ tinh thần tiến vào thời không bí cảnh cũng có hơn hai ngày chắc là chẳng mấy chốc sẽ bị tự động đưa ra tới cho lớn nam tử nói, dù là chỉ còn lại một người, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Nữ hài lôi kéo hắn góc áo, thấp giọng nói, ca, chúng ta hay là đi thôi, đừng quấy rầy người ta nữa. Nàng theo ca ca đi vạn cổ tông tìm bùi A ngưu, bởi vì lấy ca ca tính cách, khẳng định sẽ không buông tha. Cũng may, nhiều đệ tử như vậy, cũng không có người muốn tìm. Tuy nhiên tâm lý khó tránh khỏi thất lạc, nhưng cũng là kết quả tốt nhất. A ngưu ca, ta biết ngươi nhất định có nỗi khổ tâm, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ về đến đồ nhĩ thôn tới tìm ta. Nữ hài mỗi ngày dùng những lời như vậy tự an ủi bản thân, mỗi ngày sẽ đi ngoài thôn dòng suối nhỏ chờ đợi, tuy nhiên mỗi lần đều là đợi uổng công, nhưng chưa bao giờ buông tha. Nếu như không phải ca ca phát hiện muội muội thật giống như mê muội một dạng, ngày ngày hướng ngoài thôn chạy, cũng sẽ không nghe ngóng nhiều nơi. Khi biết Bùi A Ngưu tin tức về sau, mang người trong thôn đến vạn cổ tông tìm kiếm, không được. To lớn nam tử kiên định nói, phải đều xem mới có thể đi. Ca. Nữ hài cắn môi, vành mắt dần dần bắt đầu nóng, huệ Già dạ nô thôn trưởng mở miệng nói, xem hết người cuối cùng này, chúng ta thì về thôn, đúng vậy a, à, Quân Thường Tiếu nói. Đã thật xa. Nói tới chỗ này liền dừng lại, bởi vì nữ hài cùng hắn ca, thậm chí tất cả thôn dân đều xem hướng một chỗ, "Tông chủ," Lý Thanh Dương nói. Giả dạ sư đệ đi ra, Quân Thường Tiếu linh niệm toàn bộ khai hỏa, tự nhiên bắt được giả dạ tinh thần đã xuất hiện tại thông hướng hậu sơn lối vào, cũng nhìn thấy nữ hài con mắt nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, cũng nhìn thấy ca ca trên mặt dân lên vô tận tức giận không có đoán sai lời nói, cái này bùi A ngưu Là hắn, to lớn nam tử cả giận nói, cũng là hắn tên đàn ông phụ lòng này, nói, nhanh chân tiến lên, hiển nhiên một bộ ta muốn đánh ngươi bộ dáng, Từng, mới từ hậu sơn đi ra dạ tinh thần, nhìn thấy một tên nam tử hùng hùng hổ hổ vọt tới, thản nhiên nói, ở đâu tới thô bỉ phàm nhân, bành. Vừa mới dứt lời, to lớn nam tử chính là một quyền đánh vào trên mặt hắn, đăng đăng đăng, dạ tinh thần hướng, về, sau lão đảo lùi lại sau mấy bước, ánh mắt nổi lên sát cơ mãnh liệt, nói, Ngươi dám đánh ta, ngươi tên đàn ông phụ lòng này, to lớn nam tử nhanh chân đuổi theo, vung lấy nắm đấm nói. Hố muội muội ta lâu như vậy, ngày hôm nay nhất định phải để ngươi trả giá đắt, đàn ông phụ lòng, dạ tinh thần mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn hướng tông chủ, quân thường tiếu cũng mờ mịt nhìn về phía hắn, ý kia giống như đang nói, đây là chính ngươi phong lưu sử, ngươi hắn meo nhìn ta làm gì, bành, bành, dạ tinh thần lại bị nện hai quyền, tiếp theo cả giận nói nói. Rác rưỡi, ngươi đây là muốn chết. Bành, bành, lại bị nện hướng lui về phía sau mấy bước, lại nói, giả dạ đế đại nhân thế nào cứ như vậy yếu đâu. Một người bình thường đều có thể đánh tới hắn, ai, đừng đề cập, còn không phải chơi địa ngục hình thức, người khác suy yếu, tiến vào thời không bí cảnh rất nhanh liền khôi phục, hắn đi vào ba ngày, vẻn vẹn có hành tẩu năng lực, vẫn ở vào tuyệt đối trạng thái hư nhược, nếu không, đừng nói người bình thường, dù là một tên vũ vương cũng chưa chắc có thể đụng tới góc áo, tiểu tử, to lớn nam tử lần nữa vung nắm đấm, cả giận nói, ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt muội muội ta, lại không trên một tiếng đi, hại muội muội ta khổ đợi đã nhiều năm, ngày hôm nay không đem ngươi cái này đàn ông phụ lòng đánh mặt mũi bầm dập, thật khó tiêu mối hận trong lòng ta." Ca, nữ hài từ phía sau nhào tới, cắt cao bắt lấy ca ca tay, khóc nói: ca Ngưu hắn nhất định có nỗi khổ tâm, muội muội, to lớn nam tử cả giận nói, đừng có lại tin tưởng hắn, đừng có lại che chở hắn." "A Ngưu ca," nữ hài ôm lấy ca ca, nhìn về phía Dạ Tinh thần nói: "Ngươi chạy mau a, à, ta chạy cộng lông, ta tại sao muốn chạy, còn có Người nào mèo là A ngưu Ca, tông chủ, tô tiểu mạch nói. Này sao lại thế này A, à? còn có thể có chuyện gì, quân thường tiếu nhúng nhúng vai, nói. Cô bé kia là giả dạ tinh thần vị hôn thê, về sau đêm người ta vung ra, ngày hôm nay tìm tới cửa, vạn cổ tông đệ tử nhao nhau trừng to mắt, ta thiên, cô bé này lại là giả dạ sư đệ sư huynh vị hôn thê, xoát, xoát, trong khoảnh khắc, chúng đệ tử hoặc là ngồi xuống, hoặc là ngồi tại trên băng ghế nhỏ, lúc này một người có một dĩa hạt dưa, thỏa thỏa xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, hô to lớn nam tử thở vì phò ánh mắt lấp lóe tức giận dạ tinh thần đứng tại đối diện xa mấy mét tuy nhiên bị nện mấy quyền nhưng thân thể nội tình tốt trên mặt không có xuất hiện ra một khối khối trắng khối xanh tới không thể không nói dù là không có cái gì tu vi dù là dị thường suy yếu chúng ta dạ đế đại nhân cũng sau bao các càng chịu đánh gọi là huệ nhi nữ hài đứng tại trước người hắn lấy nhỏ yếu dáng người đem bảo vệ trong mắt sáng tuy có nước mắt nhưng cũng thấu phát kiên định rác rưởi dạ tinh thần cả giận nói chờ ta khôi phục tu vi đem ngươi xé vỡ nát, bị một phàm nhân bình thường hành hung, có thể nói vô cùng nhục nhã, muội muội, to lớn nam tử chỉ hắn, nói. Ngươi tránh ra, ta lại giáo huấn một chút hắn, lão thiết, có thế ngược vũ đế, vì ngươi khen ngợi, ca, Huệ Nhi khóc nói, van cầu ngươi, đừng có lại thương tổn A ngưu, bởi vì có muội muội che chở, to lớn nam tử không dám tiến lên, chỉ có thể dùng tức giận nhất ánh mắt trừng mắt giả dạ tinh thần, két, tô tiểu mạc đập một cái hạt dưa, nói. Tông chủ, không nghĩ tới dạ sư đệ là loại người này. Đúng vậy a, à, Lý Phi nói. Có vị hôn thê, nhiều năm như vậy đều không trở về qua, thật là quá phận, bọn họ không khác gì nhiều đã theo ăn dưa bên trong Minh Bạch Nguyên do chuyện, đối giả tinh thần loại này vứt bỏ vị hôn thê hành vi vô cùng xem thường, ai, chúng ta đều độc thân, hắn lại có cái xinh đẹp vị hôn thê, ngược lại hắn meo bỏ rơi người ta, quả thực tán tận lương tâm, một khắc này, đừng nói huệ nhi ca ca, Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi bọn người đều muốn đi qua hung hăng đánh giả tinh thần một hồi, kỳ quái. Lý Thanh Dương khó hiểu nói, thì giả sư đệ cái này cả ngày cao cao ngạo ngạo tính cách, tại sao có thể có vị hôn thê đây, không chừng là giả vờ, Tô Tiểu Mạc nói. Thực ra che giấu lấy một cái hoa ngôn xảo ngữ tiện hóa con hàng, lời này để chúng đệ tử miên mang bất định, ngày bình thường ăn nói có ý tứ giả tinh thần, vụng trộm lại là thông đồng tiểu cô nương tình trường tiện thủ, hình ảnh cảm giác lập tức liền đến, quân thường tiếu thủy chung trầm mặt, hắn có thể theo giả tinh thần trong mắt nhìn ra, xác thực không biết cái này gọi là huệ nhi nữ hài, chẳng lẽ lại quân thường tiếu nói tên này bị khoái lạc bóng đá nện mất trí nhớ hắn rõ ràng nhớ kỹ năm đó tham gia xong môn phái thi đấu mang đệ tử trở về lúc một cái đại cước đem bóng đá ra may mắn thế nào nện ở dạ tinh thần trên đầu kết quả đem người cho nện hôn mê trước không có thôn sau không có khách sạn vì để con hàng này không bị sói hoang ngậm đi chỉ có thể đem mang về tông môn sau đó hảo tâm thu làm môn hạ hảo tâm hệ thống nói ký chủ lương tâm không đau sao quân thường tiếu đại não cấp tốc vận chuyển sau cùng ra kết luận là loại này chỉ có tại phim thần tượng mới có thể xuất hiện tình tiết máu chó, thật sự phát sinh ở dạ tinh thần trên thân, làm kẻ gây ra mọi chuyện, hắn nhất thời dân lên ấy nấy, không thể phủ nhận, chính mình ngoài ý muốn tiến hành, để tông môn có một cái tiềm lực vô hạn đệ tử, nhưng nếu như không có đem hắn nện choáng, không có để hắn mất trí nhớ, lúc này cũng đã thành hôn cưới vợ, cũng sẽ không cô phụ một cô gái nhiều năm, thật có lỗi, quân thường tiếu ám đạo là ta chậm trễ hai người các ngươi, còn không muộn, còn có bổ cứu cơ hội, quân thường tiếu đứng lên, nói tinh thần, nam nhân liền nên có trách nhiệm, cho vị cô nương này thật tốt giải thích giải thích, dạ tinh thần khóe miệng co giật, ta căn bản cũng không nhận biết nàng, giải thích cái gì, bất quá, dạ đế đại nhân cũng không phải người ngu, giờ phút này dần dần ý thức được cái gì, mình tại trong lòng đất quẩn dưỡng tàn khuyết linh hồn, sau đó chui từ dưới đất lên trọng sinh, đoạt xá một cái thiếu niên đốn củi, hắn hẳn là A Ngưu, cũng là cô bé này vị hôn phu, quân thường tiếu vượt qua, kế thừa nguyên chủ nhân trí nhớ. Giả dạ đế đoạt xá thuộc về đơn giản thô bạo lưu, nguyên chủ nhân linh hồn tan thành mây khói, trí nhớ cũng không có đồng bộ, vâng, như hắn đoán, cổ thân thể này nguyên chủ nhân gọi bùi A ngưu, một cái không cha không mẹ, dựa vào ăn cơm trăm nhà lớn lên cô nhi, về sau, quân thường tiếu đem đoạt xá giả tinh thần mang đi, người trong thôn tìm thật lâu không tìm được, coi là tại hoang giả bị sói ăn, nếu không có giả đế gần đây nhảy nhóc mạnh mẽ, bị đồ nhĩ thôn thôn dân ngẫu nhiên phát hiện, chắc còn sẽ không tìm đến, thôn trưởng, quân thường tiếu nói, ta vạn cổ tông đệ tử cũng không phải nói không giữ lời hạng người, hắn dạ bùi a ngưu đã cùng huệ nhi cô nương có hôn ước tại thân bổn tọa tự nhiên sẽ chủ trì công đạo phốc ha ha tô tiểu mặt nhịn không được cười rộ lên bùi a ngưu danh tự này thật quả là chọc cười không được không được cái eo đều nhanh cười đến đau nhất vạn cổ tông đệ tử cũng là vì cười không ngừng dù sao dạ tinh thần là sư huynh cho chút mặt mũi không có cười ra tiếng quân tông chủ cũng muốn cười làm một tên phải gìn giữ phong độ tông chủ vô luận bao nhiêu buồn cười cũng sẽ không cười trừ phi nhịn không được ha 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 a ha 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 quân thường tiếu khoác lên lý thanh dương trên vai nước mắt đều cười chảy ra nói gọi là hắn bùi tinh thần đâu hay là gọi hắn dạ a ngư đâu nhìn thấy tông chủ và đồng môn cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa dạ tinh thần tức giận đến mỗi một cọng tóc gáy đều nhanh dựng thẳng lên đến được quân thường tiếu thu hồi tiếng cười trở lại chuyện chính nói vị này huệ nhi cô nương có thể lưu tại tông môn vừa tốt a ngư phốc tu luyện cũng thụ thương cần người đến chăm sóc chiếu cố a à, huệ nhi vội vàng xoay người thất kinh nói a ngư ca Ngươi ngươi thụ thương nhìn ra được đây là thật rất quan tâm tuyệt đối không phải giả vờ đi ra tiêu tội kỹ đang nghe chuyện trên kênh TV audio CV ánh mắt chứa phức tạp chính mình vị hôn thê năm đó mang bách hợp thánh tông trưởng lão đến cửa hối hôn mang đến thống khổ phi thường lớn trái lại giả sư đệ vị hôn thê vậy thì thật là một cái trên trời một cái dưới đất nữ nhân giả dạ tinh thần chỉ cửa chính âm thanh lạnh lùng nói lăng mặc dù nhưng đã đoán ra đại khái, cô bé này cùng nguyên chủ nhân có dính dấp nhưng một lòng truy cầu võ đạo hắn tuyệt sẽ không bị nhi nữ tình trường làm phức tạp huống chi đời trước cũng là bị nữ nhân gây thương tích đây là giả dạ tinh thần tê tâm liệt phế đau nhất nhất vĩnh viễn không cách nào đi vòng qua có thể nói Giả dạ đế tâm Giả dạ đế tình cảm ở kiếp trước tử vong một khắc này triệt để phong bế đời này chỉ cầu trở lại đỉnh phong chỉ cầu lại sáng tạo ra cao độ mới tự mình tự tay mình giết nữ nhân kia a ngưu quân thường tiếu trách cứ làm sao nói không rõ ràng cho lắm quân tông chủ cho là mình dùng bóng đem giả dạ tinh thần đầu đá hư vì đền bù khuyết điểm nhất định phải tác hợp đôi nam nữ này tông chủ đại nhân thông trưởng chấp tay nói đa tạ ngài hiểu rõ đại nghĩa đến vạn cổ tông tìm bùi a ngưu hắn ngay từ đầu vô cùng lo lắng nhưng đến sau mới biết được quân tông chủ thì ra là thế bình dị gần gũi nhìn nhiều có tiền có thế người tùy ý vọng động gặp được như thế thân thiện tông chủ thật thật bất ngờ lão nhân gia quân thường tiếu nói xin yên tâm a ngưu nếu như dám khi dễ huệ nhi bổn tọa cái thứ nhất không buông tha hắn dạ tinh thần tông chủ đại nhân to lớn nam tử nói ta à, có thể lưu lại hay không? Hắn vẫn là lo lắng bùi A ngư hội khi dễ muội muội, cho nên muốn lưu lại. Ca, Huệ Nhi nói. Ngươi trở về đi, nàng sợ ca ca lưu lại, sẽ lại nhìn không được đi đánh A ngư ca. Quân thường tiếu khẳng định không thể giữ to lớn nam tử lại, bởi vì muốn cho dạ A ngư cùng Huệ Nhi cô nương cung cấp bồi dưỡng cảm tình cơ hội, sau đó vất vất tay nói. Thanh Dương, tiễn khách, các ngươi khả năng không có thể nghiệm qua tuyệt vọng, nhưng bây giờ dạ tinh thần ở vào trong chiều sâu tuyệt vọng, bởi vì một cái vốn không quen biết nữ nhân, bưng bát cháo đứng trước người a à ngưu ca huệ nhi nói tới cho ngươi ăn đi dạ tinh thần nắm nắm đấm nói ngươi có thế rời đi lại thuận tay đóng cửa lại sao bởi vì tông chủ mệnh lệnh không qua muốn đối đợi nữ nhân này vô lễ hắn khẳng định đã sớm chỉ cửa chính để người ta xéo đi a à ngưu ca huệ nhi nhẹ cắn môi nói ngươi thay đổi trở nên lạ lẫm đừng gọi ta a à ngưu ca dạ tinh thần âm thanh lạnh lùng nói hắn đã chết ta biết huệ nhi nói ngươi bây giờ gọi dạ tinh thần ngươi là vạn cổ tông đệ tử ngươi đã có cuộc sống tươi sáng khác, Dạ Tinh Thần im lặng, chính mình rõ ràng nói là lời nói thật, cái này nữ nhân ngu xuẩn khẳng định lý giải sai, A Tinh Thần ca. Huệ Nhi hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói, ngươi trước kia nói qua, đời đời kiếp kiếp đều sẽ tốt với ta, có phải hay không hiện tại thăng chức rất nhanh, thì ghét bỏ ta? Không tệ, Dạ Tinh Thần lạnh mặt nói, ngươi không xứng với ta, nữ nhân này thật là quá đáng ghét, chính mình chỉ có thể giả vờ là Bùi A Ngưu, thì giả trang đàn ông phụ lòng, để cho nàng biết điều rời đi, Dạ đế ngươi tâm tính thiện lương hung ác vô độc bất trượng phu không tửu không thành tịch đáp đáp huệ nhi bưng bát đứng tại cạnh giường to như hạt đậu nước mắt lăn xuống tới nàng tin tưởng a ngưu ca sẽ không quên chính mình tại ngoài thôn đau khổ chờ đợi ba năm cho đến hôm nay tìm tới hắn mới ý thức tới hết thảy đều biến hắn hiện tại là vạn cổ tông đệ tử tiền đồ sáng lạng làm thế nào có thể để ý chính mình cái này xuất thân nghèo khó người bình thường huệ nhi đem bát đặt lên bàn mặt mũi tràn đầy uể oải nói a ngưu ca ta đi đi thôi đi thôi dạ tinh thần nói về sau đừng đến phiền ta hắn làm sao không biết nữ hài ưa thích là bùi a ngưu nhưng thân thể bị chính mình chiếm cứ về sau thì nhất định hai người âm dương tương cách lại nói vô duyên vô cớ đoạt xá một người bình thường thân thể dạ đế không hổ thẹn sao ý tưởng này rất buồn cười kiếp trước đứng tại đại lục đỉnh cao nhất cường giả há sẽ để ý một người bình thường huệ nhi cô nương quân thường tiếu đứng tại cửa nội viện nhìn lấy cúi đầu đi tới huệ nhi nói có chuyện bổn tọa phải nói cho ngươi thực a ngưu đầu hắn từng bị trọng thương mất đi một chút quan trọng ký ức cũng quên đi một vài người quan trọng a à, vốn là nản lòng thoái chí huệ nhi nhất thời trừng to mắt cho nên quân thường tiếu an ủi hắn đối ngươi lãnh đạm cũng không phải là bởi vì thay lòng đổi dạ mà chính là thật không nhớ rõ thì ra là thế thì ra là thế huệ nhi bừng tỉnh đại ngộ trong lòng đau nhất cũng yếu đi không ít không phải a ngưu ca thay lòng đổi dạ là hắn quên hết mọi thứ ta nên phải hiểu cho hắn quân thường tiếu nói theo trong ánh mắt của ngươi bổn tọa nhìn ra được ngươi cùng a ngưu đã từng rất yêu nhau đáng tiếc ông trời tạo ra một cái trò đùa, tông chủ đại nhân, Huệ Nhi xin giúp đỡ nói, ta nên làm như thế nào, rất đơn giản, quân thường tiếu chấp tay sau lưng, nói, để mất trí nhớ hắn lại yêu mến ngươi, hệ thống. Không nhìn ra, cái này nhất định cô độc cả đời gia hỏa, lúc dạy người khác về mặt cảm tình, còn rất giống như chuyên gia nha, tại thanh minh một lần, ta quân thường tiếu không phải thực lực độc thân, chính là không nghĩ tới treo chọc muội. Huệ Nhi trầm mặt sơ qua, xóa đi khóe mắt nước mắt, ngữ khí kiên định nói, tông chủ đại nhân, ta minh bạch bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ trước thưởng trăng bổn tọa hôm nay đặc biệt thu ngươi làm vạn cổ tông đệ tử về sau thì cùng với a ngưu tu luyện đi quân thường tiếu nói đa tạ tông chủ đại nhân cứ như vậy huệ nhi không có trải qua khảo hạch trở thành vạn cổ tông đệ tử ai ngồi tại trên đại điện quân thường tiếu nói không chỉ có phải quan tâm đệ tử tu luyện còn phải quan tâm đệ tử chung thân đại sự dạng này tông chủ đi nơi nào tìm trở thành đệ tử về sau huệ nhi thay đổi tông môn đồng phục cả người khí chất nhất thời đề bạc lên nàng không có lục thiên thiên như vậy khuynh quốc khuynh thành nhưng mà tiểu thư khuê cát là loại kia vừa nhìn liền biết sẽ sống cuộc sống hiền thê lương mẫu hình trở thành đệ tử về sau huệ nhi cũng không có đến gần dạ tinh thần mà chính là chủ động cùng sư huynh sư tỷ nói chuyện với nhau tìm hiểu a ngư ca mất trí nhớ sau tính cách trong phòng ăn dạ tinh thần ngồi xuống khi thấy mặt lấy tông môn đồng phục huệ nhi đi tới cả khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết nữ nhân này còn chưa đi còn mặt lên tông môn trang phục chẳng lẽ a Ngưu sư đệ cô tiểu mặt theo sát đi tới cười nói nàng hiện tại cũng là chúng ta đồng môn, sư huynh đem lời quan xuống, nếu như ngươi dám khi dễ huệ nhi sư muội, ta tuyệt không dễ tha ngươi, đúng đấy, chính là. Lý Phi theo phụ họa nói, Lý Thanh Dương đi tới, ngữ khí sâu xa nói, dạ sư đệ, huệ nhi sư muội người tốt như vậy, ngươi cũng không thể cô phụ, tiểu tử, ngụy lão ngồi ở bên cạnh, nói, có muốn hay không ta dạy ngươi mấy chiêu, ai, cả tông môn vì A ngư đau lòng, dạ tinh thần nắm chặt nắm đấm, tính toán, tính toán. Chỉ cần nữ nhân kia không đến chủ động phiền ta, dù là tại tông môn cũng không quan trọng. Huệ Nhi gia nhập tông môn về sau, thật không có đi dây dưa dạ tinh thần, mà là thông qua đồng môn đi tìm hiểu hắn sinh hoạt tập quán các loại. A Ngưu Ca ưa thích tu luyện võ đạo, ta cũng phải nỗ lực. A Ngưu Ca thích ăn liễu sư tỷ nấu đồ ăn, ta có thể đi thỉnh giáo một chút nàng. Kết quả là, tu luyện sau khi, Huệ Nhi đều sẽ đi căng tin thỉnh giáo liễu uyển thi, thậm chí còn chủ động tại nhà bếp hỗ trợ làm việc lặt vặt. Từng một ngày nào đó, dạ tinh thần ăn đồ ăn, mi đầu đột nhiên nhăn lại đến, nói, mùi vị không đúng. He he, liễu uyển thi thình lình xuất hiện tại trước mặt, tay nâng lấy cái má, cười nói, dạ sư huynh, đây là huệ nhi sư muội nấu đồ ăn, mùi vị thế nào? Ba, dạ tinh thần để đổ xuống đi ra căng tin, là làm ăn không ngon sao? Đứng tại trong phòng bếp huệ nhi mặt mũi tràn đầy quể quải nói, toàn bộ vạn cổ tông đều biết dạ tinh thần mất trí nhớ, mọi người tại tích cực trợ giúp huệ nhi để hai người bọn họ có thế một lần nữa phát triển một đoạn xúc động lòng người cảm tình nhưng chỉ có dạ tinh thần rõ ràng không phải mình mất trí nhớ là Bùi A Ngưu đã chết, nhưng không thể chủ động nói ra, dù sao đoạt xá trọng sinh là trong lòng mình bí mật lớn nhất, phiền chết, dạ tinh thần lập tại hậu sơn trên ngọn núi, tâm tình cực không ổn định, A Ngưu, quân thường tiếu xuất hiện tại sau lưng, nói, không nên quá tận lực truy cầu võ đạo, cũng không cần đem chính mình ngụy trang máu lạnh vô tình, tìm hiểu thất tình lục dục, đi hưởng thụ nhân sinh thực cũng là một loại khác tu hành, tông chủ, có thế không gọi ta A Ngưu sao, tốt bùi tinh thần, dạ tinh thần kém chút nhịn không được, theo trên ngọn núi nhảy đi xuống. Vấn đề tình cảm của đệ tử, quân thường tiếu chỉ có hết sức đi cung cấp cơ hội, có thể thành hay không vẫn phải xem chính bọn hắn. Vài ngày sau, đem hết thảy sự vụ an bài tốt, quân tông chủ mang theo tiểu long long rời đi tông môn. Làm gì? Đi bắt Mạc Châu tìm kiếm khoáng thạch chế tạo trang bị. Trước khi đi, truyền âm nói, A Ngưu, hy vọng bổn tọa trở về, ngươi cùng Huệ Nhi có thế gương vỡ lại lành, vỡ lại em gái ngươi lành A, luôn luôn hướng ngạo kiều cao ngạo phong cách giả đế, kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Hôm nay, quân thường tiếu đi hướng Bắc Mạc Châu, vạn cổ tông trên dưới tiếp tục vì a ngưu cùng huệ nhi sự việc đau lòng soát quân thường tiếu ôm tiểu long long phi hành tại giữa bầu trời hướng bắc mạch châu một đường xuất phát theo tây nam đến chính bắc đây là một khoảng cách vô cùng xa xôi nếu như không dựa vào phi hành đi đường đơn thuần đi bộ chí ít mất mấy năm hệ thống nói ký chủ dạ tinh thần không đơn giản từng quân thường tiếu nói nhất định che giấu không muốn người biết bí mật trong khoảng thời gian này hắn thủy chung đang suy nghĩ dạ tinh thần sự việc luôn cảm thấy giống như cũng không có đơn giản như vậy đầu tiên đồ nhĩ thôn bùi a ngưu tại sao lại nói mình gọi dạ tinh thần nếu như lúc ấy mất trí nhớ không nên hỏi ta là ai ta ở chỗ nào nơi này là địa phương nào sao làm sao lại tùy tiện biên cái tên huống chi tại quân thường tiếu lúc trước suy đoán bên trong dạ tinh thần cần phải hiểu một môn thần phẩm phía trên võ học mới lấy cái sau vượt cái trước vượt qua lý thanh dương bọn người đây cũng không phải là một cái bình thường thôn dân có thể làm được sự việc có một số việc hơi cân nhắc thì có thể tìm tới rất nhiều sơ hở càng tại giả tinh thần trên thân sơ hở thật là quá nhiều có phải hay không là không có mất trí nhớ căn bản cũng không nhận biết huệ nhi cùng đồ nhĩ thôn thôn dân đâu quân thường tiếu nói hệ thống nói nhận lầm người không có khả năng quân thường tiếu lắc đầu nói nhiều người như vậy lại không mù làm sao lại toàn nhận lầm hệ thống nói cái kia thì chỉ có một khả năng hắn trí nhớ không phải biến mất mà chính là bị ngoại lực mạt sát nói tiếp quân thường tiếu nói hệ thống nói ta suy đoán khả năng có cường giả gặp được giả tinh thần cũng truyền thụ cho hắn thần phẩm phía trên tâm pháp, cưỡng ép mặt sát hắn tất cả trí nhớ, cái kia giả tinh thần danh tự giải thích thế nào. Quân thường tiếu nói, hệ thống trầm mặt, nếu như là mất đi trí nhớ người, làm sao lại lên như thế một cái tên, coi như nói bừa loạn tạo, cũng không thể biên như thế nội hàm đi. Quân thường tiếu nói, có thể hay không giống như ta đoạt xá thân thể, sau đó thay vào đó, ký chủ não động rất lớn. Hệ thống nói, quân thường tiếu nói, ta không phải cũng là xuyên việt trọng sinh tới A, à, việc này đã trên người mình phát sinh, có lẽ người khác cũng có thể làm được nếu như giả dạ đế là đoạt xá trọng sinh lại không kế thường nguyên chủ nhân trí nhớ không biết huệ nhi cùng đồ nhĩ thôn thôn dân thì hợp tình hợp lý cùng lúc đó cũng rất tốt giải thích tại sao lại có thần phẩm phía trên tâm pháp bởi vì cái kia cũng không phải người khác truyền thụ mà chính là hắn nguyên bản mà mang tới hệ thống nói nói như vậy thì có một chút đạo lý quân thường tiếu tiếp tục nói và dạ tinh thần tại xử sự, sự phong cách phía trên rõ ràng không phải người đồng lứa so sánh được theo ta thấy hắn hẳn là không phải vượt qua đoạt xá mà chính là hệ thống nói, cường giả trọng sinh, không tệ, quân thường tiếu nói, hệ thống nói, cường giả trọng sinh tại loại cao đẳng vi diện như thế này, không phải không khả năng, thực quân thường tiếu hoài nghi không ngừng giả tinh thần một người, còn có hà vô địch, bởi vì tên này đồng dạng biểu hiện so người đồng lứa muốn lão luyện, càng tu luyện tốc độ quả thực quá dọa người, nếu như giả tinh thần thật là cường giả trọng sinh, hắn cùng bùi A Ngưu cũng là hai người, cùng Huệ Nhi tự nhiên cũng liền không thể nào. Hệ thống nói, ta hiện tại không có thể xác định, quân thường tiếu nói, cho nên hy vọng huệ nhi có thế càng chủ động điểm để tên kia nhịn không được hướng ta thẳng thắng, hệ thống trầm mặc giờ phút này nó rốt cuộc minh bạch tác hợp giả dạ tinh thần cùng huệ nhi càng giống tên này thiết kế tỉ mỉ một cái lòng bức bách đối phương chủ động thẳng thắng trong lòng bí mật theo mấy ngày qua nhìn giả dạ tinh thần tâm tình xác thực rất bực bội nói không chừng sẽ chủ động nói ra cầu một cái thanh tịnh nha ngươi không phải một mực đang tìm tòi tin vẫn đại lục tin tức sao quân thường tiếu nói có tìm được cùng giả dạ tinh thần có quan hệ cường giả hay không không có hệ thống nói tin vẫn đại lục họ giả rất kích cập các loại lịch sử văn hiến phía trên cũng không có giả tinh thần nhân vật này chẳng lẽ tên là giả quân thường tiếu nói có thể làm được trọng sinh cường giả chí ít cần gì tu vi khó mà nói hệ thống nói có ít người có lẽ cảnh giới không cao dưới cơ duyên xảo hợp bị xét đánh thì rất là kỳ lạ trọng sinh tại trên thân người khác đây quân thường tiếu sụp đổ nói ngươi đang nói ai quên hệ thống nói ngươi là bị xét đánh Má. quân thường tiếu nói đúng hệ thống nói tại trong lúc ta tìm kiếm, bao quát chúng sinh cửu đại vũ đế có một cái niên hiệu vì giả đế, giả đế, quân thường tiếu nói, cái này không phải thường gặp sao, hắn thấy giả đế, minh đế, thanh đế, xích đế những thứ này thì cùng tiêu sở long diệp tứ đại họ giống nhau là thường dùng nhất huyền huyễn cường giả xưng hào, là rất phổ biến, hệ thống nói, nhưng cái này giả đế đã vẫn là, ồ, quân thường tiếu có hứng thú, nói, chết như thế nào, lúc nào chết, chết mấy ngàn năm, chết như thế nào không có người biết. Hệ thống nói, quân thường tiếu nói, chết lâu như vậy, nếu như có thể trọng sinh, chỉ sợ sớm đã trọng sinh. Thú vị là, hệ thống nói, giả dạ đế có một người hồng nhan tri kỷ tên là Lăng Giao, tại hắn vẫn lạc sau đó không lâu liền phi thăng thượng giới. Quân thường tiếu không hứng thú tìm hiểu vũ đế phong lưu sử, mà chỉ nói, nhiều sư tập sưu tập, tìm tới cùng giả dạ tinh thần có quan hệ tin tức lập tức nói cho ta, xoát, lưu quan tại giữa bầu trời bay qua, một hơi hơn 10 dặm, bắt mạc châu, một cái gần bảy thành đều là sa mạc khu vực châu, vẹn vẹn một ngày thời gian, quân thường tiếu mang theo tiểu long long bay tới, rơi vào đưa mắt tất cả đều là cát vàng trong sa mạc, nơi này không khí cực khô ráo, mãnh liệt nhật quan bạo chiếu, phản phất đưa thân vào trong lò luyện, không người đâu, quân thường tiếu trên đường đi, cũng không thấy võ giả, dọc theo phương bắc hướng tiến lên ngàn dặm, sẽ có một cái tên là Hoàng Sa Thành Thành Trì, ký chủ nếu như muốn mua sắm khoáng thạch, có thể tới đó thử xem. Hệ thống nói, theo thăng cấp làm hai, không phiên bản, nó đối với tin vẫn đại lục nhận biết cũng là càng ngày càng toàn diện, cũng được quân thường tiếu tiếp tục phi hành xa xa nhìn thấy phía chính bắc bày biện ra mơ hồ kiến trúc hoàng sa thành thành tường mặc dù từ thạch đầu chế tạo nhưng lâu dài tiếp nhận các vàng bao phủ đã bị dắt lên một tầng ánh vàng rực rỡ áo vàng xoát quân thường tiếu rơi ở ngoài thành rất xa lựa chọn đi bộ mà đi hoàng sa thành rất lớn nhưng bởi vì hoàn cảnh duyên cớ ở lại bản địa cũng không có nhiều người toàn bộ thành trì lộ ra trống rỗng hắc mới vừa gia nhập thành trì một cái bọc lấy khăn trùng đầu dùng để phòng nắng trung niên nhân dáng tại góc tường nói lạ mắt rất là tới mua mua khoáng thạch sao, từng, ngươi đến không phải lúc, mấy cái đại tông môn bời vì mỏ quặng phát sinh xung đột, đều đánh nhỏ nửa năm, hiện trong thành mỗi cái khoáng thạch cửa hàng toàn ở vào đoạn hàng đóng cửa bên trong, hô. Linh niệm phóng thích, tràn ngập chỉnh tòa thành trì, quả nhiên, rất nhiều khoáng thạch cửa hàng cửa hàng toàn đóng cửa, quân thường tiếu khóe miệng co giật, tự mình đến bắt mạch châu mua sắm khoáng thạch, thế mà là không có hàng, bằng hữu, quân thường tiếu nói, thành trì khác có bán không? Hoàng Sa Thành là Bắc mạch Châu lớn nhất khoáng thạch chuyển vận điểm, nơi này không, hành trì khác cũng sẽ không nhiều. Trung niên nhân nói, chờ đi, chờ mấy cái đại tông môn phân ra thắng bại, khoáng thạch thị trường mới có thể khôi phục, muốn đánh bao lâu. Quân thường tiếu nói, trung niên nhân nói, mấy cái này tông môn thế lực lực lượng ngang nhau, dựa theo dĩ vãng giao thủ đến xem, ít nhất phải đánh 2-3 năm đi, 2-3 năm, hố cha đồ chơi A, à. quân thường tiếu nói, đều là những tông môn nào, trung niên nhân hảo tâm nói, bằng hữu, ta khuyên ngươi đừng nghe ngóng, nếu không rất dễ dàng họa từ trên trời rơi xuống, vù vù, nhưng vào lúc này, một cổ cẩn trọng khí thế tràn ngập mà đến, đem hắn triệt để trói buộc, chỉ thấy quân thường tiếu ánh mắt lạnh lẽo âm u nói, nếu như ngươi không nói cho ta, hiện tại thì họa từ trên trời rơi xuống, bắt mặt châu mỏ quặng, phần lớn đều bị các đại tông môn khống chế trong tay. Ngày thường mọi người nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau khai phát chính mình, nhưng đơn giản mặt ngoài bình tĩnh, có lúc hơi ma sát, thì sẽ diễn biến thành toàn bộ đánh nhau, cũng tỉ như nửa năm trước đi một cái tông môn khảo sát tiểu đội tìm được một chỗ quy mô nhỏ mỏ quặng, sau đó một cái khác tông môn tới nói là mình phát hiện ra trước, sau đó song phương trong nháy mắt triển khai đánh nhau, bắt đầu vẫn là chuyện nhỏ nhặt, nhưng người nào không biết chọn người, người nào không có điểm đồng minh, kết quả là, hai cái tông môn nhau nhau gọi điện thoại kêu người, theo quy mô nhỏ loạn đấu, trong nháy mắt diễn biến thành đại quy mô loạn đấu, theo ban ngành liên quan thống kê, lần này tham dự ẩu đã tông môn, nhiều đến 10 cái, mà lại tất cả đều là lấy kinh doanh mỏ quặng làm chủ. Bọn họ nửa năm này đều lao vào ẩu đả, sinh ý đều không làm, cho nên hoàng sa thành khoáng thạch cũng xuất hiện nghiêm trọng đoạn hàng. Đương nhiên, cũng có bên ngoài châu thực lực tới khuyên giải, hy vọng khôi phục khoáng thạch cung hóa. Nhưng bắt mạch châu tông môn cùng nơi này hoàn cảnh một dạng vô cùng táo bạo, không phân ra cái cao thấp thề không bỏ qua. Các ngươi đánh đầu rơi máu chảy cũng không có chuyện, nhưng quân tông chủ hiện tại nhu cầu cấp bách khoáng thạch cũng không thể đợi đến 2-3 năm, không được. Quân thường tiếu nói, ta phải đi khuyên can. Hệ thống nói, lấy ký chủ ẩn tàng thuộc tính đến xem, tám thành muốn làm một cái trình, giảo, kim, nhiều năm như vậy ở chung, nó đối quân tông chủ tính cách đã có hiểu biết phần lớn, ta cũng nhịn không được muốn nói, cùng một chỗ, hưu, quân thường tiếu thời gian đang gấp, trực tiếp theo hoàng sa thành cất cánh mà đi, phù phù, tên kia kém chút họa từ trên trời rơi xuống trung niên nhân trực tiếp co quắp trên mặt đất, ánh mắt nổi lên hoảng sợ nói, hắn hắn là vũ hoàng, oanh, oanh, một mảnh lõm cồn cát, mấy ngàn tên võ giả chính đang điên cùng giao thủ, theo trang phục đến xem, chí ít đến từ 10 cái khác biệt thế lực, hừ cùng các nơi xa cao điểm, đứng đấy mấy chục người bên trong, người lớn tuổi, theo thấu phát khí tức đến xem, đều tại vũ vương tầng thứ, thậm chí còn có một tên hoàng cấp, cầm đầu là tứ lưu thương sa tông tông chủ, tên là Phong Phi Sa, hừ, một lão giả cười lạnh nói, dám cùng ta thương sa tông đoạt mỏ quặng, cái này thừa phong môn có phải hay không ăn tim gấu gan báo, người này là thương sa tông thái trưởng lão, vốn là đang bế quan. Về sau tông môn cùng lấy thừa phong môn cầm đầu mấy cái cái thế lực đánh thật lâu không có phân ra thắng bại, cho nên cố ý xuất quan đến tương trợ, Tại bọn họ đối diện, đồng dạng cũng có một đám người, cầm đầu là thừa phong môn môn chủ, cái này tông môn vũ hoàng cấp cường giả cũng xuất quan, từ vừa mới bắt đầu đệ tử giao chiến, cho tới bây giờ kinh động hoàng cấp cường giả, bọn họ đây là thật đánh ra cảm tình đến, oanh, oanh, lõm cùng các mấy ngàn người vẫn đang kịch đấu, song phương chạy đi chạy lại đấu mấy chục chiêu, sau đó thở hồng hộc tách ra, cái này không biết thứ N lần giao thủ, tuy nhiên 10 cái tông môn mỗi người tổn thất không ít đệ tử, lại vẫn không phân thắng thua, từ lão quái, thương sa tông thái trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói người ta không bằng đỏ sức một phen ai thua người đó vứt bỏ mỏ quặng đánh rắm gọi từ lão quái thừa phong môn hoàng cấp cường giả nói cái kia mỏ quặng vốn chính là ta thừa phong môn phát hiện ra trước người thương sa tông muốn đi qua phá rối hay sao hừ thương sa tông thái trưởng lão thản nhiên nói cái này mỏ quặng ta thương sa tông trước tiên khảo sát đi ra ông nói ông có lý bà nói bà có lý không có cách nào chỉ có thể dùng quả đấm để nói chuyện từ lão quái thương sa tông thái trưởng lão thản nhiên nói người ta tranh luận cái này không có ý nghĩa, không bằng buông tay đánh một trận, tốt, từ lão quái trầm giọng nói, vậy liền đánh một trận, hưu, hưu, hai người không hẹn mà cùng bay ra ngoài, sau đó treo ở trên không, lẫn nhau đem cường thế khí tức tràn ngập ra, đến trợ uy tông môn võ giả, con mắt nhất thời sáng lên, hoàn cấp chiến đấu, cái kia cũng không thấy nhiều thân ở lõm cùng các mấy ngàn danh võ giả còn thừa cơ trở về mỗi người trận doanh dù sao loại tầng thứ này cường giả giao thủ rất dễ dàng sẽ bị vạ lây vù vù hai cổ cường thế hoàng cấp khí vực phản phất hai cái to lớn hung thú tại bầu trời đột nhiên đập vào khiến cho không gian dần dần bắt đầu vặn vẹo theo cục diện đến xem hai người thực lực lực lượng ngang nhau nếu như cứ như vậy tiếp tục đấu không liều cái năm ba ngày rất khó phân ra thắng bại tới giống nhau thực lực cường giả một khi đánh lên tràn diện cố nhiên đặc sắc nhưng cũng quá tốn thời gian có ghi chép năm đó hai tên vũ thánh giao thủ đánh hơn mấy chục năm đến mức hai người nhi tử nhi nữ không ngại bất hòa kết thành một đôi cũng đều con cháu đầy nhà vù vù ký vực còn đang phóng thích, còn đang nghiền ép không gian. Từ lão quái, thương sa tông thái trưởng lão lạnh lùng nói, những năm nay, ngươi tu vi không có gì tăng tiến đây. Hừ, từ lão quái kinh thường nói, cũng vậy. Thương sa tông thái trưởng lão nâng tay lên, nói, lão phu những năm nay thủy chung tại lĩnh hội mạng thiên hoàng sa trưởng, bây giờ đã lĩnh ngộ cực hạn, liền để ngươi kiến thức một chút vi lực. Mạng thiên hoàng sa trưởng, ta thiên, đây chính là thánh phẩm võ học. Mọi người hoảng sợ nói, từ quái lão cười lạnh, nói vừa tốt lão phu cũng đem thập phương la sát quyền lĩnh ngộ cực hạn ngày hôm nay liền bắt ngươi đi thử một chút tay lại là thánh phẩm võ học hai tên vũ hoàng đều thi triển ra thánh phẩm vũ kỹ đây là muốn làm thật a à, rút lui rút lui rất nhiều võ giả sợ bị tác động đến nhao nhao hướng lui về phía sau mấy trăm trượng nhưng vào lúc này thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái ăn ý thu hồi khí vực quanh thân bị cẩn trọng linh năng tràn ngập vù vù trong lúc nhất thời cùng bạo linh năng tràn ngập bốn phía mấy ngàn trượng cũng cuốn lên lăn lộn các vàng có thể nói già thiên tế nhật, mạng thiên hoàng sa trưởng, thập phương la sát quyền, hai tiếng cứng cấp âm thanh tại vàng trong các vang lên, toàn bộ không gian phản phất đều muốn bị chấn vỡ, vù vù, trốn đến đủ xa võ giả nhau nhau ngẩng đầu, chỉ thấy tại cái kia đầy trời tràn ngập các bụi bên trong, một đầu to lớn giết người trong nháy mắt hội tụ, sau đó đột nhiên dơ lên bàn tay đè xuống, cùng lúc đó, ở phía dưới bày biện ra ánh sáng, một cái ánh vàng rực rỡ quyền đầu nên đón, tạch tạch tạch. Không gian tại hai loại thánh phẩm võ học lộng hành quấy rối hạ, trong nháy mắt chấn vỡ đi ra, rất nhiều võ giả nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, thậm chí có thể tưởng tượng hai loại chí cường vũ kỹ đập vào phía dưới, khẳng định sẽ mang đến cực trung động hình ảnh, chờ chút, đó là cái gì? Rất nhiều vũ vương đột nhiên phát hiện, tại trưởng ấn cùng quyền ấn khu vực trung ương, trống rỗng xuất hiện một tên thân mặc áo trắng người trẻ tuổi, ách, à, đây là ai a? À? Hắn làm sao lại xuất hiện tại khu vực giao chiến? Ừm, thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái cũng phát hiện có người xuất hiện, nhưng giờ phút này vũ kỹ đã triệt để phóng thích, tên đã trên dây không phát không được vù vù. Hai cổ không đồng lực lượng, theo trên dưới áp qua đến, hình thành trùng kích lực, vẫn đang trùng kích không gian bích lũy, xoát, nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện áo trắng nam tử, mở ra hai tay, tay trái chỉ đón lấy người các bàn tay, hữu trưởng đón lấy quyền ấn, bành, bành, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, xem chiến vũ giả trong mắt kém chút trừng ra ngoài, bởi vì cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng tay phải chỉ nhẹ nhàng chống đỡ người các bàn tay, bàn tay trái vững vàng tiếp được quyền ấn, hai cổ mạnh mẽ lực lượng ở bên người điên cùng tùy ý, mà hắn lại là bình yên vô sự, làm sao có thể, thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái mắt trợn tròn, chính mình đau khổ lĩnh hội tuyệt học, lại bị tên này tùy tiện tiếp được, không thể chịu đựng nhất là, tại khu vực cùng phong gào thét, đối phương kiểu tóc thủy chung không có tán loạn, tựa như dùng bút vẽ lên, vù vù. Nhưng vào lúc này, áo trắng nam tử hai tay tràn ngập cường thế linh năng, hóa thành lưới lớn đem người các liên kết với quyền ấn toàn bộ bao phủ, bành, bành, lực lượng co vào, truyền đến bạo hưởng mà cái kia trưởng ấn cùng quyền ấn trong nháy mắt bị bóp vỡ nát hai vị áo trắng nam tử nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hai khiết trăng trắng nói cho quân mổ một bộ mặt đừng đánh thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái mặc dù chỉ là nhất phẩm vũ hoàng tần thứ nhưng thi triển ra vũ kỹ uy lực vẫn là tương đối nổ tung đột nhiên xuất hiện người áo trắng không chỉ có tùy tiện tiếp được còn nhẹ dễ dàng đem bóp nát đây là thật là cường hãn đúng vậy làm ra như thế tiện khí trùng thiên sự việc khẳng định là chúng ta vạn cổ tông tông chủ quân cẩu thẳng hắn lấy thời gian nhanh nhất đuổi tới ẩu đã hiện trường, vừa tốt, thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái đang chuẩn bị giao thủ, mới đầu, quân tông chủ tính toán đợi hai người đánh xong lại xuất hiện, nhưng nhìn thấy hội tụ vũ kỹ uy lực không tệ, liền lâm thời quyết định, đến kiểm tra một chút chính mình thực lực, tông môn máy khảo nghiệm, đã không cách nào thỏa mãn quân tìm đường chết, hắn cần kích thích hơn, chỉ tiết, hai tên nhất phẩm vũ hoàng ngưng tụ thánh phẩm vũ kỹ, thật là không có lực sát thương gì, ai, thật thất vọng a à? phốc, Chiêu thức bị phá mang đến phản vệ, để thương xa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái lúc trước thổ huyết ánh mắt nổi lên hải nhiên người trẻ tuổi kia có thể tùy ý tiếp chiêu cũng phá chiêu thực lực khẳng định rất mạnh hai vị quân thường tiếu nói cho quân mổ một bộ mặt được hay không dưới tình huống bình thường tính cách táo bạo bắt mặt châu võ giả khẳng định sẽ nói tiểu tử ngươi là cái gì rễ hành vì sao phải cho ngươi mặt mũi hiện tại không giống quân tông chủ tùy tiện phá mất hai tên hoàng cấp cường giả chiêu thức trung động thật sâu mọi người mặt mũi này phải cho từ lão quái đè ép thể nội sôi trào huyết dịch, nói, các hạ người nào, vạn cổ tông tông chủ. Quân thường tiếu nói, lại nói tuy nhiên bình bình đạm đạm, lại thấu phát rất cường liệt trang bức khí tức, trực tiếp vượt trên bắc mạc châu hoang vu, đây chính là mạnh nhất trang bức cảnh giới, không nghĩ tới trang bức, nhưng bức khí như trong núi rừng tối om đong đóng như thế rõ ràng, như thế xuất chúng, từ lão quái thần sắc khẽ giật mình, nói, ngươi là quân thường tiếu, không tệ, quân thường tiếu cười càng rực rỡ, như thế nơi hẻo lánh cũng có người nghe nói qua chính mình, thật tràn đầy cảm giác thành tựu thì ra là quân tông chủ thương sa tông thái trưởng lão chắp tay nói thất kính thất kính theo trong ánh mắt của hắn có thể rõ ràng nhìn ra tuyệt không là đang nói nhảm một đống mà chính là thật rất kính nể vạn cổ tông gần nhất chiến thắng bách hợp thánh tông cái kia tây nam dương châu tam giáp tông môn hắn làm sao lại tại bắc mạch châu đi khiêu chiến bách hợp thánh tông cũng treo lên đánh đông hạo châu các đại tông môn đệ tử sự việc sớm tại đại lục truyền ra dù là bắc mạch châu võ giả cũng đã được nghe nói chư vị quân thường tiếu nói không phải liền là một cái mỏ quặng A, không cần thiết nháo đến loại tình trạng này, mọi người hòa hòa khí khí ngồi xuống nói chuyện tốt bao nhiêu, nói, người rơi vào cùng các cao điểm, hắn là tới khuyên cái, cũng là tới làm người giảng hòa, thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái nể tình, nhau nhau bay rơi xuống, nhưng lẫn nhau ai cũng không xem ai liếc một chút, nếu như không phải quân thường tiếu xuất hiện, hai người khẳng định phải thật tốt phân ra thắng bại, quân thường tiếu nói, trên đời này không có không giải quyết được vấn đề, nếu có, vậy liền tại trên bàn rượu thật tốt nói, soát. Xoát, đất cắt phía trên trống rỗng xuất hiện cái bàn, cái ghế, còn có vài hũ rượu, hoang vu trong sa mạc nâng chén uống, lại sướng lên một khúc sa mạc lạc đà, thật rất tiêu diêu tự tại, mời ngồi, quân thường tiếu khoát tay nói, thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái khóe miệng hơi rút, lại cũng chỉ có thế ngồi xuống, quân tông chủ, từ lão quái nói, người đến Bắc mặt Châu có chuyện gì quan trọng, hắn tuyệt sẽ không cho là, tên này theo Tây Nam Dương Châu tới nơi này chính là vì khuyên can, quân thường tiếu mở ra nắp bình, một người cho bọn hắn một vò rượu, nói, trước nếm thử ta tây nam dương châu đặc sản mỹ tửu tên này đến cùng diễn xuất cốt a thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái tuy nhiên phiền muộn nhưng cũng bởi vì kiên kỵ quân thường tiếu thực lực chỉ có thể giả vờ nâng lên chén rượu uống hai vị quân thường tiếu nói giữa các ngươi mâu thuẫn nguồn gốc từ tại mỏ quặng nếu như đem nó cho bổn tọa hết thảy vấn đề thì giải quyết dễ dàng Phốt, Phốt, thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái trực tiếp phun rượu mà ra đem mỏ quặng cho hắn sao không bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai quân tông chủ từ lão quái khóe miệng co giật nói, mời đừng nói giỡn, từng ực, ừ. quân thường tiếu uống một hớp rượu, lấy vô cùng nghiêm túc bộ dáng nói, bổn tọa rất nghiêm túc, hắn cần khoáng thạch, đi khoáng thạch cửa hàng mua sắm, không bằng theo mỏ quặng đào, nhưng là, như thế mặt dày mày dạng để người ta đem mỏ quặng cho mình, cũng quá không biết xấu hổ đi, hệ thống đã tập mãi thành thói quen, đều chẳng muốn đậu đen rau muốn, quân tông chủ, thương sa tông thái trưởng lão trầm giọng nói, người cái này thì có chút quá mức. Bắt mặt châu tông môn tiến tới là mỏ quặng đến phát tài, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau, làm sao có thể chấp tay nhường cho người. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu nói, bổn tọa sẽ không lấy không, nguyện ý thanh toán hai tông một khoản phí dụng. Thương Sa tông thái trưởng lão cùng Từ lão quái nghe vậy, ánh mắt nhất thời ôn hòa, kẻ này thực lực rất mạnh, bọn họ khẳng định không nguyện ý trêu chọc, nếu như cho ngang nhau mặt hàng tiền, vẫn là có thể tiếp nhận. Quân tông chủ, Từ lão quái nói, ngươi tính toán cho bao nhiêu? Vậy phải xem là cái gì mỏ quặng, có bao nhiêu lượng. Quân Thường Tiếu nói, Từ lão quái nói Căn cứ ta tông đệ tử sơ bộ khảo sát, đây cũng là sa điêu thạch mỏ quặng, có chừng 300.000 cân lượng. Sa điêu thạch, vừa lúc là luyện chế trang bị cần thiết phẩm một trong. Chân dương kiếm, xuyên vân đao cùng huyền thiết thuẫn tài liệu luyện chế rất nhiều, bên trong đều có sa điêu thạch. Vật này tại Tây Nam Dương Châu có chút hiếm thấy, chủ yếu dựa vào theo Bắc mạch Châu đưa vào. Hai vị, quân thường tiếu nói, sa điêu thạch giá thị trường là bao nhiêu? Vạn lượng một cân, vạn lượng, quân thường tiếu khóe miệng hơi rút. Cái này muốn theo lấy giá thị trường mua xuống mỏ quặng, đến hoa ba tỷ đương nhiên thương sa tông thái trưởng lão nói quân tông chủ muốn mua xuống tòa này mỏ quặng chắc chắn sẽ không theo lấy giá thị trường muốn coi trọng quân thường tiếu nói hai vị mời cho thống khoái giá cái này thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái hai mặt nhìn nhau hiển nhiên tại tiền phương diện hai người mâu thuẫn trong nháy mắt tựa như hóa giải hai cái tông môn vì mỏ quặng không ai phục ai tiếp tục như vậy chung quy không phải biện pháp còn không bằng đều thối lui một bộ đem mỏ quặng bán cho quân thường tiếu sau đó đem tiền chia đều đã quân tông chủ nghĩ như vậy muốn, thì cho một tỷ đi. Từ lão quái nói, không tệ, thương sa tông trưởng lão đồng ý nói, 300.000 cân sa điêu thạch mỏ quặng, chào giá một tỷ thật không quý, chủ yếu vẫn là xem ở quân thường tiếu thực lực cường hãn, lại là vạn cổ tông tông chủ, đổi lại tông môn khác, không có 1.5 tỷ tuyệt đối cầm không đi, quý, quý, thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái khóe miệng co giật, quân tông chủ, một tỷ một cái mỏ quặng, chúng ta đã rất nể mặt ngươi, như vậy đi. Quân thường tiếu giơ lên một cái ngón tay, nói, bổn tọa cho các ngươi 10 ngàn, xoát, thương sa tông thái trưởng lão đứng dậy, ép không được tính tình táo bạo, cả giận nói, quân tông chủ, ngươi đây là đang đuổi ăn mày, từ lão quái sắc mặt cũng âm trầm xuống, một vạn lượng mua sa điêu thạch mỏ quặng, đây là xem mình ngu ngốc mà đùa giỡn, đừng hiểu lầm, quân thường tiếu hai tay hợp lại cùng nhau, đặt trên bàn, nói, bổn tọa nói một ắc không là bạc, mà chính là 10 ngàn khỏa thiên nhiên linh thạch, một vạn lượng mua một cái mỏ quặng. Thương sa tông thái trưởng lão cùng từ lão quái cho rằng đây là tại vũ nhục chính mình ai quy nhưng làm quân thường tiếu giải thích một vạn lượng cũng không phải là bạc mà chính là mười ngàn khỏa thiên nhiên linh thạch về sau chính là nhao nhao trừng to mắt quân tông chủ từ lão quái coi là nghe lầm nói ngươi nói là không tệ quân thường tiếu nói mười ngàn khỏa thiên nhiên linh thạch cái này bình bình đạm đạm ngôn ngữ bộc lộ ra muốn đánh hắn giả bức khí tức từ lão quái cùng thương sa tông thái trưởng lão sắc mặt lên biến hóa sau đó lẫn nhau nhìn một chút mười ngàn khỏa thiên nhiên linh thạch cũng không nhiều nhưng nếu như bàn về giá trị xa cao hơn nhiều mười ngàn khỏa nhân công linh thạch còn phương diện giá tiền. Tại tinh vẫn đại lục, không ai dám tùy tiện cầm thiên nhiên linh thạch làm giao dịch tiền tệ dùng, bởi vì cái này thật sự là trong tu luyện quý giá nhất võ đạo tư nguyên, một khỏa nhân công linh thạch giá cả tại một chừng vạn lượng, thiên nhiên linh thạch tại hiệu quả phía trên là trước mặt rất nhiều lần, cũng có thể ước chừng tính ra ra giá bao nhiêu, hai vị, quân thường tiếu nói, bổn tọa không thích bút tích, các ngươi nếu như cảm thấy phù hợp, nhanh đạt thành hiệp nghị, phù hợp, phù hợp, từ lão quái cùng thương xa tông thái trưởng lão trăm miệng một lời hai người đều là hoàng cấp tầng thứ cường giả, tự nhiên biết thiên nhiên linh thạch giá trị xa cao hơn nhiều tiền tài, sắp xếp hiệp nghị đi, cùng ngã thượng nghệ làm ăn làm nhiều, quân tông chủ cũng đi chính quy trình tự, từ lão quái cùng thương sa tông thái trưởng lão đều là sinh ý trên trận lão nhân, rất nhanh lấy ra trang giấy bắt đầu viết mua bán hợp đồng, xoát, xoát, quân thường tiếu quan ra hai mai không gian giới chỉ, nói, vì ngăn ngừa hai vị tại phân phối phía trên nổi tranh chấp, bổn tọa tự tiện chủ trương, một người năm nghìn khỏa thiên nhiên linh thạch, từ lão quái cùng thương sa tông thái trưởng lão tự nhiên không thèm để ý tiếp nhận giới chỉ về sau đem ý niệm dung nhập bên trong xác định bên trong thả năm nghìn khỏa linh thạch là thanh thuần liền vui vẻ ký tên đồng ý như thế điểm linh thạch cũng có thể làm cho hai tên vũ hoàng không kìm được vui mừng vạn cổ tông trên dưới ngẫu nhiên có thể nhận lấy số lượng nhất định tới tu luyện đó là cỡ nào để thế nhân hâm mộ nói thật vạn cổ tông có thế tại trong mấy năm ngắn ngủi cuộc khởi thiết quốc sơn bên trong phát hiện linh thạch quán mạch đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng nếu không chỉ dựa vào tụ linh trận chờ võ đạo công trình, rất khó đạt cho tới bây giờ thành tựu." Quân tông chủ, Từ lão quái chỉ phía trước nói, mỏ quặng ngay tại mấy chục dặm bên ngoài." Từng, Quân Thường Tiếu gật đầu, tại đi vào phiến khu vực này, hắn liền đã sớm bắt được mỏ quặng tồn tại, hai vị." Quân Thường Tiếu nói, "Xin ý đạt thành, các ngươi cũng không cần thiết làm to chuyện, không bằng đều trở về đi." Quân tông chủ, Thương Sa tông thái trưởng lão cùng Từ lão quái nhau nhau đứng dậy, chắp tay nói, "Chúng ta trước hết cáo từ, không tiễn." Quân Thường Tiếu nói, rất nhanh thương sa tông cùng thừa phong môn liền dẫn đệ tử cùng trợ thủ rời đi trên đường khẳng định cũng sẽ nghị luận cái này vạn cổ tông tông chủ theo tây nam dương châu đi vào bắc mạc châu lại là cầm thiên nhiên linh thạch mua sắm mỏ quặng có tiền thật sự là tùy hứng a nguyên bản bầu không khí túc sát khu vực theo các đại tông môn võ giả rời đi dần dần khôi phục như cũ bình tĩnh chật chật hệ thống nói rất khó tưởng tượng ký chủ hội cầm cung cấp giá trị tư nguyên tới mua mỏ quặng không phải vậy đâu quân thường tiếu nói hệ thống nói ta còn tưởng rằng ký chủ hội bằng lấy thực lực, để bọn hắn cam tâm tình nguyện miễn phí phụng hiến mỏ quặng, ta cũng cân nhắc qua, quân thường tiếu lắc đầu nói, chỉ là làm như vậy hậu quả, cũng là đưa tới càng nhiều phiền phức, lấy hắn hiện tại kiếm vũ song hoàng thực lực, uy hiếp hai cái tông môn từ bỏ mỏ quặng, cũng không phải là không có khả năng, nhưng tương tự hội kết thù kết quán bắt mạch châu, bốn phía gây thù hằn, nhưng là không phải cử chỉ sáng suốt, hệ thống cảm khái nói, ký chủ lớn lên, cũng hiểu chuyện, xác thực nói, quân thường tiếu nói, ta có tiền, lời nói này để hệ thống không phản bác được. Ngươi có tiền, ngươi trâu bò, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Xoát, quân thường tiếu đứng dậy mà bay, rơi vào mấy chục dặm bên ngoài cái kia vừa mới đã thông mỏ quặng cửa vào trước, có đại lượng sa điêu thạch, lại tìm được hắn khoáng thạch, liền có thể sản xuất hàng loạt các loại vũ khí trang bị. Một bên nỉ non, vừa đi nhập mỏ quặng, mỏ quặng rất sâu, ước chừng hướng xuống đi tới mấy trăm trượng, mới nhìn đến từng khối sa điêu thạch khảm nạm tại trên vách động. Nếu như không phải bắt mặt châu có đầy đủ chuyên nghiệp khảo sát nhân viên, dù là cực mạnh linh niệm cũng không có khả năng phát hiện địa xuống tồn tại khoáng thạch xoát xoát quân thường tiếu linh niệm phóng thích phản phất hóa thành từng con đại thủ nhẹ nhàng bóc ra sa điêu thạch sau đó thu nhập không gian giới chỉ đào quán là lành nghề dù là thân là kiếm vũ song hoàng quân thường tiếu cũng không nên tùy ý làm cho nên trọn vẹn hao phí mấy ngày trong động mấy chục vạn cân sa điêu thạch mới bị toàn đào sạch sẽ từng coi như quân thường tiếu chuẩn bị vứt bỏ hố lúc đột nhiên phát hiện hầm mỏ tận cùng dưới đáy bày biện ra một loại ẩn chứa ba loại nhan sắc khoáng thạch tam sắc thạch. Hệ thống nói, quân thường tiếu thuận tay móc ra, phía dưới còn có rất nhiều, sau đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái này trong mỏ quặng không chỉ một loại khoáng thạch. Hệ thống nói, bắt mặt châu lòng đất khoáng thạch cực phong phú giàu, xuất hiện loại này một cái đường hầm có bao nhiêu loại khoáng thạch sự việc ngược lại cũng không kỳ lạ. Quân thường tiếu cười rộ lên, 10.000 khỏa thiên nhiên linh thạch mua xuống hai loại khoáng thạch mỏ quặng, giống như cũng không là quá thua thiệt đây, tam sắc thạch là thánh phẩm tầng thứ. Hệ thống, thánh phẩm, quân thường tiếu ánh mắt sáng lên, nói, vậy khẳng định kiếm bổn phát tuy nhiên tam sắc thạch cũng không phải là chân dương kiếm chờ trang bị cần thiết tài liệu luyện chế nhưng đạt tới thánh phẩm tầng thứ cũng là phi thường cao khoáng thạch đào quân thường tiếu tiếp tục khai thác ba ngày sau trọn vẹn đào ra 50.000 cân tam sắc thạch vốn cho rằng cứ như vậy kết thúc nhưng là quân thường tiếu ôm may mắn tâm tính tiếp tục hướng xuống phương cùng hai bên trái phải khai thác kết quả lại tìm đến mấy loại khác biệt phẩm chất khoáng thạch bên trong còn có một loại vừa tốt cùng luyện chế trang bị bắt cặp khoáng thạch hệ thống nói hai đại tông môn chắc không nghĩ tới, cái này giống như rất nhỏ mỏ quặng, trên thực tế còn che giấu rất nhiều khác biệt khoáng thạch, nếu như bọn hắn nghĩ đến, ta sao lại chỉ dựa vào 10.000 khỏa linh thạch thì đem cái này tiện nghi nhặt được đây. Quân thường tiếu nói, chủ yếu vẫn là sa điêu thạch tại phía trên nhất, thành công che giấu hắn khoáng thạch khí tức, hai cái tông môn khảo sát đội cũng không có khảo sát ra còn có hắn khác biệt chủng loại, một cái tiểu hình mỏ quặng, kỳ thực tối giấu huyền cơ, quân tông chủ cũng coi như nhặt được tiện nghi, lại qua mấy ngày, cái này tiểu hình mỏ quặng bị triệt để đào rỗng quân thường tiếu lại ý đồ tìm một lát xác định không có khoáng thạch tồn tại liền vẫn chưa thỏa mãn trời đi đi qua một phen kiểm kê tại trong khoáng mạch hết thảy thu hoạch được 6 loại khoáng thạch số lượng nhiều nhất vẫn là sa điêu thạch hắn khoáng thạch cũng đều tại năm sáu vạn cân hai bên tam sắc thạch tầng thứ cao nhất nếu như cầm lấy đi mua có thể trực tiếp lấy về quân tông chủ 10.000 khỏa thiên nhiên linh thạch tổn thất đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không bán đi có lẽ về sau soát ra trang bị cách điều chế cần loại này thánh phẩm tầng thứ khoáng thạch đây nửa tháng đi ra đường hầm về sau quân thường tiếu mò sờ cầm nói lúc trước ẩu đã tông môn cũng đã khôi phục khoáng thạch cung cấp có thể lại đi hoàng sa thành nhìn một chút hưu vận chuyển phi hành thuộc lực lấy tốc độ nhanh nhất tiến về hoàng sa thành quân thường tiếu lần đầu tiên tới hoàng sa thành lúc nội thành võ giả rất ít trên đường cái phủ đầy các vàng phản phất một tòa hoang phế cổ thành khi hắn lần thứ hai đi vào chủ nhai phía trên có rất nhiều thân xuyên khác biệt trang phục võ giả hành tại bên trong đóng cửa khoáng thạch cửa hàng từ lâu kín người hết chỗ thương sa tông cùng thừa phong môn đấu lâu như vậy đến mức toàn bộ khoáng thạch ngành nghề nhận kéo dài theo mà tiến vào trạng thái tê liệt bây giờ đã hóa giải mâu thuẫn tự nhiên muốn bắt đầu bình thường buôn bán đến từ châu khác quận thế lực thủy chung ở vào thiếu hàng biết được hết thảy khôi phục khẳng định tận hết sức lực mua sắm mỗi một cái khoáng thạch cửa hàng đều hội tụ đến từ châu khác quận thế lực bọn họ chính tại cò kè mặt cả tranh đến cũng là mặt đỏ tới mang tai không biết rõ tình hình còn tưởng rằng muốn phát sinh mâu thuẫn tùy thời đến tràn toàn vũ hành đây, thật náo nhiệt, quân thường tiếu đứng ở một nhà khoáng thạch cửa hàng, còn chưa đi hợp thời, bên cạnh người qua đường nhao nhao quăng tới xem thường ánh mắt, quân thường tiếu vội vã đến hoàng sa thành mua sắm khoáng thạch, cũng không có chú ý dáng vẻ, giờ phút này đầy người bụi đất, chợt nhìn tựa như thợ mỏ, thực cũng là thợ mỏ, dù sao một mình đào nửa tháng mỏ, trên thế giới này, thợ mỏ cùng người hầu nha hoàng một dạng thuộc về hạ cửu đẳng tồn tại, đột nhiên xuất hiện tại cấp cao phố thương mại, tự nhiên miễn không bị bài xích quân thường tiếu cũng không thèm để ý người khác ánh mắt ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào khoáng thạch cửa hàng ha ha cái này nho nhỏ thợ mỏ vẫn rất ra vẻ trong lòng mọi người nói thầm chưởng quỷ tiến vào khoáng thạch cửa hàng về sau quân thường tiếu xuất ra tài liệu liệt biểu nói những quán thạch này quý điếm có sao chưởng quỷ ngẩng đầu nhìn liếc một chút nói có hay không chính ngươi sẽ không nhìn cửa hàng vừa mở không bao lâu các châu quận đến mua sắm vỏ giả lại quá nhiều thật là bận biểu túi bụi tự nhiên khó có thể để ý tới này chủng loại giống như thợ mỏ khách nhân quả nhiên người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Quân tông chủ nếu như thay đổi thể thể diện diện y phục, lại dùng ma đổi keo xịt tóc lấy mái tóc chỉnh trơn sang sáng, đứng ở phía kia khẳng định bị nhận định là đại gia tộc đi ra xa xỉ công tử ca. Tốt a, à, quân thường tiếu tại trong tiệm chính mình tìm ra được. Kệ hàng phía trên sắp xếp rất nhiều khác biệt phẩm chất khoáng thạch, bên trong cũng là có chính mình cần. Chưởng quỷ, quân thường tiếu cầm lấy một khối khoáng thạch, dò hỏi, loại này khoáng thạch có bao nhiêu? Chưởng quỷ nói, hết thảy có 20 ngàn cân, 20 ngàn cân vẫn được quân thường tiếu mò sờ cầm, nói, ta muốn hết, lời nói này rất vang dội, ở hiện trường chọn lựa khoáng thạch các châu quận võ giả đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, muốn hết, mọi người thấy đi qua, ánh mắt phát ra ý tứ tựa như là đang nói, anh em, cái này khoáng thạch tầng thứ cũng không thấp, ngươi có thế mua được sao, tiểu tử, nhưng vào lúc này, vừa mới tiến đến một tên nam tử, nói, cái này 20.000 cân linh tinh thạch, ta xếp hỏa tông toàn bao, xích hỏa tông, trong tiệm võ giả ánh mắt nhất thời dân lên kính ý. Xích Hỏa Tông là Tây Bắc Hạ Châu một cái tứ lưu tông môn, chỉnh thể thực lực cùng Thương Sa Tông không khác gì nhiều, nghe nói cùng Nhị Lưu Xích Viêm Thánh Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, thôi trưởng lão, trưởng quỷ vội vàng đi ra quầy hàng, hết sức tươi cười nói, ngươi làm sao có rảnh tự mình đến mua sắm khoáng thạch đây, từ trước tới giờ không lạnh không nhạt đến vui vẻ ra mặt, trở mặt tốc độ có thể nói siêu nhanh. Quân Thường Tiếu im lặng, cái này mẹ nó, cũng quá hiện thực đi, thật có lỗi. Quân Thường Tiếu nói, linh tinh thạch là ta trước nhìn lên, ngươi muốn mua đi nhà khác tính sau đi tiểu tử này vẫn rất vênh váo a à. xích hỏa tông thôi trưởng lão sắc mặt nhất thời âm trầm xuống nếu như đổi lại tông môn khác thế lực hắn có thể sẽ nhượng bộ nhưng một cái vô cùng bẩn thợ mỏ đã vậy còn quá không phối hợp thật là có chút không nhẫn được vị khách nhân này trưởng quỷ nói ta cửa hàng cùng xích hỏa tông có hợp đồng bất luận cái gì khoáng thạch đều có ưu tiên quyền mua quân thường tiếu nói đã như vậy vì sao muốn đem khoáng thạch bày ra bán cái này đừng giải thích quân thường tiếu nói đã bày ở kệ hàng bên trên cũng là mặt hướng mọi người liền muốn giảng một cái trước tới lại nói, linh tinh thạch là luyện chế trang bị cần thiết phẩm một trong, hắn sẽ không nhượng bộ, tiểu tử, thôi trưởng lão trầm giọng nói, ngươi là đang tìm việc sao, ta kiếm chuyện, quân thường tiếu nhúng nhúng vai nói, chư vị, các ngươi phân xử, đến cùng người nào đang tìm việc, mọi người khóe miệng hơi rút, khoáng thạch cửa hàng cùng xích hỏa tông định ra ưu tiên quyền mua sự việc, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới đây là trưởng quỷ nói nhảm, mục đích cũng là đem khoáng thạch bán cho thôi trưởng lão, lý luận tới nói, cái này vô cùng bẩn gia hỏa tới trước, đồ, vật bán cho hắn hợp lý, nhưng là cùng một cái tứ lưu tông môn đoạt khoáng thạch, không phải hoa thức tìm đường chết sao, tiểu tử, thôi trưởng lão mặt âm trầm nói, ngươi đến từ môn phái nào, dám cùng mình cứng rắn, hắn lo lắng tên này lai lịch không tầm thường, cho nên sớm hỏi ý kiến hỏi rõ ràng, quân thường tiếu như là cũng nhìn ra hắn dụng ý, cũng không có báo lên vạn cổ tông danh hào, mà chính là thản nhiên nói, không môn không phái, một giới tán tu, thôi trưởng lão chỉ ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói, lăng, một chữ nói ra. Vũ Vương khí tức nhất thời tràn ngập ra, khoáng thạch trong tiệm nhất thời tràn ngập ngay nắng nghiêm nghị thôi trưởng lão bất giận bất giận trưởng quỷ vội vàng trấn an tâm tình sau đó nhìn về phía quân thường tiếu thúc giục nói vị khách nhân này còn không mau mau rời đi quân thường tiếu nói đem những này linh tinh thạch bán cho ta ta lập tức đi ngay tiểu tử thôi trưởng lão lãnh đạm nói ngươi đây là tại khiêu chiến ta tính khí vù vù vũ vương khí tức bạo phát mãnh liệt hơn trong tiệm võ tông tầng thứ khách nhân bị lộng hành quấy rối tâm thần run rẩy trưởng quỷ sợ thôi trưởng lão động lên thật sự đến sẽ phá hư cửa hàng sau đó vội vàng nói, vị khách nhân này, ngươi như không đi nữa, trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi, khách trưởng quỷ, thôi trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, xin hãy chuẩn bị linh tinh thạch đi, tốt tốt, trưởng quỷ nói, ta lúc này liền đi, chờ một chút, quân thường tiếu ngăn trở cản lại, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn về phía thôi trưởng lão, nói, những quán thạch này là ta trước nhìn lên, ngươi dám cầm một khỏa thử một chút, hắc, tiểu tử này là đang uy hiếp xích hỏa tông trưởng lão sao, có đảm lượng, thôi trưởng lão cười lạnh vung tay lên, vũ vương khí tức lan tràn ra, bao khỏa kệ hàng lên linh tinh thạch, sau đó đem kéo qua tới, thử một chút thì thử một chút, thật làm như ta không dám, bành, tiếng đổ vang truyền đến, một cổ mắt trần có thể thấy liên y. Theo khoáng thạch cửa hàng trong nháy mắt bạo phát đi ra, đi ngang qua võ giả hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí lão đảo đặt mông ngồi dưới đất, tình huống như thế nào, mọi người ổn định tâm thần, vội vàng nhìn về phía khoáng thạch cửa hàng, trong tiệm, quân thường tiếu đứng tại thôi trước mặt trưởng lão, nắm tay phải đánh vào bộ ngực hắn bên trên, ngươi, thôi trưởng lão hai mắt trợn trừng, ở ngực truyền đến đau đớn lộng hành quấy rối thức hải căn bản là không có cách để hắn hữu hiệu tổ chức lời nói phù phù thân thể trực câu câu nằm xuống ánh mắt dần dần tan rã thử một chút thì tạ thế thôi trưởng lão trưởng quỷ ánh mắt hiện ra hải nhiên nói chết chết thiên tên này đem xích hỏa tông trưởng lão cho giết trong tiệm võ giả nhao nhao kinh hô quân thường tiếu thu hồi quyền ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng trưởng quỷ nói những thứ này linh tinh thạch ta muốn hết ngươi đến cùng bán là không bán phù phù Chưởng quỹ bị hoảng sợ co quắp trên mặt đất, theo không gian giới chỉ lấy ra một vật, âm thanh run rẩy nói, "Tông. Tông chủ, trong tiệm xảy ra việc lớn, ngài nhanh dẫn người tới a." Cùng hai đại tông môn hoàng cấp cường giả ngồi xuống nói chuyện, dùng tiền mua xuống mỏ quặng, nói rõ quân thường tiếu cũng không thích dùng bạo lực giải quyết hết thảy, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn trung thực, Xích Hỏa Tông thôi trưởng lão ngang tay trước tới lại nói, "Nhất định phải ỷ vào thân phận mạnh mua chính mình coi trọng khoáng thạch, vậy cũng chỉ có thể đem hung tàn một mặt bạo lộ ra, nói thật ra từ đầu đến cuối, đều là thôi trưởng lão tại khiêu chiến quân thường tiếu tính khí, trên trời dưới đất không ai có thể cứu, cũng là vô cùng chính xác cách, chỉ là, cứu không phải thôi trưởng lão, hắn muốn thử một chút, muốn cầm linh tinh thạch, chỉ có thể lập tức tạ thế, quân thường tiếu xuất thủ quá trình, ở hiện trường võ giả căn bản là không có nhìn thấy, bởi vì thật là quá nhanh chóng quyết đoán, nhưng cũng không trở ngại bọn họ dâng lên chấn kinh cùng hoảng sợ, một chiêu miễu sát vũ vương, cái này nhìn như thợ mỏ gia hỏa, thì ra là thâm tàn bất lộ cường giả khó trách dám cùng xích hỏa tông trưởng lão cứng rắn khó trách đối phương phóng xuất ra vũ vương khí tức về sau còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế ngoại giới làm rất nhiều võ giả nhìn thấy thôi trưởng lão ngã trên mặt đất không có bất luận hơi thở của sự sống nào đều trừng to mắt đã sớm nghe nói bắt mặt châu võ giả tính khí nóng nảy một lời không hợp thì ra tay đánh nhau ngày hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền chết nhưng là xích hỏa tông trưởng lão tu vi đã đạt tới vũ vương tầng thứ không phải đâu người trẻ tuổi kia người nào rất lạ mắt hẳn là không phải ta bắt mạch châu bản địa không phải người địa phương hát trưởng quỷ đã dùng truyền âm ngọc thạch thông báo thương sa tông tông chủ cần phải chẳng mấy chốc sẽ chạy tới xích hỏa tông trưởng lão bị giết chết tại cửa hàng nhà mình đây tuyệt đối xảy ra đại sự vốn muốn mua sắm khoáng thạch các châu quận võ giả tụ tập tại cửa tiệm quên chính mình này đến mục đích nhau nhau làm lên ăn dưa quần chúng việc này tính toán không hết chờ thương sa tông tông chủ đến khẳng định càng náo nhiệt hô người có thể quân thường tiếu ngồi tại trong tiệm trên quầy nói vậy thì chờ lấy nhìn xem trưởng quản cửa hàng tông môn bán hay không ta khoáng thạch giết người còn phách lối như vậy ngoại giới xem náo nhiệt võ giả trong lòng dân lên một từ bội phục còn hát trưởng quỷ giờ phút này đã dọa đến hai chân như nhũng ra xích hỏa tông trưởng lão chết tại trong tiệm cái này muốn truy trách đi xuống chức vụ vứt bỏ là nhỏ đầu dọn nhà là đại xoát xoát không bao lâu thương xa tông tông chủ phong phi sa, mang theo mấy cái tên đệ tử vội vàng đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường khoáng thạch cửa hàng lần nữa mở ra lớn bao nhiêu khách hàng đến mua sắm hắn vừa tốt một mực đang hoàng sa thành bận xã giao, cái này không, giữa trưa thời điểm, còn cùng mấy cái bên ngoài quận lão đại uống tràn rượu, người đã tỉnh táo lại, nhưng thật là không hiểu, hát trưởng quỷ làm sao lại đột nhiên phát tin tức nói xảy ra việc lớn, cái đại sự gì, chẳng lẽ, thừa phong môn người đến tìm phiền toái, phong tông chủ đến, hội tụ ở ngoài cửa, xem náo nhiệt võ giả nhau nhau tránh ra một con đường, phong phi sa trực tiếp mà đi, người còn không có tiếng khoáng thạch cửa hàng, linh niệm đầu tiên tràn ngập, bắt được bên trong nằm một người, sắc mặt nhất thời xôn xao đại biến, đây không phải xích hỏa tông thôi trưởng lão sao, làm sao nằm tại tiệm nhà ta lót nền bên trên, chẳng lẽ uống nhiều, không đúng, không có sinh mệnh khí tức, chết, phong phi sa kém chút kinh hải nhảy dựng lên, hắn thương sa tông cùng xích hỏa tông là lão tư cách sinh ý đồng bọn, bây giờ thôi trưởng lão chết tại khoáng thạch cửa hàng, vấn đề này coi như vô cùng nghiêm trọng, xoát, phong phi sa bước nhanh, bước vào trong tiệm, cả giận nói, hát kiến trung, đây là có chuyện gì, ngoài cửa võ giả thấy thế, nhất thời thì ý thức được, trò vui lập tức sẽ bắt đầu, người hành hung kia, không thừa cơ chạy đi, còn cao điệu ngồi tại trên quầy, thật sự là một cái khiến người ta kính để xương cốt cứng rắn hán tử, tông chủ, hát trưởng quỷ nhất thời đầy máu đầy trạng thái tại chỗ phục sinh, nói, là hắn, là hắn đem thôi trưởng lão giết, hắn, phong phi sa theo chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt nhất thời khóa chặt ngồi tại trên quầy quân thường tiếu, cả giận nói, tiểu tử, ngươi dám ở ta trong tiệm. Hắn tốc độ nói ngay từ đầu rất nhanh, nhưng chờ thấy rõ cái kia người hình dáng, tốc độ nói liếu lo chậm lại, cũng hoảng sợ nói, quân tông chủ nửa tháng trước, hắn cũng tại lõm cùng cát, tự nhiên nhận ra vạn cổ tông tông chủ, tông chủ, tên kia là tông môn chi chủ, bên ngoài xem náo nhiệt võ giả nhau nhau nổi lên kinh ngạc, quân thường tiếu nói, nếu như nhớ không lầm lời nói, ngươi hẳn là thương sa tông tông chủ a, không tệ, không tệ, phong phi sa vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười nói, bỉ nhân phong phi sa, thương sa tông tông chủ, vốn là đầy mặt lửa giận dết vào, đột nhiên biến thành cười đùa tí tửng cái này khiến hát trưởng quỷ cùng các lộ võ giả nhau nhau trừng to mắt chẳng lẽ tiểu tử này năng lượng rất lớn, quân thường tiếu nói, quân mổ ngược lại muốn hỏi một chút phong tông chủ, quý tông mở khoáng thạch cửa hàng, có phải hay không cùng xích hỏa tông định ra ưu tiên quyền mua, ưu tiên quyền mua, phong phi sa một mặt mờ mịt nói, không có a, à. hát trưởng quỷ lần nữa lọc vào linh hồn bạo kích, tàn huyết co quắp trên mặt đất, sắc mặt trở nên cực tái nhật, tông chủ như thế nơm nớp lo sợ đối đãi người trẻ tuổi kia, đã nói lên hắn không chỉ có thực lực mạnh, năng lượng cũng rất lớn, chính mình ngày hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít, đại ca, người ngưu bức như vậy, không trang điểm thật xinh đẹp, một bộ thợ mỏ bộ dáng tiến đến, không phải cố ý kiếm chuyện sao, đã không có ưu tiên quyền mua, quân mổ muốn hỏi một chút, hai người đều nhìn lên khoáng thạch, có phải hay không đạt được trước tới lại nói. Quân thường tiếu nói, phải. Phong phi sa nói, quân thường tiếu chỉ thôi trưởng lão, nói, quân mổ tới trước, hắn về sau, khoáng thạch cần phải bán cho người nào, cái này. Phong phi sa hơi chút xoắn suýt, nói, khẳng định bán cho tới trước quân tông chủ, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được điểm cống hiến 2.000 điểm, đinh. Điểm cống hiến, 19.899 20.000, dễ chịu. Quân thường tiếu ám đạo, thôi trưởng lão ép mua khoáng thạch lúc, hệ thống liền đã cho chi nhánh nhiệm vụ, nội dung vì, để thương sa tông tông chủ tới phân xử, phán phán người nào cần phải mua sắm linh tinh thạch, nhiệm vụ này, so sánh xảo trá, quân tông chủ ngắn mũi ngay người sau xuất thủ giải quyết thôi trưởng lão, hắn đi vào sau đó, liền đã biết, cửa hàng là thương sa tông kinh doanh, cho nên đem sự việc làm lớn, đem tông chủ kinh động bất quá, ra tay cũng quá nặng đi. Phong Phi Sa nghe quân thường tiếu kiểu nói này, cũng ý thức được, thôi trưởng lão nhất định là cùng hắn tại mua sắm khoáng thạch phía trên phát sinh mâu thuẫn, sau đó bị giết chết. Thôi đại ca, ngươi gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác gây vạn cổ tông tông chủ, nếu như còn có thể lại sống tới. Thôi đại ca khẳng định khóc nói, ta mẹ nó cũng không biết hắn là vạn cổ tông tông chủ A. Quân thường tiếu nói, linh tinh thạch là quân mổ trước nhìn lên, phong tông chủ bán hay không, mua, phong phi sa không chút do dự nói thái trưởng lão cùng cái kia từ lão quái đều như vậy cung cung kính kính, hắn khẳng định không dám thất lễ, ngươi cửa hàng trưởng quỷ nói xạo cùng người khác có ưu tiên quyền mua, không muốn đem khoáng thạch bán cho quân mổ, thật là có chút khi dễ người. Quân thường tiếu nói, phong phi sa vội vàng nói, phong mổ nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, hát trưởng quỷ sắc mặt trở nên càng vì tái nhật, cũng ý thức được chính mình hôm nay là thật xui xẻo, quân thường tiếu nói, quân mổ không phải mang thù người, các lộ võ giả khóe miệng co giật, đúng vậy a, à, ngươi không mang thù, bởi vì cùng ngươi có thù thôi trưởng lão đã bị giết, như vậy đi, quân thường tiếu nói, 20.000 cân linh tinh thạch, quân mổ lấy 10 lượng bạc giá cả mua lại, phong tông chủ có ý kiến gì hay không, 10 lượng, mọi người kém chút ngã quỵ, thì cái này giá tiền, ra ngoài uống chén trà đều không đủ, ba quân thường tiếu đem 10 lượng bạc đặt ở trên quầy, nói, nếu như phong tông chủ không làm chủ, có thể đem thái trưởng lão mời tới, quân mổ không ngại cùng hắn lại tại trên bàn rượu nói chuyện, lời nói này tuy nhiên ôn hòa, nhưng phong phi sa nghe được là đang cảnh cáo chính mình, nếu như không đồng ý, liền đem thái trưởng lão gọi qua so tay một chút, quân tông chủ, phong phi sa chân thành nói, nói tiền tổn thương cảm tình, 20.000 cân linh tinh thạch phong mổ miễn phí tặng cho, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.